mưa rơi Tác phẩm Nhị Lan, tác giả Bà Tùng Long, người đọc Xuân Hiếu. Lời tựa Bà Tùng Long sinh năm 1915, mất năm 2006. Tên thật Lê Thị Bạch Dân là một nhà văn Việt Nam nổi tiếng với các tiểu thuyết tâm lý xã hội ở miền Nam trước năm 1975. Bà Tùng Long là vợ của nhà thơ nhà báo Hồng Tiêu Nguyễn Đức Quy và là thân mẫu của nhà thơ Nguyễn Đức Trạch, nhà văn cựu luật sư Nguyễn Đức Lập và nhà văn Nguyễn Đông Thức. Phụ nữ đẹp ra đi làm, những vấn đề thường gặp phải, dù cách đây vài chục năm, hầu như vẫn không có gì khác hơn bây giờ. Những ông sếp mà gia đình thường không hạnh phúc cứ theo tán tỉnh rù quến những khách hàng quyết liệt săn đuổi rồi khi đã có gia đình bắt đầu có những mâu thuẫn giữa công việc và chức năng làm vợ làm mẹ được viết cách đây nhiều năm nhị lan đã đi vào những nghề nghiệp rất mới mẻ của người phụ nữ thời ấy tiếp viên hàng không viết báo viết sách đề cập đến hàng loạt vấn đề mà người phụ nữ phải giải quyết khi ra đi làm cùng những câu chuyện muôn thở về tình yêu tình mẫu tử bền bỉ đấu tranh cho sự bình đẳng giới cùng những quyền lợi cơ bản của chị em phụ nữ qua các tác phẩm của mình là một trong những lý do giúp tác giả bà Tùng Long chiếm được tình cảm của đông đảo người đọc giới nữ ở miền Nam trước năm 1975. Việc tái bản cuốn sách này còn là dịp giúp người đọc có thêm một cái nhìn về quá khứ chưa xa. Xin trân trọng giới thiệu lại Nhị Lan, một cuốn tiểu thuyết hay của bà Tùng Long đến bạn đọc hôm nay. Một gia đình Thanh Bạch Ông Ngô Giang Châu là một thư ký của hãng xăng dầu. Quá giờ đã lâu, ông ở dậy nuôi hai đứa con gái. Khi mẹ chết, Mộng Lan mới được 12 tuổi. Túy Lan nhỏ hơn chị 2 tuổi. Tuy cách nhau 2 năm, nhưng hai chị em giống nhau như đúc. Cả hai chị em đều đi học tiểu học ở Sài Gòn. Ông Châu người nghiêm nghị, trạc 40 tuổi, trắng cao, mắt lớn, mày rậm, ít nói, nhưng đã nói gì là y như đinh đóng. Suốt đời ông cầm cụi lo làm để nuôi gia đình, nhưng ông cũng là người rất tốt, luôn sẵn lòng giúp đỡ những người nghèo khó. Tính tình ông như thế nên gia đình, vợ con rất kính nể ông. Và vì quá kính nể nên giữa vợ chồng cũng như cha con, sự thân mật dường như không có. Trong những bữa cơm, Mộng Lan và Túy Lan không bao giờ dám nói chuyện với cha. Và từ ngày người mẹ hiền chết đi, Mộng Lan và Túy Lan thấy gia đình mình như một ngôi chùa vắng. Hai chị em chỉ cười đùa trong lúc cha đi làm. Hễ bóng cha vừa hiện ở ngoài cửa là hai chị em lại lặng lẽ, ai lo việc nấy. Dù hai chị em đều thấy cha mình là một người đáng quý, cần cù làm việc suốt ngày để lo cho con đủ ăn, đủ mặc, không thua sút người ta. Hai chị em cùng học một lớp và sau khi thi tiểu học, hai chị em cũng được đầu vào trường trung học Gia Long, học hành mỗi ngày mỗi tiến bộ. Ngày hai buổi, ông Châu đến sở và sau giờ làm việc, ông về nhà nằm nghỉ hoặc đọc sách hay xem báo. Thỉnh thoảng ông nói chuyện với hai cô con gái và câu chuyện ông nói với con chỉ là những bài học luân lý đạo đức, cố ý khuyên con phải giữ gìn thân gái, phải noi gương người mẹ hiền, phải ráng giữ những nền nếp xưa của nước Việt Nam thuần túy. Mộng Lan và Túy Lan là hai cô gái có sắc đẹp và rất giống nhau, giống đến nỗi người ta làm tưởng là hai chị em song sinh. Cô nào cũng có dốc người cao lớn uyển chuyển và bộ đi tướng đứng tự nhiên dịu dàng. Với làn da trắng nuột, đôi gò má hồng, đôi mắt to và đen lấy, đôi chân mày cong như vẽ, Mộng Lan và Túy Lan cùng được xếp vào hạng đẹp. Đã vậy, hai cô còn có nụ cười rất duyên dáng mỗi khi hai cô cười, đôi má lấm đồng tiền, cái cầm tròn trĩnh, đôi môi đỏ hồng để lộ hai hàm răng đều đặn như hai hàng ngọc, cùng làm người đối diện phải mê mãi ngắm nhìn. Mọi người đều làm mộng lan với túy lan. Chính mấy bà giáo trong trường cũng không phân biệt được ai là chị, ai là em, vì giọng nói của hai người cũng giống nhau, em dịu và ấm cúng. Nhưng nếu ai tin mắt hay để ý thì nhận thấy nghe rằng Mộng Lan có vẻ điềm đạm, đôi mắt có một tia sáng hiền từ, dần trắng tỏa ra một cái gì quảng đại hơn người. Mộng Lan là người phúc hậu, đời sống sẽ im lặng như dòng nước của một con sông, chảy qua một cánh đồng bằng phẳng. Túy Lan lại bồng bột, ham vui, nói cười luôn miệng. Tính tình ảnh hưởng đến văn chương, khi đi học, Mộng Lan viết những bài văn rất trôi chảy dễ dàng, nhưng cũng bình thường trong khuôn khổ, còn túy lan lại có giọng văn sinh động khúc chiết biến đổi tùy hứng đọc rất thú vị hai chị em khác nhau như thế nhưng vì từ bé một côi mẹ lại sống với người cha nghiêm khắc nên hai chị em đã dựa nhau mà sống một quãng đời thơ ấu đầy kỷ niệm do vậy rất yêu thương chiều chuộng và binh vực nhau hết sức không bao giờ người ta thấy hai chị em gây gỗ giận hờn mộng lan làm vừa lòng tất cả những điều túy lan muốn và Túy Lan luôn nghe lời chị mỗi khi chị phê bình một việc gì. Mộng Lan và Túy Lan theo học 4 năm ở Gia Long đến kỳ thi thành chung đều đậu cả. Gia đình ông Châu là một gia đình thanh bạch chỉ đủ sống. Ông Châu tiện tặng lắm mới cho con theo đuổi học hành đến nơi đến chốn như thế. Khi con đậu bằng thành chung, ông Châu bèn khuyên hai con nên kiếm việc làm để có một nghề nghiệp sau này khỏi phải ăn bám chồng và rủi gặp nghịch cảnh chồng chết hay ra trận thì có thể nuôi con không đến nỗi phải nương tựa vào kẻ khác mộng lan xin vào làm thư ký cho một hãng buôn lớn túy lan may mắn hơn được người quen với ông châu giới thiệu làm tiếp viên cho một hãng hàng không bay đường sài gòn hà nội ngày nào có cách ăn mặc nấy túy lan đã thay đổi cách ăn mặc bộ đồng phục màu xanh đã làm túy lan có vẻ đẹp của các nữ tiếp viên phi hành của nhật cởi mây, về gió túy lan đã tìm thấy trong nghề của mình một niềm hứng thú say sưa mỗi chuyến tàu mỗi đem đến cho túy lan một niềm vui mới càng làm cho túy lan gắn bó thêm với nghề nghề của túy lan là một nghề được nhiều người ham thích như một tờ báo pháp đã nói trong các nghề nghiệp của phụ nữ ngày nay nghề của các cô tiếp viên hàng không là nghề dễ cho các cô kiếm chồng nhất túy lan đọc bài báo ấy không khỏi mỉm cười nhưng túy lan cũng đâm ra suy nghĩ Túy Lan vừa bước chân vào ngày một tháng thì bỗng một hôm, trên chuyến bay đi Hà Nội, Túy Lan gặp một chàng thanh niên ăn mặc rất sang trọng và có khuôn mặt rất đẹp. Dần tráng rộng, đôi mắt xếp, thêm nụ cười quá duyên dáng đối với một thanh niên, lại thêm làn da trắng và đôi môi đỏ hồng. Thấy anh ta, Túy Lan sực nhớ đến câu nói của Mộng Lan. Chị rất có ác cảm với những người đàn ông có một vẻ đẹp quá mỹ nhân. Vì hình như họ đã dành mức, cái riêng trời cho chị em ta. Thuộc về phái mạnh, họ phải mài râu mắt ốc đầy nam tính. Thuộc về phái mạnh, họ đã không mạnh, lại còn đẹp thì khó coi quá. Cũng như không gì đáng buồn cho bằng, mang tiếng là ở phái đẹp mà trời lại sanh ra những chị em xấu kịch cợm. Nghĩ đến ý chị, Tuy là không khỏi buồn cười cho chị quá khắc khe với hạng đàn ông đẹp. Túy Lan cũng không sao kìm được tim mình khỏi hồi hộp trước cái nhìn đầy mỹ cảm và nụ cười hết sức thân thiện của chàng trai nọ. Cái nghề của Túy Lan buộc phải chiêu đãi khách hàng, vì thế Túy Lan không có quyền làm thinh trước những câu hỏi của chàng thanh niên nọ. Thưa cô, chuyến bay này có ghé Nha Trang không ạ? À? Túy Lan tươi cười đáp. Thưa ông, không, chuyến này chỉ ghé Đà Nẵng và Hải Phòng đến giờ đem món điểm tâm túy lan được người ấy tặng một câu cảm ơn cô tôi đang ngủ mơ màng thấy trước mắt một cô tiên xinh đẹp ban cho mình một đĩa bánh và hát cho mình nghe bản nhạc du dương giật mình thức dậy té ra cô tiên xinh đẹp là cô và bản nhạc du dương là giọng nói êm như ru của cô túy lan bật cười hân hạnh cho em quá và suốt chuyến bay hôm ấy lúc nào thấy mặt túy lan là anh chàng lại tán tỉnh Thấy anh chàng nói giọng bắp ngọt ngào và toàn nói lời văn qua bay bổng, túy lan tin đây chắc là một dân thi sĩ. Nhưng rồi phi trường Bạch Mai đã là nơi chia cách hai người. Tay sách cặp da, anh chàng ấy rút trong túi một tấm danh thiếp và nghiêng mình chào túy lan. Rất tiếc phải chia tay cùng cô, dù sao cuộc hành trình hôm nay cũng sẽ ghi vào đời tôi một kỷ niệm không bao giờ xóa mờ được. Xin gửi cô tấm danh thiếp và rất mong được cô cho biết quý danh. Hành khách chen nhau xuống, Túy Lan chỉ kịp bỏ tấm danh thiếp vào túi áo và lễ phép thưa. Tôi là Ngô Túy Lan của hàng không Hoành Sơn. Chàng thanh niên cảm ơn và sau khi liếc nhìn Túy Lan lần chót, dội dã bước xuống cầu thang để vào phi trường. Về đến nhà thay áo, thay túi áo cợm một tấm giấy cứng, Túy Lan mới sực nhớ đến tấm danh thiếp của chàng thanh niên và tò mò lấy ra đọc. Trương Phi Long, họa sĩ. Túy Lan không khỏi nhếch một nụ cười đắc thắng và tự nghĩ ta đoán cũng gần trúng đấy chứ, cũng chỉ là một nghệ sĩ. Túy Lan đã gặp biết bao câu chuyện tương tự như trên xảy ra trong lúc làm phận sự một tiếp viên trên tàu. Những cái liếc mắt tình tứ, khêu gợi, những nụ cười dò dẫm, những câu nói bông lơn mà cố ý, cố ý mà bông lơn, chỉ đem đến cho Túy Lan cũng như các nữ tiếp viên khác một nụ cười xã giao hay một câu nói lễ phép lấy lệ, để rồi khi tàu đến phi trường, Túy Lan lại trở về căn nhà lặng lẽ của cha với lòng bình lặng không chút bân khuân nghĩ ngợi. Nhưng rồi một tháng sau trên chuyến tàu Hà Nội Sài Gòn khi đang đứng nói chuyện với một bà khách quen thuộc Túy Lan có cảm giác như là có ai nhìn mình từ phía sau. Túy Lan xoay lại và nhận ra Phi Long anh chàng họa sĩ mà Túy Lan đã gặp ngày nọ. Hai cặp mắt gặp nhau Túy Lan gật đầu chào và anh chàng cũng lịch sự nói Kìa, cô Túy Lan cô vẫn mạnh. Túy Lan giật mình vì anh chàng nhớ rõ tên của nàng như đã học thuộc. Túy Lan nói, cảm ơn ông, ông đã gặp tôi ở đây, tức là tôi không bệnh. Phi Long cười. Dân, tôi cũng biết thế nhưng không hiểu sao tôi cứ quen miệng gặp ai là hỏi câu ấy. Túy Lan thấy mình lần này hơi ngượng nghịu không được tự nhiên vì cặp mắt của Phi Long đang sáng lên và lặng lẽ nói với nàng nhiều điều. Túy Lan cố tránh mặt Phi Long, nhưng ba bữa ăn trên tàu từ hà nội tới sài gòn nàng vẫn phải gặp chàng họa sĩ ấy những lúc ấy là dịp may để anh chàng nói bóng nói gió về những nỗi nhớ nhung chờ đợi tàu đến phi trường tân sơn nhất túy lan như trút được gánh nặng và lần này cố tránh mặt phi long trong lúc hành khách xuống tàu công việc đã xong túy lan sửa soạn ra về khi đi qua văn phòng tố ngọc một nữ thư ký trong sở gọi túy lan lại và trao cho nàng một tập giấy ngoài bìa có đề Kính tặng cô Túy Lan, hàng không Hoành Sơn. Túy Lan âm tập ra về. Về đến nhà dỡ ra xe mới thấy đó là một tập vẽ toàn hình Túy Lan bằng những nét chì linh hoạt tài tình. Túy Lan biết đó là những bức vẽ phóng bút của Phi Long và Túy Lan hết sức cảm động. Thế rồi trên các chuyến tàu từ Nam ra Bắc hoặc từ Bắc vào Nam, Túy Lan và Phi Long đã nhiều lần gặp nhau. Hôm nay được nghỉ sau chuyến bay Túy Lan đi vào phố mua vài món đồ, bỗng gặp Tố Ngọc. Tố Ngọc vui vẻ rủ Túy Lan. Hôm nay anh Phi Long triển lãm tranh ở nhà hát lớn Sài Gòn, chị và em đi xem chơi. Túy Lan muốn từ chối thì Tố Ngọc nói, mai chị còn nghĩ đi chơi với em một chút đã hại gì đâu. Túy Lan nhận lời và hai người đến nhà hát lớn đi xem các bức tranh. Khách xem tranh rất đông, có nhiều bức được ghi mua. Tố Ngọc chị Túy Lan, bức tranh một thiếu nữ miền Nam có đôi mắt to và đen giống Túy Lan như hệt. Anh Phi Long vẽ Túy Lan đấy, vẽ theo trí nhớ chứ không phải vẽ theo người mẫu, nhưng xem qua bức vẽ ta cũng có thể đoán biết anh chàng yêu Túy Lan đến bực nào. Túy Lan đỏ mặt, lườm Tố Ngọc thì Tố Ngọc nói Phi Long yêu Túy Lan là quyền của anh ta, có điều yêu anh chàng hay không là quyền của Túy Lan. Túy Lan nhìn mấy hàng chữ dưới bức ảnh, người đẹp trong mộng không bán túy lan bực dọc chị lẩn thẩn quá à? tôi đi về đây không muốn xem tranh nữa hai chị em đang hờn dỗi nhau thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói rất quen hai cô giận hờn gì nhau thế túy lan xoay lại đã thấy phi long tươi cười tố ngọc phân bua anh phi long bắt đền cho chị túy lan đi chị bảo sao anh vẽ hình chị mà không xin phép kìa túy lan lườm tố ngọc phi long nói Tôi vẽ người đẹp trong mộng chứ tôi có dám vẽ Túy Lan đâu, những tranh vẽ Túy Lan tôi đã gửi hết cho cô ấy rồi mà. Phi Long mời Túy Lan và Tố Ngọc đi xem lại từng bức vẽ và giải nghĩa rõ ràng. Khi xem hết các bức tranh, Phi Long mời hai cô đi uống nước và ba người nói chuyện với nhau rất thân mật. Thì ra, Tố Ngọc là em cô cậu với Phi Long. Túy Lan thấy trời sắp tối bèn cáo từ ra về. Phi Long hai ba lần ngập ngừng như có điều gì muốn nói lại thôi. Tố Ngọc thấy thế liền hỏi: anh phi long sao hôm nay ngơ ngẩn vậy anh bị ai hớp hồn chứ gì mặc dù tố ngọc trêu ghẹo phi long vẫn đứng thừa người sự quạt bát của phi long làm cho túy lan ít bận lòng nhưng sự im lặng gần như ngơ ngẩn kia chính là một hiện tượng rõ ràng của tình yêu túy lan thấy tim mình đập mạnh đứng im một lát phi long thở dài cô túy lan rồi lại làm thinh tố ngọc hiểu phi long muốn nói gì liền làm bộ chị túy lan Đứng đợi tôi một tí nhé Tôi chạy qua bên đường mua vài tờ báo Túy Lan toan đi theo bạn Thì Phi Long đã nói Xin cô Túy Lan đứng nắng lại đây Để tôi có chút chuyện thưa với cô Túy Lan hỏi Ông có việc gì ạ à? Phi Long nói Cũng không ngoài mục đích giải quyết Một vấn đề trong lòng thôi cô ạ à. Cô cho phép tôi nói không Trước sự đường đột của Phi Long Túy Lan đành nói Tôi chưa được hân hạnh quen ông nhiều Tôi thấy hình như ông quá nông nổi đối với một vấn đề như ông vừa bảo là vấn đề trong lòng. Cô nói cũng phải, nhưng tôi gặp cô và quen cô đã lâu rồi chứ. Và Phi Long, bài tỏ một hơi, sự ngượng nghịu đã tan đau mất. Tôi, họa sĩ Phi Long, 25 tuổi, tốt nghiệp trường mỹ thuật, tay chân lành mạnh, đầu óc tỉnh táo, tim chưa yêu ai cũng chưa được ai yêu. Trước kia cha mẹ giàu có, trong trận giặc vừa qua cha mẹ mất hết, cửa nhà sụp đổ tiền bạc không còn trên trần gian chỉ có một mình cho trọi không anh em thân thích hiện nay sống nghề tự do muốn dễ ai thì dễ có thể lập gia đình và bảo đảm đời sống của vợ con chẳng hay với các điều kiện trên cô có thể nhận đơn của tôi không túy lan buồn cười trước lời tỏ tình quá dễ nghe ấy nên nói ông làm quảng cáo khá quá và đơn gì đâu mà bảo tôi chấp thuận trời ơi sao cô cứ giày xéo lên mối tình chân thật của tôi như thế tôi đâu dám nhưng mà việc này không phải quyền ở tôi, cha tôi là người rất nghiêm nghị, ông muốn việc gì, cứ đến thưa với cha tôi. Đành rằng thế, nhưng tôi muốn biết ý kiến cô trước đã. Túy Lan cúi đầu suy nghĩ, Phi Long nhìn nàng với đôi mắt dò xét, với mái tóc đen mướt và dần trắng cao, đôi mắt đẹp kia đang bối rối, che giấu một sự cảm động. Phi Long biết phút định đoạt đã đến nên không bỏ qua cơ hội. Thú thật với cô đã 6 tháng nay, nghĩa là sau khi gặp cô lần đầu, tôi không sao quên cô được. Nhưng sở dĩ ngày hôm nay tôi mới dám bày tỏ với cô là vì tôi ngại sự từ chối của cô. Việc hôn nhân là quan trọng, đời người chỉ có một lần. Túy Lan mặt ẩn đỏ, nhìn Phi Long cố dò trong đôi mắt chàng xem những lời vừa nói có phải do lòng yêu thành thật không. Nhưng khi gặp cặp mắt Phi Long, Túy Lan như bị thôi miên, cúi dọi xuống. Phi Long biết mình đã bước một bước khá dài trên con đường chinh phục tình ái, sợ Tố Ngọc về gấp. Phi Long giỏi nói để kết liễu. Đến chủ nhật, tôi sẽ đến nhà hầu chuyện với bác. Túy Lan chưa kịp đáp thì Tố Ngọc đã quay về, tay cầm mấy tập báo, hối Túy Lan. Thôi, chúng ta về chứ, tối rồi. Về đến nhà, Túy Lan liền kể lại cho Mộng Lan nghe câu chuyện giữa mình và Phi Long. Mộng Lan nghe xong nói. Nếu Phi Long yêu em thật tình thì em bảo anh ta đến thưa với cha để tính việc hôn nhân. Nhưng em phải thận trọng, và em có biết lai lịch Phi Long không? Hòa sĩ cũng như dân sĩ là những người giàu tưởng tượng, ít sống với thực tế. Chỉ sợ tình họ ngày hôm nay đẹp như qua, để rồi ngày mai kia héo rụng chỉ gây khổ cho lòng em mà thôi. Mộng Lan lo như thế cũng phải, và Túy Lan làm sao biết rõ được Phi Long khi chỉ gặp anh trên tàu và trao đổi những câu xã giao. Trước thềm hôn nhân, lòng thiếu nữ nào mà không khỏi phân dân lo ngại. Đời người đàn bà dài đằng đẵng chiếc phận sự, hạnh phúc hay không chỉ định đoạt trong giờ phút này. Tủy Lan còn nhớ câu nói của dì nàng, một người đàn bà đã quá bùa và sắp bước thêm bước nữa. Người đàn ông khi cuộc hôn nhân này tan rã hay gãy đổ, tìm lại cuộc hôn nhân khác tâm trạng ra sao ta không hiểu, chứ một người đàn bà rủi gặp cảnh nửa đường đứt gánh mà phải bước thêm bước nữa làm sao khỏi thấy cả một sự ê chề, ngao ngán. Túy Lan cũng là một người đàn bà thì làm sao thoát khỏi những ý nghĩ dẫn dơ về đời mình. Nhưng Túy Lan cũng tự thú là đối với Phi Long, nàng có nhiều cảm tình đặc biệt. Thế rồi công việc hàng ngày của một nữ tiếp viên đã không cho Túy Lan có thì giờ suy nghĩ nhiều về việc riêng của nàng. Trong những phút rảnh rang nhìn qua cửa kính máy bay, Túy Lan thấy trời mây bao la, vũ trụ đẹp vô cùng, nhìn xuống nhà cửa bé nhỏ cây cối chỉ còn là những đám lụp sụp xanh rì núi non một màu lam tím biển cả là một tấm thảm xanh mênh mông túy lan cảm thấy lòng rung động một nguồn sống mới tươi đẹp những hôm giông tố máy bay bị nhồi lên nhồi xuống túy lan lại say sưa với cảnh hùng dĩ của vũ trụ những cụm mây trắng xóa như bông gòn trước gió bay là là bao bọc túy lan trong một cảnh mộng quyền ảo trước cảnh đẹp của quá công Túy Lan khao khát một tình yêu và Túy Lan đã gặp Phi Long. Túy Lan hy vọng Phi Long sẽ đem lại cho đời nàng hạnh phúc mà nàng ao ước. Phụ Phàng Phi Long đến gặp ông Châu và được ông nhận lời sau khi hỏi lại ý kiến Túy Lan. Và một đám cưới linh đình giữa Phi Long và Túy Lan đã ghép chung cuộc đời của hai người. Túy Lan chỉ xin phép được năm hôm vì thế đến ngày thứ sáu túy lan đã phải lên đường theo các chuyến bay của hoành sơn hàng không phi long bực dọc vì phải xa vợ nhưng tình còn mới duyên đương nồng phi long chưa dám để lộ sự phiền muộn của mình túy lan đi rồi một giờ đối với chàng là một năm và với đầu óc tưởng tượng của một nghệ sĩ phi long ngồi ở nhà hình dung ra cảnh túy lan đang cười đùa hoặc gia chạm với bọn hành khách phi long thấy đầu óc như sắp điên và chàng nhất định hãy lần này túy lan về chàng sẽ buộc túy lan phải xin nghỉ việc ba ngày dài đằng đẵng trôi qua và phi long đã khổ sở biết bao đối với chàng sự khổ sở ấy thật sự là một hình phạt khi túy lan đẩy cửa bước vào lúc bấy giờ đã hơn một giờ trưa nàng hết sức kinh ngạc thấy phi long ngồi gục đầu trên bàn nghe tiếng động phi long ngước mặt lên thấy túy lan chàng nhảy sổ lại hôn vợ như một người điên và ra lệnh em hãy xin nghỉ ở hoành sơn hàng không đi nếu không anh phát điên vì nhớ em đợi em đó túy lan kinh ngạc kìa sao anh đổi ý mau chóng vậy trước khi cưới em có nói rõ về vấn đề này với anh rồi kia mà và anh đã đồng ý để em được tiếp tục nghề nghiệp của em trước khác giờ khác với tình yêu mọi việc đều có thể bị khuất phục em túy lan ạ à. túy lan thấy ngay trước mặt một sự ràng buộc vô hình nàng dẫn giải đời bây giờ là đời phụ nữ chức nghiệp anh không nên cột em ở gia đình giả lại nghề của anh bấp bênh lắm anh ạ à. cuộc sống của chúng ta chưa có gì đảm bảo mà giá sinh hoạt thì mỗi ngày mỗi cao chúng ta dựa vào đâu mà tìm lấy sự vĩnh viễn anh cứ để em làm chúng ta có trước mắt cả bốn chục năm để yêu việc gì phải hối hả phi long dậm chân nói Trời ơi, trong lúc yêu nhau mà em còn triết lý được thì anh xin đầu hàng. Mà anh có biểu em ở nhà luôn đâu, anh chỉ muốn em xin thôi ở Hoành Sơn hàng không để tìm một chỗ khác khỏe hơn và em có thể ở nhà hàng đêm. Túy Lan nói, Em thích nghề của em lắm, vì từ bé em đã nuôi mộng du lịch, mỗi ngày được sống với cảnh trời nước mênh mông mà không chịu, lại đi tìm cái nghề vui đầu từ sáng đến chiều trong bốn vách tường là sao? Anh là một nghệ sĩ mà không thấy nghề của em là thú vị thì cũng đáng ngạc nhiên thật. Phi lòng nhất định. Em nên nghe lời anh thì hơn, nếu không gia đình chúng ta sẽ kém phần hạnh phúc túy lan đã hiểu qua tâm lý chồng đôi chút và túy lan cho câu nói của một nhà văn nói về vợ các nghệ sĩ rất đúng làm vợ một nghệ sĩ không phải là việc dễ túy lan cho câu nói ấy thấm thía đối với nàng mới chung sống với phi long có một tuần lễ đã thấy tính tình phi long rất khó chịu phi long bừa bãi không có thứ tự và vui buồn không chừng độ chỉ giờ làm việc của phi long cũng lạ hơn người ta rồi vừa cưới vợ ngày hôm nay, ngày hôm sau Phi Long đã hứng lên đem giá dẻ ra, vẽ một bức tranh, cầm cùi làm việc suốt ngày, Phi Long không nghĩ đến vợ. Túy Lan rủ chồng đi thăm vài người bạn thì Phi Long bất bình. Họ đi đám cưới mình là do lòng tốt của họ, mình có ép lại họ đâu mà bảm đến thăm cảm ơn. Túy Lan đành phải ngồi nhà. Vừa về, nghe chồng bảo phải thôi ở hoành sân hàng không, Túy Lan trong lòng buồn bực, bỏ vào nhà không muốn nói năng gì nữa. Phi Long thấy vợ buồn chạy theo nan nỉ. Em nên theo lời anh, anh có thể vẽ những bức tranh đủ lo cho gia đình, em đừng lo nghĩ gì cả. Phi Long khéo tán tỉnh, Túy Lan thì muốn giữ hạnh phúc gia đình, đành phải xin thôi việc ở Hoành Sơn hàng không. Ở nhà hơn 6 tháng, Túy Lan vẫn không thấy Phi Long nói đến chuyện kiếm việc khác cho nàng làm. Phi Long ăn xài lớn lắm, bạn bè đông đảo, bao nhiêu tiền bán tranh cũng theo tiệc tùng, hát xuống mà hết sạch. Túy Lan lo sợ ngày mai nên nhắc Phi Long kiếm chỗ cho nàng làm. Phi Long bèn nói: "Em nhất định đi làm thì cứ đi tìm việc, nhưng không được làm lại ở Hoành Sơn Hàng Không đấy nhé." Túy Lan bực dọc sửa soạn ra đi, đi ngang qua đường Lê Lợi, Túy Lan gặp Tố Ngọc. Tố Ngọc hỏi: "Sao Túy Lan thôi ở Hoành Sơn Hàng Không ổn quá? Làm ở đó lương tháng rất khá, Túy Lan tìm đâu ra chỗ khác trả lương được như vậy?" Túy Lan trong bụng đang buồn. Nghe Tố Ngọc nói càng buồn thêm, nhưng cũng gắn gượng đáp. Thì anh Phi Long không muốn cho tôi làm việc nữa. Anh ấy bảo là có thể một mình lo cho gia đình. Tố Ngọc ái ngại. Anh Phi Long tin vào những bức tranh của ảnh chứ gì? Nhưng thời bây giờ, người ta giật lộn với cuộc sống gây go, ít có người rỗi rảnh mà nghĩ đến tranh ảnh nữa đâu. Túy Lan làm thinh, Tố Ngọc lại hỏi. Túy Lan đi đâu bây giờ? Túy Lan vốn thành thật nghe bạn hỏi liền nói Có người bạn giới thiệu cho tôi một tờ báo Hôm nay tôi định lại đó xem sao Tố Ngọc dùng kéo tay Túy Lan Thế sao không trở lại hoành sân hàng không Ông chủ cứ tiếc mãi về việc Túy Lan xin nghỉ Ông bảo nếu Túy Lan trở lại Ông vẫn sẵn lòng dành cho Túy Lan sự tín nhiệm cũ Túy Lan nhìn lên nền trời xanh quang đảng không một cụm mây Với cặp mắt thèm thuồng một chiếc phi cơ vô tình bay qua càng nhắc Túy Lan nhớ những ngày vui vẻ trên mây. Tố Ngọc Dục kia đi hay không mà đứng thường người ra vậy? Túy Lan buồn rầu lắc đầu. Không, anh Phi Long không bằng lòng cho tôi làm tiếp viên hàng không nữa. Tố Ngọc dùng cười lớn. Thôi, tôi hiểu rồi, anh chàng ghen chứ gì? Nói xong câu ấy, Tố Ngọc thấy mình hơi tàn nhẫn trước sự buồn phiền của bạn nên nói. Thôi, Túy Lan phải chịu theo ý muốn của anh Phi Long, để gia đình em thấm là hơn, chỉ rỗi rảnh như tôi không ai bắt buộc mình được. Rồi Tố Ngọc lại thêm. Tôi mong làm một nữ tiếp viên mà ai thèm cho, cứ nhét mình vào bốn bức tường với cái máy đánh chữ mới bực chứ, chỉ vì lẽ mình đâu có sắc đẹp như túy lan. Hai người bạn gái chia tay nhau, mỗi người đi một ngã. Túy Lan bước vào nhà, thấy Phi Long đang ngồi dẻ, Trước mắt Phi Long là một cô gái chỉ mặc một cái áo cọc trắng để lộ cả cổ và đôi vai nõn nà. Túy Lan biết đó là người mẫu mới mà Phi Long vừa tìm được. Túy Lan lặng lẽ đi vào nhà trong, không muốn quấy rối chồng trong lúc làm việc và tự nhiên Túy Lan đến gần tấm kính lớn soi lại hình mình. Túy Lan chán nản thấy mình không đẹp bằng cô gái đang ngồi làm kiểu mẫu cho Phi Long vẽ. Đồng hồ buông 12 tiếng Phi Long cho cô gái kia về và vào phòng hỏi Túy Lan. Em tìm được việc chưa? Sao em có vẻ không vui vậy? Em bất bình anh à? Em đến tòa soạn báo và thương lượng xong rồi, có lẽ đến đầu tháng em sẽ nhận việc. Phi Long hỏi, hôm nay mấy rồi em nhỉ? Mới 17 dương lịch. Thế thì còn những 13 ngày nữa. Một không khí lạnh nhạt bao phủ cả hai người ngay từ hôm ấy. Phi Long đối với người mẫu mới rất biệt đãi và ngày nay qua ngày nọ, anh vẽ toàn tranh về cô này có lần túy lan nghe phi long hỏi cô gái mai cô đến sớm hơn mọi ngày được không nguyệt nga túy lan mới biết cô gái ấy tên nguyệt nga lại một hôm trả tiền cho nguyệt nga phi long dặn chiều cô đợi tôi ở nhà hàng yến mai nhé tôi sẽ giới thiệu cô với anh phương một họa sĩ ở nhật mới về túy lan không nghe nguyệt nga đáp vì có lẽ nguyệt nga nói nhỏ quá bắt đầu từ hôm ấy túy lan để ý đến nguyệt nga nhiều hơn Nguyệt Nga có một vẻ đẹp đúng chuẩn của người đàn bà Tây Phương, thân hình to lớn nở nang, đi đứng nhún nhảy, bộ tịch tự do, nói cười luôn miệng. Nguyệt Nga thật là một cô gái mới trăm phần trăm. Nguyệt Nga có đôi mắt mơ màng dưới hai hàng lông nheo dày và rậm, cái mũi dục dừa xinh xắn chạy thẳng trên đôi môi dày, mỗi khi cười để lộ đôi hàm răng trắng bóng. Mái tóc uống lòa xòa trên dần trắng rộng làm cô có vài nét giống với cô đào Vera Elen về phục sức nguyệt nga ăn đứt các bạn gái cô không bao giờ mặc một màu gì sậm cả những màu lợt phân phớt nhẹ nhàng trên tấm thân đẹp như pho tượng của cô làm cô có một vẻ đẹp phong lưu đài cát những hôm đến làm người mẫu cho phi long nguyệt nga thường tìm cách làm quen với túy lan và trong những lần nói chuyện nguyệt nga tỏ ra là một người bạc thiệp khôn khéo túy lan tuy không ưa nguyệt nga nhưng trước sự lễ phép của nguyệt nga cũng phải vui vẻ trò chuyện một hôm vẽ xong bức tranh Phi Long nói Bắt đầu từ hôm nay cô khỏi đến đây nữa mà hãy đến sở thú vì tôi cần vẽ một bức tranh thiếu nữ dưới gốc lê. Nghe câu ấy Tủy Lan rất lấy làm khó chịu nhưng nàng biết nói sao cái nghề của Phi Long có lắm sự phiền phức cho nàng như thế là việc thường. Ngày hôm sau và những ngày kế tiếp Phi Long đi vẽ suốt ngày mãi chiều tối có hôm đến 12 giờ khuya mới về. Túy Lan bắt đầu buồn rầu nhưng Phi Long hình như không để ý đến sự phiền muộn của Túy Lan. Có hôm đè nén nỗi lòng không được, Túy Lan tỏ ý can ngăn chồng thì Phi Long nói Em nên nhớ anh là một họa sĩ, cái nghề nó buộc anh phải giao thiệp nhiều. Nếu em ép anh bó gối nằm nhà, tức là em không muốn cho anh đeo đuổi sự nghiệp của anh nữa. Anh phải có thật nhiều người mẫu khác, chứ một họa sĩ vẽ mãi vợ mình thì ngượng chết. Không đợi Túy Lan trả lời, Phi Long tiếp em mà ghen với các người mẫu của anh là em dại em khổ em chịu không phải lỗi anh đấy nhé túy lan thấy cổ nghẹn nàng làm thinh không buồn nói thêm gì nữa bỗng túy lan bị bệnh ăn uống gì cũng không được mỗi ngày mỗi ngày hẳn đi túy lan đến một bác sĩ nhờ xem bệnh bác sĩ cho nàng biết là nàng sắp làm mẹ túy lan vui vẻ báo cái tin mừng cho phi long nghe thì nàng hết sức lạ lùng thấy phi long chẳng những không vui còn cáo kỉnh nói còn cái gì mà sớm thế câu nói ấy làm túy lan đau lòng hết sức cũng như tất cả người đàn bà khác khi có chồng ai cũng muốn có một đứa con để thương yêu săn sóc túy lan làm sao chịu được câu nói ích kỷ của chồng lòng túy lan bắt đầu nghi ngờ chồng từ hôm ấy và không khí bất hòa giữa đôi vợ chồng trẻ đã mở màn bị thai hành sức khỏe túy lan kém nhiều lại thêm buồn rầu nên nhan sắc của ngày một kém Đôi khi Túy Lan giận trách mình đã yêu nhầm một người không xứng đáng. Túy Lan lo sợ một sự gãy đổ và nàng tự than. Trời ơi, cuộc tình duyên chưa quá một năm có thể như thế được sao? Hay tại ta đòi đi làm, thôi thì đành bỏ mộng đi làm việc, ở nhà làm nội trợ cho vừa ý chồng và giữ vững hạnh phúc gia đình. Nếu không, cha ta và chị Mộng Lan sẽ buồn. Túy Lan ráng hết sức chiều chuộng phi lông, có những hôm nàng mệt nhưng cũng ráng xuống bếp nấu những món ăn mà chồng thích. Nhưng rồi mâm cơm dọn sẵn, Phi Long vẫn về trễ. Thấy cơm nước tươm tất, Phi Long chẳng những không cảm ơn vợ về sự săn sóc cho mình, còn tỏ ý không bằng lòng. Ở nhà em cứ ăn trước, không cần chờ đợi làm gì cho mệt. Tủy Lan nhìn chồng với đôi mắt trách móc Phi Long nói. Tôi không muốn gì tôi mà em nhọc lòng vô ích, tôi ăn đâu mà trả được. Tủy Lan hỏi. Thế anh lập gia đình làm gì để có người đàn bà phải khổ vì mình? Phi Long cao có, thì tôi đã bảo tôi không dám làm phiền làm nhọc ai kia mà tại ai muốn khổ thì ráng chịu túy lan ôm mặt khóc phi long lấy áo mặc vào và nói hạnh phúc gia đình địa ngục thì có túy lan ngước mắt lên hai hàng lệ còn in trên má nói qua tiếng nức nở em không ngờ anh đổi thay mau quá phi long thốt một câu làm lòng túy lan càng bẻ bàng hơn sao hồi tôi mới gặp em trên máy bay lúc em còn là nữ tiếp viên, tôi thấy em đẹp quá, nhưng bây giờ thì em soạn quá, soàn quá. Phi Long đi qua đi lại trong gian phòng, tiếng giày nện lập cập làm quả tim của Túy Lan càng thêm xốn sang khó chịu. Nhưng chuyện có thể đến là nói đến. Thái độ của Phi Long rất rõ rệt, Phi Long kiếm đủ chuyện để rầy ra vợ. Túy Lan vẫn nhẫn nại, nhưng sự bội bạc của Phi Long càng hiển nhiên vì Phi Long đã thuê nhà ở với Nguyệt Nga một cách công khai tai nạn này thường rủ tai nạn khác. Ông Châu một hôm sau bữa cơm bỗng than đau bụng, Mộng Lan dội dã đi mời bác sĩ. Bác sĩ sau khi khám hối Mộng Lan chở ông đi nhà thương, nhưng vừa vào đến bệnh viện. Nam Việt chưa kịp mổ, ông Châu đã trút hơi thở cuối cùng. Túy Lan buồn vì việc gia đình lại được tin cha mất làm sao không thương cảm được. Túy Lan bèn tìm Phi Long cho Phi Long hay cái tin ông Châu chết, nhưng mãi vẫn không gặp Phi Long túy lan đành về góp sức với chị lo ma chai cho cha chôn cất xong tối hôm ấy túy lan cũng không ở lại nhà với chị được vì trong lòng túy lan đang tức giận về việc phi long không có mặt trong đám tang cha nàng túy lan cố tìm cho được phi long có người chỉ túy lan biết chỗ ở của phi long túy lan tìm đến và ngao ngán thấy phi long đang tập cho nguyệt nga nhảy một bài vans thấy túy lan phi long không chút ngượng nghịu tôi tưởng mình còn ở đàn nhà giúp chị mộng lan chứ Túy Lan không sao đè nén được sự tức giận. Tôi tưởng mình không hay cha mất chứ. Mình đã hay sao mình lại rút vào cái xó này để dạy gái nhảy. Phi Long nói, tôi cấm mình vô phép đi nha. Túy Lan nói, dù sao mình cũng về nhà với tôi để giải quyết cho xong mọi việc, rồi mình muốn đi đâu thì đi, theo ai thì theo. Phi Long nạt nộ, thì mình hãy về trước tôi về sau, việc gì mà gấp. Túy Lan không thèm nhìn Nguyệt Nga, Giả dạ, túy lan nhìn nàng sẽ thấy vẻ mặt khinh bỉ của Nguyệt Nga lúc bấy giờ. Nhị Lan ra đời Thấy Túy Lan tiều tụy sách vali trở về, Mộng Lan đã đoán được sự gãy đổ của đời em. Vừa vô nhà, Túy Lan buông mạnh chiếc vali xuống đất và ngồi phệt xuống ghế, hai tay ôm đầu khóc nức nở. Mộng Lan đến gần em, ngồi lên thành ghế, vuốt đầu em. Thằng Phi Long đã phụ em chứ gì? Túy Lan chỉ gật đầu và tiếng nước nở là càng to hơn. Mộng Lan đưa mắt nhìn lên bàn thờ cha, khói hương nghi ngút, mặt nàng buồn rười rượi. Thì em về ở với chị, chị em ta lại hữu hỉ với nhau, cho quên tình đời đen bạc. Em sẽ kiếm chỗ đi làm lại, đời còn dài, có sao đâu mà em ngại? Túy Lan ngước mắt lên nhìn chị. Em trước kia ngu dại, phải chi em nghe lời chị thì đâu có gặp thằng sở khanh này. Túy Lan nhìn bàn thờ cha, cặp mắt của ông Châu trong bước chân dung như nhìn nàng trách móc. Túy Lan cúi đầu thở dài. Đành là bây giờ em về ở với chị, chứ còn ở với ai nữa. Nhưng bụng mang dạ chữa em làm sao đi làm được. Mộng Lan an ủi em. Một mình chị đi làm cũng đủ em ạ. À. Túy Lan khóc. Bị tình phụ em không buồn lắm, em chỉ buồn nhiều vì cái thai trong bụng. Nó sẽ là giọt máu của kẻ phụ phàng, là kết quả của một cuộc tình ăn trái. Đứa con ấy sẽ nhắc em nhớ bao nhiêu nước mắt mà em đã nhỏ vì con người tệ bạc. Em không muốn thấy mặt đứa bé ấy. Em phải... Mộng Lan kinh sợ không để Túy Lan nói hết ý. Trời ơi, em làm lẫn quá. Đứa bé ấy có tội tình gì mà em toan quỷ hoại nó. Em không có quyền ghét bỏ nó. Nó chỉ là một nạn nhân, mồ cô cha ngay trong khi còn trong bụng mẹ. Túy Lan dẫn hàng học. Chị bảo em không có quyền quỷ hoại hòn máu kia, nhưng đẻ ra để làm gì? Đẻ con gái thì sau này nó chịu một số kiếp như em, em không muốn. Còn đẻ con trai, nuôi nó, thương nó, để khi nó khôn lớn, nó sẽ là một người đàn ông tệ bạc như cha nó, thì có ích gì? Mộng Lan biết em thất vọng nên mới thốt ra những lời đắng cay, liền cố hết sức khuyên nhủ em. Đời chưa hẳn ai ai cũng toàn là tệ bạc xấu xa. Em không nên vì phi lông mà dê đũa cả nắm. Không buồn cãi lại lời chị, Túy Lan chỉ ôm mặt khóc nức nở. Mộng Lan ngồi im đợi cho lòng Túy Lan dịu bớt. Túy Lan khóc một lúc đứng lên. Thôi, trong việc đều nhờ chị, em bây giờ không còn một chút tin tưởng gì ở đời nữa cả. Chị sẽ giúp em tìm lại chút tin tưởng ở đời. Túy Lan bước chân vào căn phòng thiếu nữ của mình, hết sức kinh ngạc là đồ đạc vẫn còn y nguyên như trước những tấm hình treo trên vách vẫn được lau chùi sạch sẽ trên cái bàn giấy kê ở góc phòng tấm ảnh của túy lan rực rỡ bên một bình hoa lan trắng mà túy lan thích nhất túy lan cảm thấy một sự ấm áp tràn ngập trong lòng chị nàng đã yêu nàng vô bờ bến và túy lan không sao ngăn được hai dòng lệ tuôn trào lần này túy lan khóc vì sung sướng nhưng túy lan không khỏi bước đến trước tấm gương soi liếc nhìn cái nhan sắc chống thay đổi của mình. Cặp mắt Túy Lan sâu xuống, mi mắt dưới có quần đen, dấu vết của bao đêm mất ngủ. Túy Lan đã già đến 10 tuổi là ít. Gian phòng đầy kỷ niệm như nhắc Túy Lan nhớ lại quãng đời thiếu nữ êm ả và không khỏi tiếc rẻ những ngày sống với người cha đáng kính, bên người chị đáng yêu. Đứng trước những kỷ niệm xưa, Túy Lan tự nhủ sẽ sống luôn bên người chị thân mến thế rồi ngày tháng lặng lẽ trôi qua mộng lan ngày hai buổi vẫn đi làm túy lan ở nhà lo may theo bụng túy lan ngày càng lớn túy lan tính đến tháng giêng năm sau thì sanh đẻ hai chị em dựa vào nhau sống êm đềm túy lan tuy chưa nguôi hẳn nỗi khổ lòng nhưng đứng trước sự hy sinh của chị túy lan không dám làm trái ý túy lan thấy chị đi làm cực khổ nên trong sao cho mau đến ngày sinh đẻ nàng sẽ tìm việc làm lấy tiền nuôi con để đỡ bớt gánh nặng cho chị Mộng Lan uể oải cởi chiếc áo dài treo lên móc, buồn rầu nằm xuống giường. Túy Lan ở dưới bếp bước lên thấy chị đi về nằm buồn so, liền ngồi xuống cạnh chị. Túy Lan chưa dám hỏi gì thì Mộng Lan đã nói. Chị đã xin thôi, bắt đầu ngày mai không đi làm nữa. Túy Lan kinh ngạc hỏi. Tại sao vậy chị? Mộng Lan thở ra. Chuyện dài dòng lắm, em có biết ông Siêu, chủ của chị không? túy lan gật đầu mộng lan nói hẳn em cũng biết ông siêu là một ông chủ rất tốt ông giàu có nhưng tính tình rất khiêm nhã đối với người dưới lại có lượng bao dung từ ngày chị làm việc với ông đến nay chưa hề thấy ông rầy la mắng nhiếc người giúp việc bao giờ đối với các người giúp việc thuộc về phái đẹp ông rất nghiêm trang ít nói ít cười chị là một thư ký đắc lực của văn phòng ông vì thế hàng ngày công việc thư từ bắt buộc chị phải tiếp xúc với ông luôn chị không hề thấy ông có cử chỉ gì sổ sàng hay bất nhã nhờ thế mà chị làm với ông hơn một năm trời nay không hề bị tiếng tâm gì cả đời là một cẩm bẫy và lòng người ai biết đâu mà dò phong trào phụ nữ chức nghiệp đang thịnh hành chị em đổ xô ra ngoài xã hội vì thế trong các công sở cũng như tư sở chị em chiếm nhiều chỗ quan trọng đã đi làm chị em cần phải ăn mặc trang điểm chút ít và trong xã hội ngày nay bề ngoài cũng là một vấn đề cần thiết có nhiều người chỉ dùng chị em khi nào chị em có chút ít nhan sắc, và ở đâu có bóng dáng người đẹp thì cũng có việc sắc rối. Dù người đẹp có không muốn đi nữa, việc sắc rối vẫn có thể xảy ra. Không ông chủ để ý thì cũng vài bạn đồng nghiệp dành nhau vì nụ cười xã giao, vô tình, của chị em hay vì đôi mắt của chị em quá sắc sảo rồi cũng vì thế mà có nhiều chị em bị sa ngã. Còn những chị em nào đứng đắn thì phải xin thôi, xin thôi chỗ này, có tìm đến chỗ khác, chị em nào đó cũng gặp phải cái bản cũ chắn ngắt. Xã hội như một quần máy, quay hoài, quay mãi, xung quanh cái trục tội ác. Chán lắm em ạ, à, gần hai năm nay chị tự hào là gặp được chỗ làm rất dễ chịu, các bạn đồng nghiệp đứng đắn, ông chủ nghiêm trang. Nhưng cái mai của chị đâu có được mãi. Cách đây hai tháng, một hôm vừa ngồi vào ghế, chị thấy có một chồng thư của ông chủ để sẵn trên bàn cho chị đánh máy. Trong các bức thư ấy có một phong thư dán kỹ đề tên chị. Chị xé ra coi thì đó là bức thư của ông chủ tỏ tình với chị. Vừa nói, Mộng Lan lục trong ví da lấy cái thư và đưa Túy Lan xem. Tôi đã làm một việc táo bạo nhưng cô đừng khinh tôi. Cô ráng đọc hết bức thư để khỏi phụ lòng một kẻ đau khổ. Gần hai năm trời nay làm việc với tôi, cô có thấy khi nào tôi dám ngó ngay vào mặt cô hay nói với cô một lời bất nhã không hẳn là không cô nhỉ thế mà hôm nay tại sao cô lại nhận được bức thư này và tôi một người đã có vợ có con tôi lấy tư cách gì mà viết bức thư này cho cô một thiếu nữ trong trắng đoan trang nết na tôi xét lỗi tôi thật đáng cho cô khinh ghét nhưng ôm ấp mãi trong lòng một mối tình thầm kín thất vọng tôi gần như người sắp nghẹt thở vì thế mà tôi cần phải nói ra rồi ra sao thì ra tôi yêu cô ngay từ ngày đầu cô đến xin việc nhưng tình yêu ấy tôi không dám biểu lộ ra tôi cố đè tận đáy lòng ngọn lửa vừa mới bắt đầu cháy từ cách một người chủ danh dự một người cha người chồng trong gia đình bắt tôi phải làm ngơ với tiếng gọi của lòng tôi nhờ thế tôi đã giữ được phong độ của tôi gần hai năm nay cô hiểu cho lòng tôi là một người đàn ông chưa bao giờ yêu bây giờ yêu nó đau khổ đến đâu không cô sẽ hỏi lại chưa bao giờ yêu nhưng sự thật nói như thế cô ạ à. người vợ tôi ngày hôm nay chỉ là một người bạn mà tôi có nghĩa vụ phải che chở bao bọc tôi chưa hề yêu người ấy một giờ khác nào như tôi đã yêu cô cô có tin lời tôi không cô cũng không nên biết vì lẽ gì tôi không yêu ngọc anh vợ tôi đó là một câu chuyện danh dự đối với một người chết tôi không thể nói ra đây trước khi kết hôn với ngọc anh tôi có lời buộc như thế này nếu sau này gặp được một người bạn tri kỷ tôi có quyền cưới người ấy nhưng vì nghĩa tôi sẽ không bao giờ bỏ ngọc anh ngọc anh đã nhận lời sáu năm trời nay ngọc anh đối với tôi thật sự có thể gọi là một người nội trợ giỏi nhưng tôi không sao yêu được ngọc anh và lạ lùng thay tôi cũng chưa tìm ra người đàn bà lý tưởng của đời tôi thế nhưng ngày hôm nay thì người đàn bà lý tưởng ấy tôi đã gặp được người ấy là cô cô mộng lan ạ à. cô có thể yêu tôi không cô có thể đáp lại tiếng gọi thiết tha của tôi không hay lòng cô vẫn dững dưng như đôi mắt xa xăm của cô hay cô sẽ cười vào mặt tôi mà bảo tôi là một thằng chủ lợi dụng cô có quyền khinh khi tôi nhưng cô không có quyền cấm tôi yêu cô vì thế tôi xin dâng dưới chân bà tiên cao quý của tôi tất cả cái tình thành thật của tôi. Nếu cô không chê tôi, có nghĩ đến kẻ khổ đau này thì tôi xin nguyện đem đời tôi, gây cho đời cô một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc. Túy Lan đọc xong bức thư giao trả cho chị. Cảm động quá chị nhỉ? Rồi chị trả lời thế nào? Mộng Lan nói, chị không trả lời gì cả, trong trường hợp này trả lời thì dạy làm ngơ như không nhận được bức thư hay làm ngơ tức là tỏ ý không thèm đếm xỉa đến họ như thế là được rồi túy lan nói chị thật là con người kiên quyết dù tình ông siêu có thành thật đi nữa chị cũng không nên yêu ông dù ông có bảo là không yêu ngọc anh nhưng chị có quyền gì chen vào gia đình ông làm đau khổ một người đàn bà mặc dù người đàn bà ấy không phải là vợ chính thức của ông siêu chị cũng không chịu về việc câu chuyện riêng giữa ông siêu và ngọc anh chị biết rõ lắm vì em của ngọc anh là thu tâm bạn học một lớp với chị em biết thu tâm chứ thu tâm thường khiến ông siêu là người tốt đã cứu vớt một linh hồn đau khổ là ngọc anh ngọc anh khi còn đi học có hứa hôn với một người bạn trai có chân trong một đảng chính trị khi ngọc anh ra trường người bạn trai ấy bị bắt mặc dù hai người chưa làm lễ cưới nhưng họ đã ăn ở với nhau và ngọc anh đã có thai được vài tháng Người chồng Ngọc Anh bị kết án tử hình và người này là bạn rất thân với ông Siêu. Ngọc Anh lúc bấy giờ, thật dở sống dở chết. Về với cha mẹ không dám về, Ngọc Anh hai ba lần vào khám thăm chồng, một hai đòi chết theo chồng. Người bạn trai ấy đang không biết làm gì thì may đâu bỗng có Siêu đến thăm trong giờ phút cuối cùng. Anh bạn ấy bèn đem Ngọc Anh gửi cho Siêu và năng nỉ Siêu, bảo toàn Ngọc Anh về vật chất, tinh thần và danh dự. Trước một người bạn mà ngày mai không còn ở trên đời nữa, Siêu đã hứa và Siêu đã giữ tròn lời hứa trong suốt 6 năm trời nay. Đứa con đầu là một đứa con trai, nó giống anh bạn xấu số kia như đúc. Còn đứa con thứ nhì là con gái thì nó lại giống Ngọc Anh. Đó là câu chuyện danh dự mà Siêu không chịu nói trong thư. Và nghe đâu, Ngọc Anh cảm ơn tấm lòng quảng đại của Siêu nên luôn cố gắng làm tròn bổn phận của người vợ. Nhưng hình như Ngọc Anh không sao chiếm được tình yêu của chồng. Chị thường gặp Ngọc Anh luôn, chị ấy có một vẻ buồn kín đáo và một vẻ gì đó đau khổ. Vì đã 6 năm nay ở gần bên Siêu, Ngọc Anh chỉ cảm thấy Siêu thi ân cho mình mà không yêu mình một chút nào cả. Túy Lan hỏi, "Chị Ngọc Anh có đẹp không?" "Đẹp lắm, nhưng Ngọc Anh không có duyên. Mặc dù da trắng như sữa, mắt to và đen, nhưng toàn khuôn mặt không có nét gì có thể quyến rũ hay giữ người đàn ông được. Người đàn bà đẹp mà không có duyên." cũng không khác gì một người nam mạnh, không có khí giới. Chị không trả lời bức thư, ông Siêu có tỏ ý gì khác không? Mấy ngày sau khi ông Siêu gửi bức thư ấy cho chị, chị thấy mặt mũi ông buồn lắm, rồi kế đó một tuần ông Siêu đau, không đến sở luôn 3-4 ngày. Khi lành bệnh, ông gầy hẳn người đi, ít nói năng vui vẻ như trước. Một hôm chị đem mấy bức thư cho ông ký, ông cầm cây bút, tay run lẩy bẩy, cố trấn tĩnh lắm mới ký được khi trao lại mấy bức thư cho chị ông thở dài chắc cô giận tôi lắm chị làm bộ như không hay biết việc gì cả dạ thưa ông tôi đâu dám vô lễ như thế mà ông đã làm gì tôi giận ông siêu nhìn chị với đôi mắt buồn rười rượi và nói như tự nói với mình kể ra tôi cũng có lỗi nhiều chị làm thinh đi ra Ông Siêu nhìn theo thất vọng nhưng không dám nói thêm lời nào nữa. Chị tiếp tục làm thêm được hai tháng nữa và trong hai tháng trời ấy có nhiều hôm, chị thấy mình không đủ can đảm làm lơ trước vẻ mặt khóc hát hay trước sự im lặng khó tả của ông Siêu. Chị sợ lòng đàn bà của chúng ta có thể vì thương hại mà rung động trước một mối tình quá tha thiết. Cách đây ba hôm, chị đưa đơn xin nghỉ việc. Hôm qua, ông Siêu mời chị vào phòng. Tôi quá nông nổi để ngày hôm nay mất một người thư ký giúp việc đắc lực. Nhưng làm sao bây giờ? Tôi biết tôi có năng nỉ cô ở lại, cô cũng không nhận lời. Trước khi cô từ biệt tôi, xin cô cho phép tôi tặng cô một món quà gọi là ghi lại chút tình của kẻ đã... Ông siêu trao cho chị một cái gói và nói tiếp thật mau như để trút cả lòng mình ra trong câu nói ấy. Để gọi là kỷ niệm của kẻ đã yêu cô và sẽ yêu mãi mãi. Từ chối ư, chỉ biết ông siêu sẽ đau khổ. Nhận ư, vô lý quá. Tình của người mình không nhận thì nhận làm gì món kỷ niệm kia. Trước vẻ mặt gian lơn của ông siêu, chị đưa tay ra nhận và cảm ơn lùi ra. Hôm qua, ông bà siêu làm một bữa tiệc thết đại chị và tất cả nhân viên trong sở gọi là để chia tay chị. Nghe tin chị xin nghĩ ai nấy đều ngạc nhiên và anh em đã rủ nhau mua tặng chị vài món quà. Sau khi ăn uống xong, anh nhân người lớn tuổi nhất trong sở thay mặt các bạn đứng lên trao quà cho chị chị nhận và bỗng nhớ đến cái gói ông siêu đã tặng chị mà chị để trong học bàn chưa đem về nhà chị liền xin phép chạy lại mở ngăn kéo lấy cái gói ấy và cung kính đem đến trước mặt ngọc anh tôi thôi làm ở đây chẳng qua là một việc hết sức bất đắc dĩ trước khi phải xa ông bà tôi có món quà này thành kính tặng ông bà để thỉnh thoảng nhớ đến tôi một người luôn luôn kính nể bà như bà chị Ngọc Anh rung lên vì sung sướng, đôi mắt bà chiếu sáng và miệng nở một nụ cười làm khuôn mặt lặng lẽ của bà đổi hẳn. Ông siêu, mặt tái xanh như sắp muốn ngã. May sao lúc bấy giờ người nào cũng cảm động trước sự vui mừng đột ngột của bà Ngọc Anh nên không để ý đến thái độ của ông siêu. Ngọc Anh nhìn thấy chồng một cách trách móc. Anh thấy không, anh có đời nào cho tôi một món quà như thế này? Ông siêu lặng thinh đưa mắt nhìn chị thất vọng. Ngọc Anh mở cái gói ra, một cái hộp đựng đủ cả đồ cần dùng cho một người đàn bà thích làm đẹp. Những món đồ trang sức ấy thuộc về loại thượng hạng, bóng lộn trên hai bàn tay trắng nụt của Ngọc Anh. Ngọc Anh quay về phía chị. Cô Mộng Lan ơi, sao cô có được nhã ý này? Suốt đời tôi có ai nghĩ đến chuyện tặng cho tôi một món quà đâu? Nói xong câu ấy, chị thấy đôi mắt Ngọc Anh có ngấn lệ. Ngọc Anh siết chặt bàn tay chị qua cái bắt tay ấy chị hiểu rõ cả một sự đau khổ vô bờ bến của người đàn bà lòng chị nổi lên một sự thương xót man mát chị đưa tay ngọc anh ướp lên ngực chị cái cử chỉ thân mật này đã làm ngọc anh nứt lên một tiếng khóc ngọc anh vội xoay lại và rút khăn tay chạm đôi mắt trên nét mặt lợt lạc lúc bấy giờ của ông siêu đã hiện ra một sự thương cảm ông cúi đầu xuống nói với chị cô mộng lan cử chỉ cao thượng của cô đã giúp tôi đủ can đảm giữ suốt đời lời hứa với người chết tình nghĩa với người sống tôi xin thành thật cảm ơn cô Câu nói của ông Siêu đã lọt vào tay mọi người nhưng họ có hiểu gì đâu. Còn Ngọc Anh đang tẩn mẫn dở từng món trong hộp xinh đẹp ấy ra xem. Lòng cảm động sung sướng nên có còn nghe thấy gì? Đó, cái lý do tại sao chị thôi làm ở sở của ông Siêu, nói chị thế. Nghe xong, Túy Lan thấy đôi mắt mình mờ lệ, nàng thẹn thùng đưa tay lên, quẹt ngang. Sao ở đời có được những mối tình đẹp đẽ quá vậy chị Mộng Lan? Mộng Lan làm thinh, nàng cũng thấy một cái gì tốt đẹp đã in sâu vào trí óc nàng. Mộng Lan đã nghỉ hơn hai tháng nay vẫn chưa tìm ra một chỗ làm khác. Túy Lan là sắp đến ngày sinh đẻ. Hai chị em đã sống những ngày hồi hộp lo âu nhưng Mộng Lan không bao giờ để lộ cho em thấy những điều nàng đang nghĩ ngợi. Mộng Lan đã giấu em bán đôi khuyên vàng của mình để trang trải mọi tiêu xài hàng ngày. Nàng sách đơn đi xin việc nhiều chỗ khác nhưng đến đâu người ta cũng trả lời là sợ họ chỉ bớt người chứ không thêm người. Mộng Lan bàn với em bán căn phố để lấy chút vốn làm ăn. Túy Lan buồn lắm. Không bán phố thì rồi lấy tiền đâu mà xài. Còn bán thì tội nghiệp cho chị biết bao nhiêu. Căn phố ấy là của cha để lại cho chị kia mà. Mộng Lan nói, cha để lại là để cho cả hai chị em ta chứ nào để phải riêng cho chị. Nhưng khổ nổi, bán căn phố dách dáng lợp ngói này cũng đâu được bao nhiêu. Mộng Lan đã nhất định nàng bán căn phố và hai chị em được bà gì cho dọn về ở chung trong một căn nhà rất rộng ở Đa Cao. Mộng Lan định buôn bán nhưng buôn bán nào phải việc dễ, ít vốn lại quen sống trưởng giả, Mộng Lan làm sao theo kịp bọn người từ xưa đến nay đeo đuổi theo đồng tiền. Mộng Lan chỉ còn hy vọng kiếm một chỗ làm đủ nuôi mình và nuôi em. Kế đó Túy Lan sắp sanh Lòng người chị thật chưa bao giờ thấy đau khổ như hôm Túy Lan chuyển bụng sắp đẻ, Túy Lan nằm quằn quại trên giường, mặt mày rũ rượi, đôi mắt nhắm nghiền, nắm chặt bàn tay chị như cầu cứu. Mộng Lan run lên vì nàng nghe cô đỡ bảo là Túy Lan sanh khó, cần phải mời bác sĩ mổ. Mộng Lan dội dã chở em vào nhà bảo sanh từ vũ. Trên xe Túy Lan nằm rên rỉ. Mỗi tiếng rên của em là một mũi kim đâm vào lòng Mộng Lan. Mộng Lan nhớ hôm nàng chở ông Châu vào nhà thương mà nàng không khỏi rùng mình. Đứa bé, bác sĩ đem ra là một đứa con gái, đứa bé này đã làm cho tính mạng mẹ nó chút nữa đi đời. Vì sinh đẻ khó khăn như thế nên Túy Lan yếu lắm, nằm nhà thương hai tháng mới ngồi dậy được. Mộng Lan ẩm đứa bé về nuôi bằng sữa bò. Khi Túy Lan ra khỏi nhà thương, đứa bé ấy đã biết nói gió và nhoẻn miệng cười, trông kháo khỉnh lạ. Túy Lan buồn rầu nhìn con. Kết quả của một mối tình gian dở, con đã làm mẹ suýt chết, làm gì con phá sản. Sự thật tiền bán căn phố đã đổ hết vào sự sanh đẻ đứa bé ấy. Mộng Lan hỏi em. Em có biết chị đặt tên nó là gì không? Chị định gọi nó là Nhị Lan đó. Túy Lan hiểu ý chị, vui mừng nói. Dân, nó sẽ là đứa con của chị em ta, của Mộng Lan và Túy Lan. Và Túy Lan than thở. Rồi đây, nó lại trả tiếp cái nợ tiền kiếp của người đàn bà. Công việc mới của Mộng Lan Mộng Lan bỏ tờ báo tin tức xuống, đứng lên trang điểm và mặc áo dài chuẩn bị ra đi. Túy Lan liền hỏi Chị sửa soạn đi đâu vậy? Mộng Lan chỉ vào tờ báo tin tức và nói Có bà Phủ nào đó đăng báo cần người, chị đến hỏi thử xem sao. Túy Lan đọc Cần một thiếu nữ sức học khá để chỉ thêm cho một em bé học lớp nhất và để đọc sách cho người già. Mộng Lan ra đến cửa còn quay lại dặn em. Đến 5 giờ, nhớ cho Nhị Lan uống sữa nhé. Và em coi chừng nồi súp trong bếp. Túy Lan nhìn theo chị với đôi mắt thương mến vô hạn. Mặc dù tiền sắp hết, ngày nào Mộng Lan cũng lo cho em có đủ đồ ăn tẩm bổ, cũng ráng mua cho em các thứ thuốc cần thiết. Mộng Lan không bao giờ có một lời than giảng, không bao giờ có một sự nản lòng. Túy Lan, đôi khi nhìn Nhị Lan, không khỏi phải gắt gỏng nàng cho đó là cục nợ của đời nàng nhưng mộng lan thì bao giờ cũng an ủi em và yêu quý nhị lan tột bực túy lan chết miệng một người chị khó kiếm ở nhà báo tin tức ra mộng lan đi ngay đến nhà bà phủ phan như hồ ở đại lộ trần hưng đạo biệt thự phan như là một ngôi nhà hai tầng đồ sộ nguy nga giữa khu vườn rậm rạp cây cối phía trước là một dàn hoa lý che rợp sân nhà và những chậu kiển màu sắc rực rỡ khoe với khách qua đường sự phong lưu giàu có của chủ nhân mộng lan bấm chuông một con sen chạy ra mời mộng lan vào nhà ngồi đợi ở phòng khách gần nửa giờ mộng lan hết ngắm các bức ảnh treo trên tường lại ngắm các lọ độc bình quý giá để giết thời giờ chờ đợi một bức ảnh một chàng trai thanh niên có đôi mắt đen và to treo ngay giữa nhà đối mặt với người này là một bức ảnh khác của một người đàn ông đứng tuổi vẻ mặt đẩy đà, có nụ cười ngạo nghễ. Mộng Lan đang sờ vào những cành hoa quệ màu trắng nuột trong chiếc độc bình to để trên bàn thì có tiếng dép khua nhẹ nhẹ ở cầu thang. Mộng Lan ngoảnh lại và đứng dậy lễ phép chào. Một bà cụ tóc bạc, mặc bộ đồ hàng trắng có vẻ mặt và bộ tịch đài cát, tuy đã già nhưng rất đẹp, vừa bước xuống. Bà nhìn Mộng Lan với đôi mắt hiền từ. Tôi vừa nhận được điện thoại của em tôi ở tòa báo tin tức cho hay là cô đã nhận dạy thằng cháu tôi và làm bạn với tôi trong những buổi tối. Tiếng bà phủ êm đềm và âm thanh còn trong trẻo. Bà đưa tay mời Mộng Lan ngồi và tươi cười. Dạy thằng cháu thì việc đó đối với cô không khó, nhưng còn làm bạn với tôi trong những đêm vắng, đọc cho tôi nghe những trang sách, những tờ báo. Tôi sợ công việc này không thích hợp với tuổi trẻ của cô, vì cô đẹp quá. Đêm nào cũng giam cô trong bốn bức vách tường nhà tôi. Tôi không nỡ mộng lan tươi cười con xin đảm nhận hai công việc của bà giao phó con tuy còn trẻ nhưng vốn không thích các cuộc vui của tuổi trẻ bà phủ mừng rỡ thế thì tốt lắm cô có thể ăn ở luôn đây không cô có gia đình riêng hay không mộng lan suy nghĩ một chút rồi nói nếu bà cần con ở lại đây con cũng xin bằng lòng có điều tối thứ bảy bà cho con về đến sáng thứ hai con mới lên lại vì con còn một đứa em ở nhà bà phủ bằng lòng và giao các công việc. Buổi sáng cô dạy thằng Minh từ 8 giờ đến 10 giờ, rồi cô đến phòng đọc cho tôi nghe vài tờ báo hàng ngày. Chiều lại có xe nhà đưa cô và cháu Minh đi dạo chơi, cô muốn dẫn cháu đi đâu tùy ý. Trong lúc đi chơi cô tập cháu cách nói chuyện và cách xã giao. Tối lại cô đọc cho tôi ít trang sách, vài tờ báo tuần. Công việc chỉ có thế thôi, và tôi sẽ bảo dọn cho cô một căn phòng gần bên phòng của tôi tôi xin trả cho cô mỗi tháng một số lương bằng lương của một giáo viên chánh ngạch mà ăn uống khỏi phải tốn cô bằng lòng không mộng lan cúi đầu cảm tạ với những điều kiện bà vừa đưa ra đó con xin nhận việc này con chỉ sợ không đủ khả năng con cần phải làm thử vài ngày để xem bà có vừa ý không đã bà phủ cười vừa mới gặp cô tôi đã có cảm giác cô có đủ điều kiện để làm những công việc tôi muốn có nhiều người đến rồi tôi chỉ xem qua bề ngoài là biết họ không lãnh được việc này ngay mộng lan nói xin cảm ơn bà mộng lan hẹn hôm sau sẽ đến nhận việc và cáo từ bà phủ ra về lòng đầy hân hoan chiếc xe xích lô vừa ngừng trước nhà mộng lan đã thấy túy lan bồng nhị lan ra đón thấy chị vui vẻ túy lan biết chị đã kiếm được việc túy lan trao con cho chị rồi hai chị em đi vào nhà giữa tiếng cười ròn rã và tiếng bập bẹ của nhị lan mộng lan kể cho em nghe chuyện nàng đã gặp bà phủ và nói bắt đầu từ ngày mai chị phải ăn ở luôn tại nhà bà phủ mỗi chiều thứ bảy chị lại về với em và con để rồi thứ hai lại phải trở lại nhà bà phủ túy lan thấy chị kiếm được việc làm thì trong bụng vui mừng nhưng được biết chị phải ở lại nhà bà phủ cả đêm thì tỏ vẻ không vui hiểu được ý em mộng lan an ủi em ráng vài tháng nữa cho con nhị lan lớn rồi chị em ta cùng kiếm việc khác bấy giờ tha hồ sung sướng túy lan phải gượng cười ngày hôm sau mộng lan sửa soạn áo quần bỏ vào vali để đến nhà bà phủ túy lan bệnh rịnh làm mộng lan cũng phải bùi ngùi phúc chia tay buồn bã nhị lan chưa hiểu gì cứ nhảy thình thịch trên ghế la hét ôm sờm bà phủ đã đón mộng lan ngay trước cửa nhà với đứa cháu trai thằng minh minh là một đứa bé ốm yếu nước da hơi xanh có cặp mắt đượm buồn cái tuổi ấy là tuổi nghịch ngợm vui đùa, nhưng mình có cử chỉ nghiêm trang như một ông cụ. Ý hẳn bà Phủ đã nói với nó về cô giáo mới, nên khi trông thấy Mộng Lan, nó vội chạy đến lễ phép cúi đầu chào và đưa tay ra đợi cái vali. Mộng Lan vui vẻ nói, Em rinh không nổi đâu, cứ để mặc chị. Mộng Lan hài lòng ở chỗ lễ phép của đứa học trò mới, nàng tin vào gia phong bà Phủ, hy vọng sẽ được sống trong một gia đình có lễ độ, nàng sẽ không gặp phải những tuổi nhục của kẻ phải bán sự tự do của mình để trả nợ cơm áo. Bà Phủ lên tiếng gọi. Ba ơi! Ra đỡ cái vali cho cô giáo. Và bà quay lại Mộng Lan. Cô cứ để đấy, con ba ra đem vào buồn cho cô. Mộng Lan dâng lời. Một đứa con gái chạy ra cúi đầu chào Mộng Lan, vừa xách vali, vừa thưa với bà Phủ. Con mang lên luôn trên lầu, để vào cái phòng con mới dọn hôm qua thưa bà bà phủ gật đầu mộng lan theo chân bà phủ đi vào phòng khách thằng minh cũng đi theo phía sau im lặng bà phủ nói à quên tôi chưa được biết tên cô mộng lan liền đáp con là ngô mộng lan cô đừng cho câu hỏi này của tôi là đường đột nhé cô trước kia học ở đâu và đậu bằng cấp gì rồi dạ trước kia con học ở trường gia long và đã đổ bằng trung học bà phủ tỏ vẻ hài lòng cô đi sớm Chắc là không kịp dùng điểm tâm, mời cô qua phòng ăn. Tôi đã bảo nó pha sữa và dọn cháo rồi. Mộng Lan hết sức cảm động trước sự chu đáo của bà Phủ. Đến phòng ăn, bà chủ chỉ Mộng Lan ngồi xuống một cái ghế cạnh bà và Minh ngồi cạnh Mộng Lan. Trên bàn ăn, Mộng Lan thấy có bốn cái chén và bốn đôi đũa. Mộng Lan chưa biết còn người thứ tư nào thì bà Phủ đã bảo Minh. Cháu đi mời chú Hùng ra ăn sáng. Minh đứng lên đi qua phòng bên, bà Phủ nói. Tôi còn một đứa con trai út đã ngoài 20 tuổi, nó hiện làm giáo sư trung học và chưa chịu lấy vợ. Mộng Lan làm thinh nghe, bà phủ thêm. Thằng Hùng con tôi rụt rè, còn quá con gái nữa, tôi chỉ thấy mặt nó trong những bữa ăn, ngoài ra nó cứ ở trong phòng xem sách và đánh đàn. Bà Phủ nói đến đây đã thấy Minh và một chàng thanh niên bước vào. Bà Phủ giới thiệu với con. Cô Mộng Lan, cô giáo mới của thằng Minh, và quay lại Mộng Lan, bà tiếp. Phan Như Hùng, con trai của tôi. Hùng cúi đầu chào Mộng Lan và ngồi vào ghế phía trái của bà Phủ. Suốt bữa ăn Hùng không hề nói một tiếng, thằng Minh ngồi ăn như một người lớn, không đổ tháo, không hấp tấp. Những chén giáo nấu hơi lỏng, múc trong những cái chén kiểu màu xanh lợt, những đĩa thịt kho thơm phức, những quả trứng dịch muối bổ làm đôi, trồng đỏ đỏ tươi. Những thức ấy dọn trên một cái bàn có trải tấm khăn theo trắng tinh, một bữa ăn điểm tâm không lấy gì làm sang nhưng có vẻ quý phái lắm bà bưng một cái khay có hai ly cà phê sữa và một cái dĩa bánh ngọt đặt giữa bàn một lát sau nó lại bưng vào một dĩa cam lê nho bà phủ mời mộng lan một ly cà phê sữa và bà uống một ly hùng và minh ăn trái cây ăn xong bà phủ đứng dậy nói đâu cô mộng lan theo tôi lên phòng xem phòng coi phòng cô có vừa ý không mộng lan đứng dậy đi theo bà phủ Mộng Lan nhìn qua căn phòng liền nhìn bà Phủ đầy sự biết ơn. Một cái giường có nệm, trải tấm ra trắng, một cái gối vuông theo và một cái gối dài. Bên giường có kê một tủ đứng, có một tấm kiến lớn, một bàn trang điểm và một bàn giấy kiểu mới kê, rất khéo léo khiến căn phòng không đến nổi bị choáng hết chỗ. Mộng Lan hết sức cảm động nói với bà Phủ, bà cho con một căn phòng đẹp quá. Bà Phủ cười, hôm nay tôi để cô nghỉ và sẽ giới thiệu cô với tất cả người trong nhà suốt buổi sáng hôm ấy mộng lan chỉ lo dọn dẹp đồ đạc giờ tủ và soạn vài quyển sách để dạy cho mình đến buổi trưa cơm nước xong bà phủ kêu tất cả người giúp việc trong nhà đến trước mặt đây là cô giáo mới của thằng minh tôi xem cô mộng lan đây như con và tôi muốn tất cả người giúp việc trong nhà này cũng phải xem cô mộng lan như cậu hùng hay cậu ngọc cô mộng lan có nhờ việc gì là phải làm ngay không được trái ý cô nhé trái ý cô tức là trái ý tôi đấy mọi người đều dân dạ. Bà quay lại Mộng Lan rồi chỉ từng người giúp việc bà nói. Đây là chị Sáu Bếp, còn đây anh Tư làm giường, con ba lo dọn dẹp trong nhà, còn con hai thì có phận sự giặt đồ. Áo quần cô cứ bỏ cho nó giặt, cô không cần phải làm những việc giặt giảnh ấy, mất ngày giờ. Nói xong, bà phủ cho họ xuống và bảo Mộng Lan đi nghỉ. Mộng Lan nằm trên giường, nhìn căn phòng và nhớ lại cách bà phủ tiếp đẩy mình thầm mừng cho số nàng gặp được người chủ tốt. Rồi nàng bỗng nhớ đến ông siêu, chủ cũ của nàng. Nàng hơi lo ngại. Không biết nàng làm việc ở đây có được yên ổn mãi mãi không? Thì ông siêu cũng là một người chủ tốt. Thế mà thân nàng đâu có được yên. Lạ nhà, lạ cảnh, Mộng Lan không sao chập mắt được. Mộng Lan đứng dậy lấy tờ báo định đem đến giường nằm xem. Bỗng nghe có tiếng bà Phủ nói chuyện bên phòng với ai đó. Mộng Lan lắng tai nghe và biết bà Phủ đang rầy la một người nào mà gọi bằng con, nhưng chắc chắn người ấy không phải là giáo sư Hùng vì Mộng Lan nghe được câu. Con làm vậy, thằng Hùng biết được nó sẽ phiền mẹ và không khéo, nó bảo là mẹ lấy của cha nó mà sang sớt cho con. Tiếng người đàn ông nói, thằng Hùng hiền lành như bụt, mẹ lo ngại gì? Bà Phủ thở dài, chính nó hiền lành, mình cần phải nể nó nhiều chứ. Đồng hồ đã gõ ba tiếng, con ba bưng vào phòng nàng một ly nước cam và một đĩa bánh ngọt, đặt lên cái bàn nhỏ bên giường rồi lặng lẽ đi ra. Mộng Lan ngồi dậy sửa soạn và ngồi vào ăn bánh uống nước cam vừa ăn vừa suy nghĩ. Bỗng nhiên nhớ đến Nhị Lan và Túy Lan nàng tự nhủ. Túy Lan chắc nhớ mình lắm, nhưng biết sao bây giờ, đồng tiền nó ép ta trong hoàn cảnh chia ly này. Rồi mỉm cười cố xua đuổi những ý nghĩ dẫn dơ, Mộng Lan nói, sao ta lại có những tư tưởng yếu đuối quá như thế này? người ta xa nhau hàng ngàn cái số đã sao đây với đa cao mà xa gì có tiếng dép nhẹ nhẹ mộng lan ngẩng đầu lên thấy bà phủ đứng nhìn liền nói thưa bà không nghỉ trưa bà phủ nói người con lớn của tôi mới về hai mẹ con mãi nói chuyện nên quên ngủ cô không ngủ được à mộng lan không muốn bà phủ biết mình đã nghe câu chuyện giữa bà và người con lớn nên nói con mới ngủ dậy nghe chị ba nói bà cho con bánh và nước cam con vừa dùng xong Cô qua phòng tôi xem báo và luôn tiện đọc cho tôi nghe vài tin tức thế giới. Mộng Lan theo bà Phủ qua phòng, bà chỉ cho Mộng Lan một cái ghế bên giường. Cô ngồi đây, tôi sẽ bảo nó đem báo đến. Bà bấm nút chuông trên đầu giường, con ba chạy lên bà bảo. Vô trong phòng cậu Ngọc lấy mấy tờ báo mới đem ra đây. Một lát sau con ba trở vào ôm một chồng báo, bà Phủ nói. Cô xem có tin gì quan trọng đọc cho tôi nghe. Mộng Lan bắt đầu đọc các tờ báo tiếng Việt, cầm đến một tờ báo Pháp Mộng Lan dở ra xem và đang còn lưỡng lự nghĩ chắc là ta phải đọc qua rồi mới dịch ra tiếng Việt cho bà Phủ, vì thế nàng ngồi im đọc. Bà Phủ nói, Cô cứ đọc cho tôi nghe. Mộng Lan đọc và không lấy làm lạ, bà Phủ thông hiểu tiếng Pháp. Khi nghe xong, bà Phủ tỏ vẻ hài lòng. Cô đọc rõ ràng lắm. Được cô đọc cho nghe báo và sách hàng ngày, tôi sẽ thấy tuổi già tôi không đến nỗi hiu quạnh lắm. Vẻ mặt bà lúc ấy bấy giờ đượm một nét buồn kín đáo. Tôi ao ước có một đứa con gái, ai ngờ khi đẻ thằng Hùng tôi bị mổ và không còn hy vọng có con nữa. Rồi bà hỏi, cô Mộng Lan năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Mộng Lan đáp, dạ con 22 tuổi rồi. Thế cô nhỏ hơn thằng Hùng tôi đến 5 tuổi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì bà nói, ông bà ở nhà vẫn còn mạnh chứ. Mộng Lan hơi buồn đáp. Mẹ con mất sớm từ khi con vừa được 12 tuổi. Cha con ở dậy nuôi con và túy lan em con, nhưng cha con cũng qua đời rồi. Bà Phủ tỏ vẻ ái ngại. Thế em cô, cô túy lan, hiện giờ ở đâu? Mộng Lan không muốn cho bà Phủ biết cảnh khổ tâm của em mình, vì tức giờ nàng có suy nghĩ là đem sự đau khổ than thở với người giàu có chả ít gì, chỉ làm cho họ khinh khi mình, bèn nói em con có chồng rồi. Bà Phủ muốn giờ xét thử Mộng Lan đã có chồng chưa bèn nói. Thế còn cô? Mộng Lan vui vẻ. Con chưa có ý lập gia đình sớm. Bà Phủ không muốn hỏi nữa sợ Mộng Lan cười mình tò mò nên dục Mộng Lan. Cô sửa soạn rồi chúng ta đi giường bách thú chơi. Thằng Minh muốn được đi chơi với cô giáo mới lắm. Nghe bà Phủ nói tiếng chúng ta, Mộng Lan biết là có cả bà Phủ đi nữa. Chiếc xe đã đợi sẵn, Bà Phủ, Mộng Lan và thằng Minh lên xe và tài xế cho xe chạy. Tình cờ nhìn lại, Mộng Lan thấy Hùng đứng chống tay ở lan can nhìn theo với vẻ mặt đâm chiêu. Sau bữa đi chơi ấy, bà Phủ kể cho Mộng Lan nghe về Minh. Minh là con của người con lớn của bà Phủ, kỹ sư Nguyễn Như Ngọc, hiện đang ở riêng. Minh đã được bà Phủ nuôi từ khi nó mới một tháng. Mộng Lan chỉ biết sơ qua như thế và nàng cũng đoán được như ngọc và như hùng là hai anh em cùng mẹ khác cha nhưng còn mẹ của minh ở đâu thì bà phủ không nói cho mộng lan biết và mộng lan cũng không hỏi ông chủ cũ và gia đình không hạnh phúc một tuần lễ trôi qua mau và công việc của mộng lan cũng đều đặn như cái mái buổi sáng mộng lan dạy minh buổi chiều đưa minh đi chơi mộng lan thấy minh lễ phép dễ dạy nên cũng đem lòng yêu mến mình thì yêu kính mộng lan ngay ngày đầu nó chăm chỉ học hành và không bao giờ làm trái ý mộng lan tối đến mộng lan đọc sách đọc báo cho bà phủ nghe những lúc ấy chỉ có một mình bà phủ với nàng trong căn phòng ấm cúng và đôi khi bà phủ cũng nói chuyện đời đôi chút cho mộng lan nghe mộng lan hiểu bà phủ tuy già nhưng rất muốn học thêm và lạ một điều là bà có tâm hồn trẻ trung, vui vẻ, không như những người già khác thường hay chán nản. Mộng Lan chỉ gặp Hùng trong các bữa ăn và thầm khen Hùng là người nghiêm nghị, đứng đắn. Mộng Lan đến nhà này đã một tuần rồi, thế mà chỉ có một lần Hùng nói với nàng đúng một câu. Hôm ấy Hùng đi dạy về đến cửa, vừa gặp Mộng Lan cũng dẫn Minh đi chơi về. Hùng lễ phép ngã nón chào và nói, May cô về kịp, trời sắp mưa lớn. Mộng Lan nói, Dân, trời sắp mưa lớn hôm nay là ngày thứ bảy trưa hôm ấy trong bữa cơm bà phủ nói chiều nay cô mộng lan về nhà sau khi dẫn cháu minh đi chơi rồi xe đưa minh về đây một mình cũng được mộng lan không muốn làm phiền bà phủ nên giỏi nói bà cứ để con đưa em minh về đây rồi con đi về nhà bằng xe buýt cũng được bà phủ toàn ép mộng lan đi xe nhà thì hùng đang ngồi im lặng ăn đôi mắt xa xăm bỗng cất tiếng mẹ cứ để tùy ý cô mộng lan mộng lan đưa mắt nhìn hùng thì thấy hùng vẫn cúi mặt vào chén không ngước lên nhìn nàng bà phủ nói tôi không muốn cô phải chen lấn trên xe buýt mệt cô mộng lan nói bà tử tế với con quá cảnh của con khác bà cứ cho con sống theo cái đà này con sợ thân con sung sướng quen sẽ quá ra con chỉ dùng xe nhà của bà khi nào con đi chơi với cháu minh thôi bà phủ xoay câu chuyện tối nay cô về nhà đến thứ hai cô mới đến tôi thấy sao tôi mến cô quá mà người như cô ai không mến bà nói xong câu đó đưa mắt nhìn mộng lan rồi lại nhìn hùng mộng lan đỏ mặt đưa mắt nhìn quanh phòng thì bắt gặp hùng nhìn nàng đây là lần đầu tiên hùng nhìn mộng lan thằng minh nhăn nhó thứ hai cô mới đến sao con sẽ nhớ cô lắm và quay lại bà phủ nó nói nội à cô con biết nhiều chuyện đời xưa hay lắm trong những lúc đi chơi cô kể cho con nghe thế là ngày mai con mất nghe kể tiếp chuyện con lọ lem rồi mộng lan âu yếm nhìn minh thứ hai chị sẽ kể tiếp cho em thằng minh lại nói cô con vẽ tài lắm con mới học với cô một tuần mà đã vẽ khéo lắm trong những lúc đi chơi cô tập cho con vẽ bà phủ thấy thằng minh đã yêu mộng lan thì mừng lắm Mới 5 giờ chiều, Túy Lan đã ẩm nhị Lan đứng ngoài ngõ mong đợi. Thấy chị từ xa đi lại, Túy Lan dội ôm con chạy ra đường đón chị. Chị đi làm có cực không? Vui không? Mộng Lan ẩm nhị Lan hôm lấy hôm để. Con tôi có nhớ tôi không? Chà, làm gì mà mặt mại bí sĩ thế? Giờ rời vào đầu nhị Lan, Mộng Lan trách em. Chắc em ẩm nhị Lan đứng ngoài nắng cả mấy giờ để đợi chị chứ gì? Túy Lan nói, em đợi chị từ lúc 5 giờ. Mộng Lan không vui, không khéo nhị lan bị cảm nắng thì nguy bận sao em đừng khờ dại như thế nữa nhé hai chị em vui vẻ vô nhà và câu chuyện nổ gian túy lan được chị cho biết cách tiếp đãi của bà phủ thì mừng lắm nàng chỉ sợ chị cực nhọc thì nàng ân hận lắm túy lan nghe chị nói đến hùng thì hỏi trong nhà có một người con trai còn trẻ chị có ngượng lắm không mộng lan lắc đầu ông hùng là một người nghiêm trang đứng đắn lắm ban đầu chị cũng ngại ở chỗ ấy nhưng gia phong bà phủ như thế mình ở không đến nỗi sợ mang tay mang tiếng gì tối hôm ấy hai chị em nói chuyện mãi đến khuya mới ngủ sáng hôm sau hai chị em đang ngồi giỡn với nhị lan mộng lan nói em ráng săn sóc con bé dù sao cũng chớ để con thiếu thốn thua sút con người ta túy lan nói nó còn nhỏ biết gì là dư biết gì là thiếu bao giờ nó hiểu biết chút ít sẽ mua sắm chớ ơi chị cứ mua sắm cho nó cho nhiều phí phạm quá hai chị em vừa nói đến đây thì ở ngoài cửa tố ngọc bước vào nói lớn chà cháu tôi làm gì mà cười gian nhà lên như thế mộng lan và túy lan đang đùa với nhị lan cả hai quay lại và cùng tỏ ý không vui trước người khách không mời mà tới mộng lan chào tố ngọc và nghiêm nghị đáp cô đến chơi tố ngọc không bằng lòng sao chị cứ khách sáo mãi thế hay là chị giận tôi túy lan vẻ mặt cố giữ bình tĩnh nói cô đến thăm cháu tiếng cô và tiếng cháu, Túy Lan cố nhấn mạnh vì Tố Ngọc có họ hàng với Phi Long và Túy Lan không muốn cho Phi Long biết tin tức gì về nàng nữa cả. Tố Ngọc hiểu Túy Lan giận mình và muốn phá tan không khí khó thở ấy. Tố Ngọc phân trần. Xin hai chị, đừng thấy tôi có họ hàng với Phi Long mà có ý phiền trách tôi tội nghiệp. Sự thật khi nghe Phi Long phụ Túy Lan tôi buồn quá, có tìm anh ta mắng cho một mẻ, Tôi muốn đến an ủi Túy Lan nhưng tôi sợ Túy Lan không hiểu tôi, sẽ xua đuổi tôi. Đến khi nghe Túy Lan sanh khó tôi lo ngại lắm nhưng không dám đến sợ trong lúc sanh đẻ. Túy Lan thấy tôi, nhớ lại chuyện cũ thì có hại cho sức khỏe. Tôi chần chờ mãi đến hôm nay có dịp tốt mới đến đây để thăm cháu và thăm hai chị. Mộng Lan nghe Tố Ngọc phân trần cũng hơi nguôi giận, bông nhị Lan đưa cho Tố Ngọc và nói Nhị Lan, hãy mừng gì Ngọc nào. Trong tiếng gì, Mộng Lan cố cho Tố Ngọc biết Mộng Lan chỉ xem Tố Ngọc là một người bạn thân của Túy Lan, chứ không phải là người bà con của Phi Long. Tố Ngọc cũng vui vẻ ôm nhị Lan hôn. Dì đem quà, biếu cháu đây. Vừa nói Tố Ngọc vừa trao trả nhị Lan cho Mộng Lan, rồi trao cho Túy Lan một cái gói giấy màu xanh, ở ngoài có cột một sợi dây màu hồng nhạt. Tặng cháu một bộ đồ đan. Túy Lan nhận và nói, cảm ơn chị đã nghĩ đến một người bạn tố ngọc lại nói hôm nay tôi đến đây để cho cháu một món quà và cũng để hỏi túy lan một việc số là ông chủ hãng hoành sơn hàng không nghe tôi nói sơ về chuyện không may của túy lan ông rất ái ngại và tỏ ý dành cho túy lan một việc làm ở sở chẳng hay túy lan có muốn trở lại với hãng cũ không túy lan đưa mắt nhìn chị mộng lan biết em muốn hỏi ý kiến mình liền nói cái đó tùy em nhị lan bú sữa bò và có người giữ em không cần bận gì nó cho lắm. Túy Lan nói, cảm ơn Tố Ngọc đã nghĩ đến tôi, ngày mai tôi sẽ đến hãng Hoành Sơn hàng không gặp ông chủ xem định giao cho tôi công việc gì. Tố Ngọc vui mừng nói, nhưng chắc là Túy Lan không còn được làm nữ tiếp viên như trước rồi, vì ông chủ biết Túy Lan đã có con nhỏ, vắng nhà lâu không tiện. Mộng Lan nói, nhưng tại sao Tố Ngọc đem cảnh của Túy Lan nói với ông chủ hàng không Hoành Sơn làm gì thế? để họ thương hại mình mà dùng mình sau này mang ơn họ mình khó xử lắm tố ngọc nói chị mộng lan bao giờ cũng cẩn thận nhưng ở đời có người này người khác ông chủ hoành sân hàng không là người tốt lắm trước kia khi túy lan thôi ông thường tỏ ý là mất một người giúp việc đắc lực ba người ngồi nói chuyện vui vẻ tố ngọc vui miệng nói với túy lan ồ oh, nhị lan giống anh phi long như đúc cái thằng cha bạc tình ấy đã bay qua nhật dẫn theo con nguyệt nga không nghe túy lan nói gì tố ngọc nói tiếp thằng cha ấy thì lấy tiền đâu mà đi nhật đi tàu chẳng qua vừa mới được chính phủ cho đi dự hội nghị hội quả ở diễn đông túy lan đang vui bỗng mặt đâm sầm lại nhớ đến con người bạc tình và lòng nàng nổi lên một sự ganh ghét tố ngọc biết mình đã vô tình gợi trong lòng túy lan mối hận cũ bèn kiếm chuyện khác nói cho vui tố ngọc xưa nay vốn có tiếng và lanh lợi nên đến đâu tố ngọc cũng được các bạn tiếp đón niềm nở tố ngọc nhìn mộng lan và nói ở đời mỗi người mỗi cảnh tôi nhìn vào gia đình ông sơn mà không khỏi ái ngại mộng lan hỏi gia đình ông sơn nào thì ông sơn chủ hãng hoành sơn hàng không chứ ông sơn nào ông ấy tên sơn còn bà vợ tên hoành nên mới đặt là hoành sơn túy lan không còn buồn nữa chen vô thế mà tôi tưởng là ông ta muốn lấy tên dãy núi hoành sơn để đặt cho hãng hàng không của ông ta chứ Đâu phải thế, ông Sơn hết sức là lo làm ăn, còn bà ta thì chỉ biết ăn xài, không hề biết gì đến gia đình con cái. Ông Sơn trước kia làm thầu khoáng, nhờ thầu đường xe lửa xuyên Đông Dư mà giàu có, đến nay làm chủ cả một hãng hàng không đứng nhất xứ ta. Ông rất tốt đối với những người giúp việc và với bạn bè ông cũng sẵn lòng giúp đỡ. Thế mà ông lại có một bà vợ hết sức oái oăm, tánh tình phách lối chỉ được có cái đài cát dẫm suốt ngày chỉ lo trao dồi nhan sắc mà cái nhan sắc của bà ta vốn không có gì là mỹ miều sắc đẹp như thế tánh tình như thế phải chi bà biết yêu chồng thì còn có thể tha thứ đằng này bà không thèm biết gì đến chồng cả ai đời giàu có như ông sơn mà đau không có người nấu cho miếng cháo thậm chí ông phải xách xe đi ra tiệm ăn cháo mà ăn cháo ở các tiệm cao lầu thì chi thích hợp với người mạnh chơi với người bệnh thì rất có hại có người bạn thân của cả hai vợ chồng biết câu chuyện trên bèn khuyên can bà sao không nấu cho ông sơn một miếng cháo hay bảo đứa ở nó nấu thì bà nhãn miệng đáp bộ tôi học hơn ông sơn hai lớp mà tôi phải đi nấu cháo cho ông ta ăn à mộng lan và túy lan ôm bụng cười thì tố ngọc nói sở dĩ ông sơn không ăn được cháo do bàn tay tiên của bà nấu là vì ông Sơn sức học chỉ đến nhị niên, còn bà, bà đã thi hỏng bằng trung học. Tủy Lan nói, Tố Ngọc thì chỉ được cái tài lém miệng, ở đời làm gì có chuyện kỳ khôi như thế? Tố Ngọc nói, tôi không nói đùa đâu, tôi cũng không có ý gì nói xấu ông Sơn hay là đem gia đình ông làm trò cười. Tôi nói ra đây để chị em mình lấy làm bài học chung, sau này đối xử với chồng và giữ hạnh phúc gia đình. Bà Sơn không đẹp nhưng gặp ai bà cũng chơi xấu, trước mặt bà ai cũng khen một người đàn bà khác đẹp, tức thì bà nổi giận ngay. Bà bảo không ai đẹp hơn bà được. Mộng Lan nói, dễ thường bà ta không đời nào sơ kiến, chứ mình có cố che giấu cho mình thấy mấy đi nữa, cái kiến nó vẫn phản chiếu cái mặt kém mỹ thuật của mình chứ. Tố Ngọc nói, tánh bà ta là thế đó, ông Sơn có đến ba chiếc xe hơi nhà, một mình bà dùng đến hai chiếc, ông Sơn không bao giờ dám than phiền, bà giao thiệp rộng ưng làm quen với các ông bà lớn và thích nhất là có người tán tỉnh mặc dù đã ngoài 40 tuổi bà có hai đứa con đã lớn diện lẽ mẹ dạy con không được bà đem gửi cho người khác nuôi mục đích để được rảnh tay rảnh chân đó giàu có làm gì nếu gia đình có một người nội trợ như thế gia đình ông sơn sẽ đi đến chỗ sụp đổ tố ngọc nói ông sơn có lẽ nghĩ đến hạnh phúc của hai đứa con nên cố nhìn, Giờ cứ để mặc vợ muốn tự do thế nào thì muốn. Mộng Lan nói, nếu giữ hạnh phúc cho con bằng cách ấy thì cũng chả ít gì. Túy Lan tiếp lời chị, dù sao, sự sự như ông Sơn cũng còn hơn là vợ chồng ly dị. Ly dị chỉ khổ cho mấy đứa con, chớ có ít gì. Câu chuyện đến đây, Tố Ngọc đứng dậy cáo từ ra về dặn Túy Lan. Mai tôi đợi Túy Lan tại sở nhé. Tố Ngọc đi khỏi, Túy Lan bàn với chị. Lúc này, Nhị Lan cũng đã cứng cáp, chị có bằng lòng cho em đi làm không? Mộng Lan nói, Cái đó tùy em, theo ý chị thì em nên ở nhà với con vài tháng nữa, một mình chị đi làm cũng đủ rồi, huống chi làm ở chỗ bà phủ này ăn uống khỏi tốn, tiền lương sẽ mang về lo cho em và con. Túy Lan nói, Đành là thế, nhưng chị cũng phải nghĩ cho chị chứ, có đâu chị ở dậy suốt đời sao? Chị cũng phải dành dụm chút ít để một khi lập gia đình chị khỏi phải thiếu hụt mộng lan suy nghĩ một lúc rồi nói nhị lan cũng dễ em có thể đi làm được còn về tương lai bao giờ chị muốn lập gia đình hẳn ngay bây giờ chị chưa có ý ấy tố ngọc đợi túy lan ở trước sở tố ngọc nhìn túy lan cười ồ oh, Túy lan có con nhan sắc còn xinh đẹp hơn trước kia nhiều đúng là gái một con túy lan ngượng nói tố ngọc được cái tài tán hảo tố ngọc nói tôi nói thật đấy lúc này túy lan hơi gầy một tí nhưng trông lại đẹp hơn nhiều túy lan ngồi đây đợi tôi vào thư với ông sơn trước một lát tố ngọc bước ra nói ông sơn cho mời túy lan vào túy lan cứ gỡ cửa vào đi tôi còn phải đi đánh máy mấy cái thư gửi đi hồng kông gấp vừa trông thấy túy lan ông sơn vui vẻ chỉ chiếc ghế trước mặt cô ngồi đi cho tôi nói chuyện túy lan vừa ngồi xuống thì ông sơn đã lịch sự rót nước mời cô uống nước túy lan ái náy dạ cảm ơn ông ông làm tôi ngại quá chuyện bình thường thôi mà cô túy lan ở phương tây đúng ra tôi còn phải kéo ghế cho cô ngồi nữa kìa hôm nay tôi mời cô đến đây là để mong cô nhận lời làm việc tại hoành sơn hàng không cô đã từng là một trong số ít nữ tiếp viên hàng đầu của chúng tôi và việc lập gia đình rồi xin nghỉ việc là một thiệt hại không nhỏ đối với hãng túy lan nói xin cảm ơn ông nhưng thực sự tôi thấy mình cũng chỉ làm việc bình thường như mọi người thôi ông sơn đưa tay ra ngăn lại cô túy lan không cần phải khiêm tốn như vậy quỳnh sơn hàng không rất cần có những nhân viên như cô nhiều hành khách quen đã than phiền tại sao tôi lại cho cô nghĩ thú thật là tôi vẫn thường thăm hỏi về cô biết giờ cô đang sống một mình nuôi con trong tình cảnh thật đáng buồn tôi nghĩ cách tốt nhất để chia sẻ với cô là mời cô vào làm việc trở lại vừa có công việc sẽ đỡ buồn hơn vừa có điều kiện chăm sóc cho cháu cô túy lan nhận lời nhé túy lan băn khoăn tôi rất cảm động trước sự tử tế mà ông đã dành cho xin cảm ơn ông nhưng hiện tôi đang có con nhỏ không thể đi theo những chuyến bay xa nhà được nữa không sao đâu cô cứ vào đây làm công việc văn phòng giúp tôi hiện tôi đang cần một người trực điện thoại có giọng nói êm dịu như cô để tiếp xúc với khách hàng và các cơ sở làm ăn đó cũng là một công việc rất cần thiết cô đã am tường về những chuyến bay của hãng tôi tin cô sẽ làm rất tốt công việc này cô đồng ý nhé cô túy lan cô sẽ bắt đầu nhận việc từ đầu tháng. Ông Sơn nhìn Túy Lan bằng một đôi mắt thành khẩn khiến nàng không thể từ chối nữa. Túy Lan đã bắt đầu làm việc ngày hai buổi, công việc trực điện thoại rất khỏe và Túy Lan thấy đối với mình ông chủ như biệt đãi. Lúc rảnh Túy Lan và Tố Ngọc thường nói chuyện, Tố Ngọc thấy Túy Lan vẫn còn buồn thì khuyên nhủ. Nghĩa lý gì thằng Phi Long mà Túy Lan cứ buồn mãi thế? Nó đã phụ tình thì ta cứ coi nó như người chết rồi, dương dấn làm chi, án trách ít chi, Túy Lan chỉ nói, Tố Ngọc chưa yêu nên mới mạnh dạn nói vậy, chứ khi Tố Ngọc đã yêu thì sẽ nhìn đời qua đôi mắt khác. Lòng người một khi bị thương, khó lành liền được. Giả lại mối tình của tôi đối với Phi Long là mối tình đầu, đầy qua mộng, qua tan, mộng dở, làm sao tôi không thất vọng. Tố Ngọc thử nghĩ mà xem, mình đóng vào dách một cái đinh, nhổ cái đinh ra, dấu đinh ở dách vẫn còn. Huống nữa là lòng người, không vô tri như tấm dách. Tuy tôi không còn yêu Phi Long, nhưng lòng tôi vẫn bị sự phụ phàng của Phi Long ám ảnh. Mà sự phụ phàng kia còn đeo đuổi, tức là hình ảnh Phi Long vẫn còn trong đầu óc tôi, chưa gội rửa sạch. Cũng như cái đinh không còn ở vết tường, nhưng vết cũng đã bị lũng lỗ. Sau này có trét lại hồ khác, cái dấu hồ mới chỉ chồng lên dấu cũ, chớ nào xóa sạch được. Tố Ngọc nhìn túy lan ái ngại. Thôi thì đừng yêu ai là khỏe, mà có lẽ tôi có thể giữ mãi lòng mình túy lan ạ à. lẽ thứ nhất là tôi không đẹp ít người để ý lẽ thứ hai tôi dám nói là từ khi 16 tuổi đến giờ tôi chưa hề đứng gần một người đàn ông nào mà thấy lòng rung cảm trong công việc hàng ngày với họ tôi coi họ như những cô bạn gái mà thôi túy lan nói nếu như thế thì tố ngọc sung sướng thật nhưng đừng tưởng tố ngọc không đẹp rồi người ta để yên đâu về tình chỉ có vấn đề hợp nhãn vừa mắt nói như tố ngọc tất cả những người đàn bà không đẹp chắc là phải ở dậy suốt đời nhưng tố ngọc khiêm tốn chứ tố ngọc đâu có xấu bảo không đẹp lắm thì có lý chứ bảo xấu thì không phải tố ngọc cười sự nhận xét của một người bạn nào có ý nghĩa lý gì đâu thử ở đời có người nào quá yêu bạn đến nỗi bạn mình chỉ có một mắt dẫn cho là đẹp thì ý kiến đó có đúng không túy lan cũng cười tôi không đến nỗi tốt quá như vậy vì tôi còn có cặp mắt công bình ngày tháng trôi qua mau, mới đó mà Túy Lan đã làm ở hàng không Quỳnh Sơn hơn một tháng. Mỗi tháng Túy Lan lãnh 2.000 đồng, số lương này chỉ bằng một phần ba số lương cũ, nhưng Túy Lan vui lòng vì nàng được gần con và có dịp gặp chị trong các ngày nghỉ. Chớ nếu đi theo các chuyến bay, đôi khi ngày Chủ nhật cũng không có ở nhà. Nhị Lan mỗi ngày mỗi lớn và mũm mỉm lắm, cười suốt ngày. Đôi khi nhìn con, Túy Lan thấy đời mình không đến nỗi buồn tẻ. Ngoài giờ làm việc, Túy Lan đang theo luôn tay, nàng không muốn có những giờ phút ngồi không. Những lúc ngồi không là những lúc khổ tâm nhất, nàng đâm ra nghĩ dơ dẫn và chán nản tất cả. Có chỗ làm yên xong, Túy Lan bàn với chị mướn một căn phố, nhưng Mộng Lan dội can ngăn và nói Chị em ta ở đây với gì không có gì đáng ngại, vì đã già, con cái đều ở xa, nhà rộng thanh thang, đâu có ở hết. Có chúng ta gì cũng vui đôi chút, giả lại chị đâu có ở nhà thường, mướn nhà rồi em ở một mình cũng không tiện. Túy Lan nói, em muốn có một cái nhà riêng để trang hoàng theo ý muốn của chị em ta và có chỗ thờ cha mẹ. Mộng Lan nói, thì hãy đợi vài tháng nữa đã, xem thử công việc của chị em ta có chắc chắn không. Túy Lan đành phải nghe lời chị, nhưng không khỏi tiếc rẻ về căn phố ở đường Duy Tân, vừa mát mẻ lại vừa rẻ tiền. Bà Phủ Phan Như Hồ Mộng Lan dạy ở nhà bà Phủ hơn một tháng thì đã biết sơ qua về gia thế của bà. Bà Phủ trước kia là cô gái đầu tiên đổ bằng tiểu học, nhưng nhờ bà có học thêm nên sức học của bà bây giờ không thua gì một kẻ có bằng trung học. Là con một ông quận trưởng bà có chồng lúc 18 tuổi. Cuộc tình duyên đầu tiên do cha mẹ đứng gã bà không phản đối. Chồng bà là một ông phán làm ở tòa án. Hai vợ chồng ăn ở với nhau được hai năm thì bà sanh được một cậu con trai, tức là Nguyễn Như Ngọc. Bỗng nhiên, giữa vợ chồng có việc xích mít bà bỏ về ở với cha mẹ và nuôi con. Lúc bấy giờ người ta không hiểu sao bà giận chồng, nhưng sau này nghe bà kể lại thì hình như ông phán cờ bạc rượu chè, bà khuyên nhủ không được nên không muốn ở chung nhà. Bà về ở với cha mẹ, có ý để cho ông phán tỉnh ngộ ăn năn Ai ngờ, tánh đào tật nấy không ai ràng buộc, ông phán càng dễ đi suốt đêm. Khi về ở với cha mẹ, bà quen với một người thường lui tới nhà ông quận trưởng là ông Thanh Tra Hồ. Hai người yêu nhau và bà mạnh dạn ra tòa xin ly dị với ông Phán Nguyễn Như Nam. Ly dị xong, bà liền kết hôn với ông Hồ đã lên ông huyện rồi 5 năm sau, ông này lên chức phủ. Khi ở với ông Phủ Hồ, bà không đem Như Ngọc về nuôi mà gửi Như Ngọc cho cha mẹ. Như Ngọc ở với ông bà ngoại đến 10 tuổi thì bà ngoại qua đời, rồi đến năm sau, ông quận trưởng cũng nói gót theo vợ. Như Ngọc lúc bấy giờ mới 12 tuổi, nhưng vì ông bà ngoại nuông chiều nên quan đàn nghịch ngổ lắm. Bà Phủ mỗi lần về thăm cha mẹ thấy Như Ngọc không ham học hành thì buồn lắm, nhưng bà không muốn đem Như Ngọc về ở chung vì sợ ông Phủ buồn. Nhưng lòng mẹ đã khổ nhiều vì xa đứa con đầu, mặc dù nó là kết quả của một mối tình không được tốt đẹp ở do ông phủ bà được một người con trai là giáo sư như hùng từ ngày ông bà quận trưởng mất bà xin ông phủ đem như ngọc về thì ông phủ bằng lòng nhưng gia đình bà bắt đầu không êm thấm từ đấy như ngọc được ông bà ngoại nuông chiều quen tánh nên dòi dĩnh suốt ngày bà phủ không muốn chồng thấy các tật xấu của con nên làm ngơ và chiều theo như ngọc như ngọc xảo quyệt lắm biết chỗ yếu của mẹ nên càng hư hỏng nhiều Ông Phủ thấy vợ cưng đứa con riêng một cách điên dại nên rất bực tức đâm ra cao có và không muốn ở nhà để thấy cảnh chướng tai gai mắt nữa. Vì thế ông thường đi chơi. Bà Phủ muốn giữ hạnh phúc gia đình mình liền đem Như Ngọc bỏ vào ký túc xá ở Đà Lạt. Một năm Như Ngọc chỉ được về thăm nhà hai lần vào ngày Tết và nghỉ hè. Cảnh gia đình bà trở lại dễ thở nhưng những lúc Như Ngọc về nhà lại là những lúc gia đình bà lục đục càng lớn như Ngọc càng hung hăng, quan đàn. Mới 15 tuổi, như Ngọc đã biết tán gái, lười học, nhiễm tính xa qua, ăn xài phung phí. Nhưng bà Phủ vẫn thương như Ngọc, bà cứ diện lẽ là như Ngọc không cha. Nhiều lần ông Phủ bất bình ra mặt. Thì bà cứ gửi nó về phía nội của nó, việc gì bà gánh cái ách vào lưng. Những lúc ấy bà Phủ chỉ ngồi khóc, Như Ngọc đã hiểu biết nên ghét ông Phủ ra mặt và đôi khi còn vô lễ với ông, Bà Phủ có rầy la thì như Ngọc nói. Con có ăn gì của ông Phủ đâu. Ông bà ngoại con để lại cho con đến 15 căn nhà. Mỗi tháng mẹ cho thuê, lấy tiền ấy cho con ăn học cũng đủ khi mà. Bà Phủ trợn mắt nhìn con. Con đừng có hổn. Mẹ buồn lắm. Đối với Như Ngọc, bà nuông chịu bao nhiêu thì đối với Như Hùng, bà lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Bà thường bảo Như Hùng suýt nữa làm đời bà ra ma. Vì có Như Hùng nên ông Phủ mới hắc hủi Như Ngọc. Như Hùng rất ngoan ngoãn, hiền lành lại là yêu mẹ hết sức. Như Hùng năm 12 đã đậu bằng tiểu học, trong khi Như Ngọc mới 16 tuổi còn ngồi lớp nhất. Đến năm Như Hùng được 15 tuổi thì ông phủ mất. Từ ấy đến nay bà ở dậy nuôi con và thừa hưởng cái gia tài kết xù của cha mẹ và chồng để lại. Khi ông phủ chết thì Như Ngọc được 20 tuổi. Thường ngày Như Ngọc cứ ăn hiếp Như Hùng và những lúc ấy Như Hùng cứ lặng lẽ khóc. Trước kia bà không thương Hùng thì trái lại từ ngày chồng chết bà lại thương yêu và vì muốn tránh sự xung đột ở gia đình bà định cưới vợ cho như ngọc như ngọc nhất định không chịu ưng ở dậy để chơi bời cho dễ bà phủ năn nỉ hết sức như ngọc mới bằng lòng cưới vợ và nhất định đòi cưới thu thủy ái nữ của ông bà võ nguyên đại thương gia cô thu thủy đã đậu bằng trung học có sắc có học lại buôn bán đảm đang bao nhiêu việc giao thiệp của hãng vận tải bằng thư từ đều do tay thu thủy cả Thu Thủy là con một nên ông bà Võ Nguyên hết sức quý mến. Bà Phủ Hồ phải tìm năm bảy mai mối đến nói giàu trước với ông bà Võ Nguyên để dọn đường cho một cuộc hôn nhân giữa Như Ngọc và Thu Thủy. Ông bà Võ Nguyên chỉ muốn bắt rễ. Khi nghe nói Như Ngọc bằng lòng ở rễ, hai ông bà liền nhận lời. Hai ông bà cứ nghĩ con trai một nhà quan gia thế việc như thế, lẽ nào không có sức học ít lắm là bằng tú tài mặt mày đẹp trai, ăn nói hoạt bát Như Ngọc đã có một cái giỏ để làm người ta lầm được. Đến tài tán gái thì Như Ngọc không nhượng bộ ai rồi. Thu Thủy thường gặp Như Ngọc và cũng cảm Như Ngọc nhiều. Thế rồi một đám cưới hết sức linh đình diễn ra, Thu Thủy đã trở thành bà Nguyễn Như Ngọc. Nhưng chỉ hai tháng sau, ông bà Võ Nguyên đã hiểu rõ sức học, tài năng của người con rể ăn mặc như ông Hoàng và có bề ngoài hết sức bảnh bao ấy. Ông bà Võ Nguyên không muốn Thu Thủy buồn liền tìm đủ cách an ủi ông bà võ nguyên nói với con gái tuy nó ít học nhưng thử hỏi bọn thanh niên ăn học giỏi đã ai qua nói về cách giao thiệp huống chi nó đẹp trai khôn ngoan và biết yêu con là được bà võ nguyên nói nó học ít thì đã có con học nhiều con lo việc thư từ giấy má sổ sách nó lo việc xã giao cũng được tuy thế nhưng nó là con nhà tử tế bà phủ hồ là yêu quý con con đừng nên lấy đó không công bằng này nọ mà buồn nhưng thu thủy vẫn không vui ông bà võ nguyên liền khuyên như ngọc đi du học vài năm để ít lắm cũng có cái bằng kỹ sư như ngọc nghe cha mẹ vợ cho xuất dương du học mừng lắm không phải do như ngọc có ý ham học mà chỉ thấy chàng được dịp đi ăn chơi nước ngoài cho sướng ông bà nguyên lại sợ như ngọc đi một mình không ai kềm chế chơi bời phóng túng hay có vợ nước ngoài thì chỉ khổ cho thu thủy nên cũng cho thu thủy đi theo chồng cùng học cho đến ngày thành tài Mọi việc sắp đặt xong thì Thu Thủy bệnh, bác sĩ khám xong bảo nàng có thai. Thế là Thu Thủy phải ở lại nhà, chỉ một mình Như Ngọc lên đường du học. Như Ngọc qua Pháp ăn xài tột bực, chỉ là học nhảy đầm và hát sướng. Tiền ông bà Võ Nguyên và bà Phủ gửi qua chỉ đủ cung phụng cho Như Ngọc ăn uống chơi bời. Như Ngọc cũng không cần biết mặt trường mặt thầy. Bên kia trời Tây, Như Ngọc cũng không cần nghĩ đến Thu Thủy bụng mang dạ chữa. Hy vọng có một người chồng tài giỏi hơn người để cho nàng nâng khăn sửa túi mà không hổ mặt bên kia trời tây như ngọc cũng không cần nghĩ đến mẹ già tự cửa mong con từng ngày thu thủy sanh được một đứa con trai bà phủ và vợ chồng ông võ nguyên mừng lắm ba năm trôi qua thấy như ngọc chưa đậu được bằng tú tài ông bà võ nguyên bắt đầu chán nản nhân dịp có người bạn qua pháp chữa bệnh ông nguyên bèn nhờ bạn dò thử như ngọc học hành bên ấy ra sao ông bạn đã viết thư kể rõ việc chơi bời lừng lẫy của như ngọc, ông võ nguyên buồn giận liền cho bà phủ hay và viết thư gọi như ngọc về. tuy ba năm không học hành nhưng như ngọc đã bỏ tiền ra mua được một văn bằng kỹ sư mà người ta cũng không biết là kỹ sư gì, chỉ biết từ ngày như ngọc đặt chân về nước, ông bà võ nguyên đã tân bốc ông rể quý quá và gọi ông là kỹ sư. dù sao ba năm ở bên pháp, như ngọc cũng đã nói được thông thạo tiếng nước người và đi đây đi đó đầu óc cũng mở mang nhiều. Trở về nước, giá như Ngọc chịu khó làm ăn thì sẽ được ông bà Võ Nguyên giao phó cho trong nôm hãng vận tải và cũng sẽ được thu thủy kính nể. Nhưng tánh nào tật nấy trở về nước, như Ngọc cũng sống phóng túng như cũ, thu thủy nhiều lần can ngăn chồng nhưng không được. Như Ngọc cứ đi suốt đêm không nghĩ gì đến vợ con. Và mặc dù trước kia Như Ngọc muốn cưới thu thủy vì nhằm vào cái mỏ vàng của nhà ông Võ Nguyên, nhưng giờ đây đã có tấm bằng kỹ sư đào mỏ nhưng ngọc lại không thích đào riêng cái mỏ nhà ông võ nguyên mà còn muốn đào nhiều cái mỏ khác nữa thu thủy một cô gái tân học tánh tình cương quyết không như các cô gái khác gặp chuyện đau buồn trái ý là khóc lóc thở than thu thủy bình tĩnh nhận định những việc xảy đến cho mình và tìm cách giải quyết thế nào cho hợp lý hợp tình không tổn thương đến quyền lợi nàng thu thủy không phải hạn gái bạc nhược để cho hoàn cảnh khuất phục để cho phong tục tập quán làm ủy mị thu thủy không phải như hạng gái hèn yếu thất vọng là rên xiết bị phụ tình là tuổi thân trách phận thu thủy tự nghĩ tìm một người chồng cũng như tìm một người bạn người chồng tốt thì ta ở hết dạ thủy chung nếu người chồng không tốt thì ta có quyền coi cuộc tình duyên ấy như không có mà sẽ lặp lại cuộc đời gây lại hạnh phúc kiếp sống của con người những ba dạng sáu nghìn ngày ai có quyền ép ta phải cúi đầu mà sống với một người ta không kính yêu. Một cái xóm nhỏ còn có năm bảy con đường, huống là lòng người. Ai cấm họ phụ tình đen bạc, họ dẫm trên 36 ngã đường, mình có quyền gì ép họ phải đi ngay ngắn trên một con đường mình đã chọn. Bổn phận mình là phải lựa chọn một con đường thích hợp và tìm một người bạn đồng hành cùng một ý chí, một chí hướng. Ta đã lựa phải một kẻ đồng hành chỉ thích đi vào ngã chông gai, Lẽ gì ta cứ cấm cổ đi theo Như Ngọc Đến đây là chỗ rẻ của lòng Ta có quyền tách sang đường khác Và bỏ lại bên lề đường con người sở khanh Thu Thủy bèn làm đơn xin ly dị chồng Trước sự cương quyết của Thu Thủy Bà Phủ Hồ cũng cho là hợp lý Vì bà ngày trước cũng đã ở trong hoàn cảnh Như Thu Thủy ngày nay Nhưng Như Ngọc là con người Điêu ngoa, gian dối Thấy Thu Thủy đòi ly dị Mình không còn được làm chuột Sa chỉnh nếp nữa Thì ra trước tòa một hai cứ bảo là còn yêu vợ và trước tòa án cả vợ lẫn chồng có đồng ý xin ly dị thì tòa mới y án chớ trong hai người một người bảo còn yêu là cũng còn phải đợi chưa có quyền xé hôn thú nhưng tòa xử hai người hãy tạm ly thân chờ hòa giải như ngọc cứ chơi bời phóng túng nay cô này mai cô nọ thu thủy tìm được nhiều chứng cớ liền làm đơn kêu nài rốt cuộc đã được tòa cho ly dị có quyền nuôi con trong lúc ấy, Như Ngọc mê một cô đào hát, giải tiền cho cô ta xài phí và phá gần hết nửa gia tài của ông bà quận trưởng để lại. Như Ngọc còn ham mê cờ bạc, thỉnh thoảng cứ về xin tiền bà Phủ, bà Phủ lại thương con, chẳng dám la rầy nhiều. Như Ngọc cứ nay bán nhà này, mai cầm phố khác, mà bà Phủ cũng đành chịu. Cô đào hát ăn của Như Ngọc no rồi liền bỏ đi theo người khác. Như Ngọc cũng chả buồn rầu lại tìm người tình mới. Lần này Như Ngọc tán tỉnh một cô gái con nhà nghèo tên là Bích. Cô Bích nghe lời dụ dỗ của Như Ngọc trao tấm thân trinh trắng cho chàng. Yêu cô Bích ba tháng, Như Ngọc liền bỏ cô ta để đi theo các cô gái khác. Cô Bích có thai, về nhà thì sợ cha mẹ đánh đập, bèn nhảy xuống sông, tự tử. Mai sao có người cứu kịp đưa cô Bích về sở cảnh sát. Cô Bích đem tâm sự mình, nội uất ức của mình giải bài cùng ông cảnh sát trưởng ông cảnh sát trưởng thương tình can thiệp. Ông cho mời bà Phủ và Như Ngọc đến. Như Ngọc một mực không chịu nhận đứa bé trong bụng Bích là con mình vì chàng diện lẽ khi chàng gặp Bích, Bích đã là một cô gái mất trinh. Nhưng bà Phủ, người hiểu biết tâm tính con mình và có lòng độ lượng, bà không muốn gì con bà mà có một người đàn bà toan quỷ hoại cuộc đời. Bà cũng không muốn đứa bé vô tội kia sau này mang tiếng là một đứa con không cha để có thể quá thành kẻ tội lỗi của xã hội. Bà bèn đem Bích về nhà, nuôi nấng săn sóc đến ngày Bích sanh đẻ. Bích sanh được một đứa con trai, tức thằng Minh bây giờ. Nhưng khi Minh được ba tháng, Bích bị bệnh nặng và chết. Như Ngọc không hề ân hận về việc làm tàn ác của mình, đã phá hại đời tươi đẹp của biết bao thiếu nữ khác. Lòng người mẹ bao giờ cũng yếu đuối, và đối với đứa con hư hỏng lại càng thương yêu nhiều bà phủ buồn rầu thấy con hư hỏng nhưng bà càng buồn rầu lại càng không nỡ la rầy con trái lại bà đổ tội lỗi cho người chồng cũ bà cứ than giá không gặp phải người chồng cờ bạc như ông phán thì bà làm gì có đứa con hư hỏng như ngày nay như ngọc thua trong một đêm hai ba chục ngàn đồng nhưng như người ta gọi cờ bạc là cuộc đỏ đen thì có lúc như ngọc cũng trúng năm bảy dạng tiền cờ bạc làm giàu cho ai bao giờ thua là thua tiền túi còn tiền được cũng chỉ để ăn xài phung phí chứ mấy ai làm nên nhà nên cửa bao giờ. Như Ngọc từ ngày ly dị với Thu Thủy đã dọn ra ở riêng không ở chung với bà Phủ, Như Ngọc muốn được tự do. Như Ngọc quan đàn như thế, cũng may bà Phủ được người con thứ nhì là Như Hùng chí thú làm ăn, tính tình hòa nhã biết yêu bà, không bao giờ dám làm phiền bà. Như Hùng đậu tú tài và xin làm giáo sư ở một trường trung học bản tính như hùng nghiêm nghị ít cười nói nhưng mấy năm sau đây như hùng đã ít nói lại càng ít nói hơn hình như có chuyện gì lo buồn hay suy nghĩ nên vẻ mặt chàng bao giờ cũng đâm chiêu đã nhiều lần bà phủ tỏ ý muốn cưới vợ cho như hùng thì như hùng đều từ tốn thưa với mẹ mẹ cứ để con chọn lựa bao giờ con tìm được người vợ vừa ý con sẽ xin mẹ đứng ra tác thành cho con ở đời này tìm một người vợ hiền không phải việc dễ bà phủ thở dài mẹ rất tiếc cho thằng ngọc nó gặp con thu thủy tài sắc như thế ấy mà không biết chiều chuộng nhà giàu con một mà thu thủy hết sức dễ thương phải chi thằng ngọc mà được như con thì con thủy đâu phải ly dị như hùng nói anh như Ngọc chỉ thích chơi bời, có đời nào nghĩ đến chuyện gây dựng gia đình. Nhưng mẹ đừng lo, chơi riết cũng ngán, anh sẽ quay về với mẹ và lo chí thú làm ăn. Hay là ngựa chạy lâu, ngày cũng dấp, biết chừng đầu nay mai anh Ngọc không gặp một người mà anh tha thiết yêu đương, đến nỗi anh có thể bỏ cả tật xấu mà đi vào con đường bốn phần, làm chồng làm cha. Bà Phủ lắc đầu nói, thằng Ngọc khó sửa chữa lắm mẹ không biết đến bao giờ nó mới ăn năn mẹ chỉ sợ đến ngày mẹ nhắm mắt nó vẫn chưa có sự nghiệp gì nghĩ đến đó bà phủ hết sức buồn như hùng luôn luôn tìm cách an ủi mẹ như hùng khuyên mẹ tìm một cô gái có học thức mỗi ngày đọc báo đọc sách để mẹ nghe cho vui và dạy bảo thằng minh đừng để nó nhiễm gương xấu của như ngọc như hùng còn thường đàn cho bà phủ nghe trong những lúc chàng rảnh hai năm sau này Bà Phủ thấy Hùng mỗi tháng đi vắng hai hôm. Bà có hỏi Hùng đi đâu thì Hùng bảo là đi về nhà quê đổi gió. Bà Phủ lấy làm lạ hỏi. Con đi đổi gió đi cắm trại thì sao không lấy xe nhà đi, lại đi xe ngoài làm gì? Như Hùng thưa. Trong những lúc đi chơi, con không muốn có một người thứ hai phải khổ gì con. Mẹ cứ để tài xế ở nhà hầu mẹ. Con đi không chừng không độ, mẹ hơi sức nào mà lo phải chi tính tình như hùng mà cũng như như ngọc thì bà phủ lo ngại nhưng như hùng là đứa con chí hiếu tánh tình nghiêm chỉnh bà cũng không lấy việc ấy làm điều trước khi mộng lan vào nhận việc ở nhà bà phủ bà phủ đã có mướn vài người rồi có cô chỉ làm được vài tháng rồi nghĩ vì không chịu được sự chọc ghẹo của như ngọc mỗi lần như ngọc về thăm mẹ là chọc ghẹo các cô ấy làm họ bực tức nghĩ luôn có cô không làm vừa ý bà phủ có cô lại không gây được tình cảm với thằng minh chỉ có cô trà qua rất đẹp, làm được ở nhà bà Phủ hơn 6 tháng. Cô được bà Phủ quý mến, thằng Minh kính nể, nhưng không hiểu tại sao cô chỉ làm hơn 6 tháng rồi xin thôi. Bà Phủ này ép gì cô cưỡng một mực không chịu làm thêm, và khi rời khỏi nhà bà Phủ, cô buồn rầu gần ứa lệ. Phan Như Ngọc Làm ở nhà bà Phủ đã gần 3 tháng, nhưng Mộng Lan chưa hề gặp mặt Như Ngọc, mặc dù thỉnh thoảng Như Ngọc vẫn về thăm nhà, thăm bà Phủ xin tiền để tiêu xài. Hôm nay, Mộng Lan đang ngồi dạy Minh trong phòng, bỗng nghe có tiếng cười gian ngoài phòng khách. Minh đưa mắt nhìn Mộng Lan và nói khe khẽ. Ba con về. Mộng Lan ngồi vẫn yên không nói gì thì thằng Minh nhẹ nhẹ đứng dậy khép cửa phòng và nói nhỏ với Mộng Lan. Bà nội dặn, hãy ba con về, gặp lúc có cô ở nhà thì tránh đừng cho ba con gặp cô. Mộng Lan không lấy làm lại về câu nói của Minh. Tại sao vậy em? Minh ngập ngừng nhìn Mộng Lan một hồi lâu rồi nói. Cô đừng giận con mới dám nói. Việc gì mà cô giận em, em cứ nói sự thật cho cô nghe. Ba con hay đùa giỡn, bà nội con sợ khi gặp cô, ba con sẽ làm phiền cô. Trước khi cô đến đây dạy, con đã có học với mấy cô giáo, như cô xuân cô tuyết cô phương cô mỹ và gần đây là cô trà hoa mỗi lần ba con về ba con cứ treo ghẹo các cô nên cô xuân và cô tuyết xin thôi bà nội cấm ba con không được phép nói chuyện với cô giáo con mộng lan hỏi còn cô phương và cô mỹ tại sao không ở dạy cho em mình lại nói cô mỹ dữ quá mỗi lần con làm bài sai cô rầy la quạo quọ con buồn con khóc mãi nên nội không bằng lòng còn cô Phương thì chú Hùng bảo tánh tình không được đứng đắn nên nội con cũng cho nghỉ. Mộng Lan liền hỏi, chú Hùng có bao giờ để ý đai đâu mà biết người ta không đứng đắn? Thằng Minh cười nói, chú con tuy không ngó đến ai nhưng chú con biết tính nết từng cô giáo của con và chú con phê bình rất đúng về các cô. Mộng Lan mỉm cười, thế cô trà qua tại sao nghĩ thình linh, nghe đầu bà phủ năng nỉ mà cô không chịu ở lại, có phải em làm cho cô trà qua giận không? Mình lắc đầu buồn rầu nói Em có bao giờ làm Phật ý cô trà qua đâu Chỉ tại chú Hùng thôi Mộng Lan không khỏi kinh ngạc Chú Hùng làm sao cô ấy Mình biết Mộng Lan hiểu lầm Giỏi nói Cô trà qua đẹp lắm Cô người đầm lai like ở nhà bà Phước ra Được giới thiệu cho bà nội con Cô hết sức chiều chuộng nội con Và rất lệ phép với chú Hùng Nhưng chú Hùng có bao giờ để ý đến cô đâu Thường thường những lúc đi chơi với con cô trà qua cứ hỏi dò con về chú Hùng. Có hôm, cô hỏi chú Hùng có hay đi chơi với bạn gái không? Những bữa ngồi ăn cơm chung, cô trà qua cứ nhìn lén chú Hùng và tìm cách nói chuyện với chú con, nhưng chú con thì vẫn lãnh đạm. Sau cùng thấy cô trà qua xoắn xích mãi, chú con đâm ngượng không dám ăn chung một mâm nữa. Nội con phải bảo dọn riêng cho chú ăn ở trong phòng làm việc. Từ hôm chú con ăn riêng, cô trà qua có vẻ buồn lắm. Thế rồi một hôm cô đang dạy con bỗng ứa nước mắt khóc. Bắt đầu từ mai cô không cần dạy em nữa, cô sắp đi xa để quên. Cô khóc mãi và hôm sau cô xin phép nội thôi làm việc và dọn đi. Bữa cô xách vali ra đi, cô đợi gặp chú Hùng để từ giả, nhưng chú con đã đi đâu vắng, cô đợi mãi không được đành ra về. Hai ba lần còn ngoái đầu lại nhìn bức ảnh của chú Hùng treo trên tường. Mộng Lan hiểu là trà qua đã yêu thầm như Hùng và không được như Hùng yêu lại trà qua xin thôi để tránh một vết thương lòng ngày càng lan lỡ minh lại nói cô trà qua đi hai hôm con mới để ý là bức ảnh của chú hùng con lồng kiến treo trong phòng con bên cạnh các ảnh của ba con ai gỡ đem đi đâu mất mộng lan nghe minh kể bỗng thở dài thương hại cô gái đa tình ôm mối tình thất vọng ra khỏi nhà bà phủ với hình ảnh của con người lãnh đạm không biết yêu mộng lan liền nói em làm hai bài toán cho xong đi thầy trò mình nói nhảm mất hết nửa giờ rồi. Thằng Minh cấm cổ làm toán, Mộng Lan lại chú ý vào cái áo, nàng đang đan dở. Một lúc sau, khi làm xong bài, Mộng Lan cho phép Minh chạy chơi, nàng đứng dậy đi lên lầu để chút nữa đọc báo cho bà Phủ nghe. văn phòng của Minh có một cánh cửa mở ngay ở thang lầu và Mộng Lan có thể đi lên lầu, không đi ngang qua phòng khách. Vì thế, Mộng Lan đi lên lầu mà Như Ngọc không gặp mặt. Mộng Lan không khỏi suy nghĩ về những lời Minh đã nói về Như Ngọc, và lo sợ rủi phải gặp chàng thanh niên sổ sàng ấy lắm. Về phòng đợi mãi vẫn chưa thấy bà Phủ lên, Mộng Lan nghĩ, có lẽ bà Phủ còn bận khách. Có tiếng chân đi nhẹ nhẹ ở cầu thang, và Minh bước vào phòng Mộng Lan thưa. Bà nội sai con lên thưa cô, bà nội con đang bận tiếp khách, cô cứ xem báo một mình. Nói xong, Minh đứng cạnh Mộng Lan có vẻ hơi buồn. Mộng Lan vuốt đầu Minh nói, em và cô đọc chung quyển sách này cho vui. Thằng Minh ngày thường không bao giờ trái ý Mộng Lan, nhưng hôm nay nó lắc đầu nói. Con không muốn đọc. Nói xong nó khóc thúc thích. Mộng Lan dội dàng ôm nó vào lòng dỗ dành. Em Minh của chị, có chuyện gì mà buồn thế? Sao em không cho chị hay để chị an ủi em? Thằng Minh chỉ tay đưa xuống dưới lầu rồi nức nở. Mộng Lan nói. Em đừng khóc, nội thấy nội buồn. Minh dội lao nước mắt. Ba con nói gì không biết mà nội con buồn, nội con khóc. Ba con không về thì thôi, hãy về là cười nói gian nhà, để rồi lại làm cho nội con khóc. Chắc là ba con xin tiền trả nợ chứ gì. Mộng Lan không muốn tò mò về công việc nhà của bà Phủ nên làm thinh. Mình cứ nói, nội con sợ chú Hùng buồn không muốn cho ba con gặp mặt chú Hùng, nhưng hôm nay ba con nhất định ở lại đây chơi đến tối, hay là không biết, hai ba bữa nữa mới về mộng lan nghe nói trong lòng không vui thì minh lại tiếp hồi nãy nội con nói với ba con là cô nghiêm trang lắm ba con nói lúc này ba con tu rồi mộng lan tìm cách an ủi minh và tuổi trẻ chống quên một lúc sau minh đã ngồi bên cạnh mộng lan hai thầy trò đọc sách một cách thân mật một lúc có tiếng như hùng đi dạo về và tiếng như ngọc cười nói ồn ào rồi tiếng bà phủ hối đầy tớ dọn cơm giờ ăn cơm trưa đã đến con ba chạy lên mời Mộng Lan và Minh. Vì ở trong nhà quen, Mộng Lan trong các bữa ăn chỉ bận áo bà ba. Hôm nay nghe nói có khách, Mộng Lan toan bận áo dài thì Minh dội cản. Ba con chứ nào ai xa lạ, cô cứ bận áo bà ba cho mát. Mộng Lan lại mắc áo vào chỗ cũ, dắt tay Minh đi xuống lầu. Bà Phủ đã ngồi vào bàn, như Ngọc đứng đưa mắt về phía cửa như trong đợi, còn như Hùng đứng trước cửa sổ xoay mặt ra ngoài giường nhìn mông lung. Mộng Lan vừa bước chân vào phòng ăn đã gặp ngay như Ngọc nhìn mình không nháy mắt. Mộng Lan vẫn tự nhiên cúi đầu chào. Bà Phủ nói với Như Ngọc, cô Mộng Lan, và xoay lại Mộng Lan, bà nói, Như Ngọc, con trai lớn của tôi. Mọi người ngồi vào ghế, Như Ngọc hết sức vui vẻ nhìn Mộng Lan. Cô đến dạy cháu đã hơn 3 tháng, thế mà hôm nay tôi mới được hân hạnh gặp cô. Cháu mình yêu cô lắm. Mộng Lan chỉ nói, cháu ngoan ngoãn dễ bảo. Như Ngọc lại nói với Như Hùng. Kìa, sao chú cứ lặng lẽ mãi thế? Trong phòng ăn có người đẹp như cô Mộng Lan mà chú không biết nói chuyện cho vui. Cứ nghiêm nghị như chú không khéo cô Mộng Lan cũng bỏ thằng Minh mà đi. Như cô trà qua thì tội nghiệp cho mẹ là phải đi tìm một cô giáo khác. Như Hùng tỏ ý không bằng lòng nhìn anh với đôi mắt năn nỉ. Còn bà Phủ lườm Như Ngọc rồi nhìn Mộng Lan, sợ nàng phật ý về câu nói của Như Ngọc. Mộng Lan hơi đỏ mặt nhưng vẫn lặng lẽ ăn không nói một lời như Ngọc lại nói chuyện với Như Hùng nhìn thỉnh thoảng, nhìn trợ Mộng Lan cố ý nói cho Mộng Lan nghe Cô trà qua kể ra cũng đẹp đấy nhỉ giống lai bao giờ cũng đẹp nhưng người đàn bà đẹp chỉ nhờ có cái miệng và đôi mắt Cô trà qua phải cái miệng hơi rộng và đôi mắt hơi to một chút nhưng thân hình cô ta thì không có chủ chê Bà Phủ nói Hãy con về là cứ nói chuyện bậy bạ Thôi đừng nói nữa như Ngọc cười, ai đời, mình nói cái đẹp mà mẹ bảo là nói bậy bạ. Thôi, con không nói chuyện các cô gái nữa đâu, lúc này con tu rồi. Và đưa mắt nhìn Mộng Lan như Ngọc nói. Nhất là trước mặt cô Mộng Lan, cô phê bình thì nguy to. Mộng Lan đưa mắt nhìn Như Hùng, gặp lúc Như Hùng cũng đưa mắt nhìn nàng. Lúc bây giờ Như Ngọc bắt gặp cái nhìn của hai người, làm Như Hùng không khỏi ngượng nghịu, dội cúi mặt xuống nhìn chén cơm đang để trước mặt chàng. Như Ngọc cũng lặng lẽ ngồi ăn, không nói chuyện như trước nữa. Từ hôm ấy, Như Ngọc thường có mặt ở nhà bà Phủ và tìm dịp bắt chuyện với Mộng Lan, nhưng Mộng Lan cố ý tránh. Những buổi tối, Mộng Lan đọc báo cho bà Phủ nghe, Như Ngọc xin phép mẹ cho chàng được vào nghe. Bà Phủ bằng lòng, nhưng dặn. Cô Mộng Lan là một thiếu nữ nghiêm trang, nết na lắm. Chính thằng Hùng cũng phải mến phục cô ta. Con không nên làm phật lòng cô Mộng Lan cô ấy xin thôi mẹ chắc không đời nào tìm ra một cô giáo thứ nhì có đức tính như cô để chỉ bảo cho thằng minh và làm bạn với mẹ trong những đêm vắng vẻ hiu quạnh như ngọc thưa với mẹ con hiểu lắm mẹ cứ tin con con lúc này đã chán những cảnh chơi bời lăn lóc con đã có ý muốn sống trong một khung cảnh gia đình yên ấm bà phủ vui mừng nói thế thì được lắm con có muốn nghe cô mộng lan đọc báo đọc sách thì cứ đến mà nghe nhưng trong những lúc ấy cấm con không được nói một lời gì đấy nhé như ngọc đã giữ lời trong những lúc này như ngọc ngồi im ngó xuống tấm nệm trải dưới đất chớ ít khi ngó ngay vào mặt mộng lan nhưng trong bữa cơm thì lại khác hôm nào như ngọc cũng kể một vài chuyện rất có duyên khiến mộng lan cũng phải buồn cười và thầm khen như ngọc có tài kể chuyện ăn nói có duyên và hấp dẫn như ngọc cố giữ thái độ hòa nhã đối với mộng lan một hôm như Ngọc nói với mẹ trong buổi cơm chiều. "Mẹ à, khi sáng nay con đi vô một tiệm sách ở đường Lê Lợi, con gặp một thiếu nữ hết sức đẹp, đẹp nhất là cái mũi và miệng. Đầu để con nhớ thử cô này có dễ giống ai kìa." "À, con nhớ ra rồi, thiếu nữ mà con gặp đó có cái mũi và cái miệng giống cô." Nói đến đây Như Ngọc lại phép nói. "Chết chưa, chút nữa con lỡ lời." Và đưa mắt nhìn Mộng Lan Như Ngọc nói cô cho phép tôi nói sự thật nhé mặc dù tôi biết nói sự thật ra đây cô sẽ phiền tôi mộng lan chỉ cúi đầu không đáp như ngọc đành nói lớn giống mũi và miệng cô mộng lan như đúc như hùng không bằng lòng nhìn bà phủ bà phủ nói để cố lắp cái không khí khó thở lúc bấy giờ người đàn bà dù đẹp đến đâu mà cái mũi và cái miệng không đẹp cũng không đẹp về tướng cái mũi và cái miệng của người đàn bà theo tướng số nó chỉ về cung chồng con cái mũi cái miệng đẹp tức là người có ít phu dưỡng tử nghĩa là làm nên chồng nên con mẹ của con xem tướng hay nhỉ thế sao mẹ không lựa cho con một người vợ ít phu dưỡng tử để con làm nên chút ít với người ta bà phủ lườm con tôi đâu có quyền lựa vợ cho cậu còn thu thủy không phải đẹp là gì mũi nó miệng nó xinh đẹp biết bao thế mà cậu vẫn bỏ rơi người ta tôi biết làm sao bây giờ như ngọc vẫn cười Mẹ bảo tướng thu thủy cũng ít phu dưỡng tử à. Thế sao nó không làm nên chồng, sống với nó còn dẫn lan bang không ra sao cả. Lan bang là tại cậu, nó đã lo cho cậu qua pháp học. Cậu không học, cậu lại đi nhĩ đầm cho mòn cả dài để mang cái gói trí thức bằng giấy nhược trình về, bảo sao nó không chán. Rồi bà Phủ bực mình kể tiếp. Còn con mẹ thằng Minh cũng là đứa đáng yêu đấy chứ. Thế mà cậu nhẫn tâm làm sao? Mà thôi, cậu đừng có trách ai làm gì cứ tự trách cậu là hơn như ngọc nói vì con đã tự trách con nhiều nên ngày nay con mới về đây để ăn năn hối cãi và gầy dừng lại cuộc đời để con xứng đáng làm người anh của chú hùng chú giáo sư đạo mạo để xứng đáng làm cha thằng minh đứa con ngoan ngoãn dễ yêu nói xong câu ấy như ngọc đưa tay vuốt má mình mình không khỏi kinh ngạc vì từ lúc minh hiểu biết đến giờ lần này là lần đầu tiên cha nó có cử chỉ âu yếm với nó nó cảm động hết sức đưa mắt nhìn mộng lan nhìn mãi đợi cho mộng lan nhìn lại nhưng có lẽ mộng lan cũng như nó đang suy nghĩ về những lời nói của như ngọc một con người chỉ biết chạy theo các cuộc vui vật chất mộng lan hết sức cảm động nhưng một luồng điện khác không kém phần mãnh liệt cũng đã phóng đến mặt nàng ấy là đôi mắt lặng lẽ của như hùng bà phủ ngồi nhìn cảnh yên lặng ấy trong lòng bỗng nảy ra vài tia hy vọng Bà Phủ nghĩ là Như Ngọc muốn tu tỉnh để gò cho được Mộng Lan. Bà giấy thầm trời đất khiến sao cho Như Ngọc sửa đổi tính nết, khiến sao Mộng Lan vì yêu thằng Minh mà yêu quay Như Ngọc, để cứu vớt cuộc đời trụy lạc của Như Ngọc. Bà hiểu sự mâu nhiệm của ái tình, ái tình có thể sửa đổi người xấu quá tốt. Nhưng mặc dù bà yêu Như Ngọc, bà cũng không sao quên rằng tính tình Như Ngọc hay thay đổi, yêu đó để rồi quên đó. Bà sợ nếu Mộng Lan yêu Như Ngọc rồi có sự phụ phàng của con bà thì con gì là đời mộng lan bà phủ yêu mộng lan vì thấy mộng lan là một thiếu nữ có tài đức có người đàn bà nào có lòng nhân đạo mà không muốn tránh cho người mình yêu cái cảnh phụ phàng đau đớn bà phủ đang ngồi suy nghĩ bỗng minh làm bà giật mình nội ơi sao nội có vẻ không vui vậy nội bà phủ lắc đầu nói nội có buồn gì đâu trái lại nội thấy cảnh gia đình sum hợp hòa thuận nội vui đó chứ chữ sum hợp của bà phủ làm như ngọc sung sướng vì chàng hiểu mẹ muốn nói gì rồi như ngọc thông minh lắm đoán được cả ý nghĩ của mẹ và muốn cho mẹ yên lòng như ngọc nói lần này con mà lập gia đình thì gia đình ấy sẽ vĩnh viễn và vợ con sẽ sống bên cạnh mẹ hầu hạ mẹ hay là làm bạn với mẹ quay lại như hùng như ngọc tiếp nếu chú Hùng cho phép chúng tôi ở chung một nhà với chú. À, còn chú, bao giờ mới chịu cưới vợ, để cho mẹ có cô dâu hiền, xứng đáng với người con hiền như chú. Như Hùng hình như bị cái vui của Như Ngọc truyền sang nên vui vẻ nói. Em còn mong gì hơn là được thấy anh trở lại gia đình, để mẹ vui vẻ trong ngày già, để em có hạnh phúc có một người anh, và cháu Minh hạnh diện có một người cha như mọi trẻ khác ở trên đời. Còn em, bao giờ lòng em thấy yêu, yêu tha thiết, em sẽ cưới vợ. Từ khi Mộng Lan đến nhà bà Phủ, lần này là lần thứ nhất Mộng Lan nghe Như Hùng phát biểu ý kiến của mình. Vì thế Mộng Lan không khỏi lấy làm lạ là giọng nói của Như Hùng ống cúng trong trẻo như giọng nói của bà Phủ nhưng lại có vẻ cương quyết. Bà Phủ nghe Như Hùng nói thế liền nói Mẹ lại trời Phật phù hộ thế nào cho cái ngày con yêu tha thiết đó? Nó đến mau mau để mẹ được cái diễm phúc có người con giàu xứng đáng như hùng cười. Rủi như con yêu tha thiết một người đàn bà không xứng đáng thì mẹ có bằng lòng không? Bà Phủ với lòng quảng đại trả lời. Con nói đùa, chứ con yêu ai, cái người con yêu phải là một người đủ tài, đủ đức. Như Ngọc cũng nói. Chú Hùng muốn đùa cho vui, hay là chú muốn ngạo con đấy thôi, chứ đời nào mà chú Hùng đi yêu một người không xứng đáng. Chỉ có cái thằng bạc mạng như Ngọc này mới dám làm những chuyện như thế thôi nhưng nói là nói với thằng như ngọc của dĩ dãn, chứ còn thằng như ngọc ngày hôm nay thì lại khác nó nhất định yêu một người đẹp nết na và hiền từ để giúp nó gầy dựng lại cuộc đời như hùng dội đính chính em không có ý ngạo anh đâu anh ngọc ạ à. nếu câu nói của em có động lòng tự ái của anh anh tha lỗi cho em như ngọc nói anh cũng đùa đấy chứ anh có bao giờ trách em điều gì người như em ai mà trách móc được bà phủ vui khi thấy hai anh em như hùng và như ngọc có vẻ yêu mến nhau nãy giờ mình nói chuyện gì đâu á để cô mộng lan ngồi nghe chắc cô bực mình lắm chứ gì mộng lan vội vàng nói con đâu dám được bà phủ mở đầu cho mộng lan nói như ngọc liền chụp lấy cơ hội cô mộng lan có tin là như hùng có thể yêu một cô gái không xứng đáng không thật khó trả lời nhưng mộng lan cũng là người lanh trí liền nói dạ việc ấy chỉ có ông như hùng là trả lời được mà thôi như hùng cười cô mộng lan thật là người khôn ngoan mộng lan đỏ mặt bà phủ mắng đùa như hùng ai lại khen một thiếu nữ ngay trước mặt họ bao giờ như hùng đáp khen một thiếu nữ về tánh tình có gì đáng trách như khi nãy anh con khen và sắc đẹp cái ấy mới đáng phiền nhưng có điều chúng ta đã xem cô mộng lan như người trong nhà thì cô mộng lan chắc không nỡ nào trách móc chúng ta như hùng nói xong câu ấy ngó ngay vào mặt mộng lan mộng lan nói dân cũng chẳng có gì đáng gọi là phiền cả, có điều giữ được không khí hòa nhã nghiêm chỉnh thì vẫn hơn. Như Ngọc lại hỏi, cô chưa đáp xong câu hỏi của tôi lúc nãy, tôi hỏi cô có thể tin là chú Hùng của tôi yêu một thiếu nữ hay một người đàn bà không xứng đáng không? Mộng Lan ngó nghe vào mặt Như Ngọc, hình như tôi trả lời rồi chứ, có lẽ ông không hài lòng về câu trả lời ấy chứ gì, thế thì tôi xin trả lời lại, lần này thì chắc ông sẽ hài lòng. Tôi tin chắc ông Hùng không bao giờ yêu một người không xứng đáng. Mà dù ông Hùng có yêu một người không xứng đáng đi nữa thì tình yêu tha thiết của ông Hùng sẽ làm cho người đàn bà hay thiếu nữ không xứng đáng ấy quá thành một người hoàn toàn đức hạnh. Như Hùng đang ngồi bỗng đứng thẳng dậy như có điện giật làm bà phủ nhìn như Hùng chăm bẩm nhưng như Hùng lại ngồi xuống ghế và reo lên một cách sung sướng. Hay, hay quá! Thật anh Ngọc đã phải chịu thua cô Mộng Lan về tài ăn nói rồi. Nhưng như Ngọc không phải là tay dừa nghe mộng lan trả lời như thế như ngọc biết ngay mộng lan đối với như hùng có rất nhiều thiện cảm và tuy không nói ra mộng lan vẫn thầm mến tánh tình của như hùng em chàng như ngọc liền nói nếu ở đời có thứ tình cao thượng ở lòng mọi người đàn ông như chú hùng thì chắc cũng sẽ có được một thứ tình cao thượng ở lòng một thiếu nữ nào đó để sửa chữa như ngọc này trở thành một người chồng tốt khi nói câu ấy như ngọc ngó ngay vào mặt mộng lan mộng lan vẫn ung dung đáp chuyện tình hơi đâu mà bàn nó là một cái nhà có cả trăm ngàn cửa vào, chứ không phải chỉ là một ngã ba đường mà thôi. Không ai làm sao mà lựa được cái cửa nào như cái cửa nấy. Có nhiều khi lọt vào một cửa rồi, muốn ra không phải là chuyện dễ dàng mà phải bầm dập rất nhiều. Dí dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Bậu ra cho khỏi tay qua, cái thân bậu nát, cái da bậu mòn. Như hùng nhìn mỏng lan châm bẩm, không thể tin câu nói này từ cửa miệng của một thiếu nữ chưa biết ái tình là gì. Nhưng Mộng Lan đã nói tiếp: "Dơ, ai kia chứ với ông Như Ngọc thì tình trường ông còn lại gì nữa?" Như Ngọc nói: "Cô Mộng Lan sao quá lịch lãm, tôi không ngờ cô nói về tình ái một cách rõ ràng, cái ví dụ của cô thật đúng hết sức." Bà phủ cũng nói: "Cô Mộng Lan nói đúng lắm, nhưng cô đứng về mặt đàn bà nhiều hơn." phải một người đàn bà đã bước vào một cái cửa của căn nhà có trăm ngàn cái cửa ấy rồi nếu ta không vừa lòng mà muốn ra cũng không phải là chuyện dễ như hùng nói sao mẹ lại đồng ý với cô mộng lan về cái nhà có nhiều cửa như thế bà phủ cười cô mộng lan có nhiều ý kiến hay và vui lắm bà phủ nói đến đây bữa cơm cũng đã xong ai nấy đều đứng dậy như ngọc còn nói để hôm khác sẽ tranh luận với cô mộng lan về câu chuyện bỏ dở ngày hôm nay chú Hùng ráng bên giật cho tôi, chứ mẹ thì bao giờ cũng đứng về phía cô Mộng Lan rồi. Chúng ta không hy vọng gì mẹ bên chúng ta đâu. Như Hùng Như Hùng về phòng không khỏi suy nghĩ về những lời Mộng Lan vừa nói trong bữa cơm và lấy làm lạ tại sao Mộng Lan là một thiếu nữ trong trắng lại hiểu rõ tình trường như thế. Như Hùng nghi Mộng Lan đã có lần yêu tha thiết và đã bị người yêu phụ phàng nên mới thốt ra cái giọng chán ngán như vậy? Hay là Mộng Lan đã qua một đời chồng không ra gì? Như Hùng cứ suy nghĩ mãi, sau cùng lại tự nói. Thật, ta lẫn thẩn quá. Hay là ta đã yêu? Có lẽ nào? Từ ngày Mộng Lan đến dạy Minh, Hùng thấy cuộc sống gia đình mình có thêm một cái gì tươi đẹp. Tuy trong bữa cơm, như Hùng không nói chuyện, không nhìn Mộng Lan, nhưng những hôm cuối tuần Mộng Lan về thăm nhà, như Hùng thấy thiếu một cái gì tốt đẹp. Sự có mặt của Mộng Lan ở các bữa cơm đã thành một thói quen đối với Như Hùng. Thế rồi, ngày một, ngày hai, Như Hùng cứ nghe bà Phủ khen mãi Mộng Lan. Như Hùng cũng phải nhìn nhận Mộng Lan quả có nhiều đức tính tốt. Lại thêm thằng Minh nữa, ngày nào nó cũng nói với Như Hùng rằng Mộng Lan hiền lành, dạy giỏi, dễ giỏi mà đàn cũng giỏi. Cô Mộng Lan ngâm thơ hay lắm, tiếng cô Mộng Lan như tiếng đàn. Hỡi thiếu nữ tâm hồn còn trong sạch và tim chưa in rõ nét yêu đương. Đừng say sưa tiếng hát quá du dương. Đừng đấm đuối đọc dòng thơ lãng mạn. Như Hùng lại nghe bọn tôi tới trong nhà trầm trồ dây Mộng Lan. Cô Mộng Lan tử tế quá. Ăn nói với chúng ta bao giờ cũng lễ độ. Trái hẳn với cô trà qua. Thấy bà phủ quý mến lên mặt coi bọn chúng ta như là rác. Cô Mộng Lan chỉ bận toàn đồ trắng. Áo quần bận trong nhà thì dùng toàn đồ giải, áo của cô đều có theo cả, tỏ ra con người cẩn thận, biết tôn trọng mình. Như Hùng cố đè nén lòng mình, không dám để lộ ra ngoài cho một người thứ hai nào biết. Giả lại Như Hùng cần phải dè dặt nhiều, cô trà qua chẳng cho Như Hùng một bài học là gì. Cô trà qua, nguyên là một cô gái mồ côi, đầm lai, ở trường bà Phước ra. Cô biết bà phủ giàu, chỉ có Như Hùng là người con bà yêu quý nhất. Như Hùng lại chưa có vợ, cô trà qua liền tìm cách xin cho được vào dạy ở nhà bà phủ cô cố đem cái sắc đẹp lả lơi quyến rũ như hùng ban đầu cô làm ra một cô gái nết na cố làm cho bà phủ quý mến như hùng kính nể và minh yêu thương khi đã được bà phủ quý mến coi như con gái cô liền kiếm đủ cách quyến rũ hùng nhưng hùng vẫn một mực không để ý đến sắc đẹp của cô ta cô mặc lố lăng không kín đáo buổi sáng nào cô cũng ra tập thể dục dưới cây nhãn bên cửa sổ của như hùng đưa cặp đùi trắng nuột xinh đẹp cho mọi người thấy. Nhưng vô ích, cánh cửa sổ phòng như hùng trước kia thường mở ra để đón khí trời, thì nay đã đóng im liềm. Trong các bữa cơm, cô trà qua cứ kiếm đủ chuyện để hỏi Như Hùng, như nhờ giải nghĩa vài tiếng khó mà cô đã đọc thấy trong sách chẳng hạn. Như Hùng cứ đáp gọn lẫn. Tôi quên rồi, cô hãy chịu khó tìm ở từ điển. Cô trà qua ban đầu cứ nhắm vào gia tài của bà Phủ, vào địa vị của Như Hùng, nhưng sao thì cô yêu Như Hùng thật sự. Cô mê Như Hùng ra mặt và khi cô thấy Như Hùng không yêu cô, cô bỏ nhà bà phủ ra đi, ôm một mối hận lòng. Như Hùng sợ Mộng Lan cũng có những sự tính toán như trà qua, nhưng khi Như Hùng hiểu Mộng Lan là một cô gái đáng kính, thì Như Hùng lại có sự lo ngại khác. Như Hùng tự hỏi, không biết cô Mộng Lan có yêu được ta không? Và Như Hùng không khỏi đưa mắt nhìn về phía nam, nơi ấy như hùng có chua một sự bí mật mà chính bà phủ mẹ chàng cũng không sao hiểu được như hùng buồn rầu nghĩ lại dĩ dãn đau khổ của mình như hùng lúc còn học ở ban tú tài có yêu một cô bạn học cùng lớp cô phi anh phi anh là con ông tuấn một vị giáo sư dạy hán văn và diệt ngữ thầy của như hùng ông tuấn là một giáo sư hết sức nghiêm khắc sống theo khuôn khổ của các nhà nho thời trước học sinh sợ ông lắm ngay trong gia đình ông bà Tuấn và các con kính nể ông như một vị chúa tể. Một lời nói của ông là một mệnh lệnh, giờ và các con ông không ai dám trái ý ông bao giờ. Phi Anh là con cả trong gia đình, chị của sáu đứa em, hai trai và bốn gái. Phi Anh không đẹp, nhưng có một dáng người uyển chuyển và rất có duyên. Cô là học giỏi. Cô và Hùng luôn tranh nhau giải nhất nhì trong lớp. Hễ cô đứng nhất là Hùng đứng nhì, mà cô đứng nhì là Hùng đứng nhất vì thế bọn học sinh thường gọi đùa là cặp anh hùng của bang tú tài chính các vị giáo sư mỗi khi hỏi một câu gì mà cả lớp không trả lời được liền hỏi anh hùng đâu hãy đáp thử xem nào thế rồi mến nhau gì tài cặp anh hùng ấy đã yêu nhau gì nết? kỳ nghỉ hè năm thứ hai như hùng đi nghỉ mát ở cấp ra đấy một tuần bỗng một hôm như hùng gặp phi anh cũng ra đấy với bà tuấn và hai em trai giữa cánh trời nước bao la hai người lại gặp nhau, nhưng Phi Anh đi đâu đều có hai em theo, nên Như Hùng trong những lúc gặp Phi Anh chỉ nói toàn những chuyện không đâu. Cảnh thiên nhiên của tạo quá đã khéo làm cho lòng người êm dịu và khao khát một thứ tình tốt đẹp cao cả. Như Hùng đã đem nỗi lòng mình thổ lộ với Phi Anh, một hôm hai người cùng ngồi trên bãi cát trắng phao, nhìn sóng biển đang dạt dào dỗ vào bờ. Phi Anh cũng cho Như Hùng biết nàng cũng yêu Như Hùng từ lúc gặp nhau ở bàn túi tài. Như Hùng nói với Phi Anh. Anh sẽ về thưa với mẹ anh đến xin cưới em làm vợ. Mối tình của chúng ta sẽ được hai bên cha mẹ ưng thuận. Chúng ta không gặp trở ngại gì đâu. Các ngày kế tiếp đó, đôi bạn ấy đã sống những phút thần tiên. Họ say toàn mộng đẹp. Còn lại gì tuổi trẻ nông nổi và táo bạo, họ tin chắc ngày mai họ không bao giờ nghĩ đến sự bất ngờ. Một đêm, ngồi ngắm trăng lên trên bãi biển, như Hùng bỗng thấy Phi Anh từ trong biệt thự Mỹ Dung đi ra với hai em. Nhưng khi đi đến gần chỗ Hùng ngồi, hai đứa bé bỗng reo mừng. Kìa, đã có anh Hùng kia, chị không còn bảo là sợ người ta nữa. Chị cho hai em chạy về đổ nốt bàn cái ngựa với tụi thằng Khánh, thằng Lâm nhé. Phi Anh do dự chưa nhận lời, thì hai đứa em đã níu áo Phi Anh năn nỉ. Chị, nhận lời đi. Rồi chúng chạy lại lay Hùng chút nữa anh đưa chị phi anh về nhà nhé mẹ em hôm nay đánh bài bên nhà ông bà bác sĩ tiến rồi nói xong chúng cắm cổ chạy một mạch về nhà như hùng thấy ngực mình đập mạnh chàng không dám tiến lên một bước còn phi anh thì không ngờ có cái cảnh ấy phi anh ngượng nghịu và lo ngại than ôi nào ngờ cái đêm hôm ấy đã gây cho phi anh một tấm thảm kịch đã giết chết nàng mỏi mòn và để lại cho như hùng một sự ăn năn không đời nào xóa bỏ được đôi bạn trẻ đứng lặng một hồi bỗng phi anh trấn tĩnh được sự cảm động anh hùng ơi đêm nay trăng lên đẹp quá hùng như bừng tỉnh mộng ừ trăng lên đẹp quá hai người ngồi gần nhau cả giờ lặng nghe quả tim họ đập một nhịp yêu đương tha thiết ánh trăng soi vào mặt phi anh làm nàng đẹp vô cùng và có lẽ ái tình đã khoác vào người phi anh cái áo màu nhiệm làm như hùng thấy nàng đẹp sáng lặng như một nàng tiên như Hùng ngồi nhìn Phi Anh không hề chớp mắt, gió đã lên, trăng mỗi lúc mỗi sáng, các đợt sóng thi nhau đập vào bờ, tan dở trắng xóa và tung vào hai người những hạt mưa bụi. Trước cảnh thiên nhiên, hai bạn trẻ đã không giữ được mình. Sau cái đêm ngất ngay ấy, Như Hùng vội giả chuộc tội bằng cách về thư mẹ đi đến nhà ông Tuấn hỏi Phi Anh cho chàng. Bà Phủ thấy con mình yêu Phi Anh cũng vui lòng nên liền đến thăm nhà ông bà giáo sư Tuấn và tỏ ý muốn hỏi phi anh cho Như Hùng. Ông Tuấn nói, Trong đám học trò của tôi, tôi thương quý nhất là thằng Hùng, nhưng tôi rất tiếc không thể nhận lời bà được, vì khi phi anh mới lên 2 tuổi, trong lúc vui miệng tôi đã nhận lời gả nó cho con một người bạn mới lên 5 tuổi. Tôi có thể không giữ lời hứa nếu bạn tôi vẫn còn giàu có như cũ, nhưng bạn tôi giờ đây nghèo nàn mà vẫn cố cho thằng con đeo đuổi việc học, cũng vì vẫn muốn cưới con phi anh cho con họ. Bạn tôi, tuy chưa dám nhắc lời hứa cũ, nhưng bổn phận tôi phải giữ lời hứa, nếu không tôi sẽ quá ra con người, trọng tài, khinh nghĩa hay sao? Bà Phủ đem lời nói của ông Tuấn về nói lại với Hùng, Hùng chết điếng trong lòng, không còn biết nói sao. Thế rồi một hôm, Phi Anh cho như Hùng hay, là nàng đã có thai, và cha nàng định gả nàng cho con của một người bạn, người chồng sắp cưới của Phi Anh, không ai khác hơn là Tiếp, bạn học đồng lớp của chàng. Phi Anh nói, em mà không nghe theo lời cha em thì cha mẹ em sẽ từ nhưng nghe theo lời cha em thế nào được em bây giờ đã có thai em làm nhục gia phong nhà em biết bao nhiêu trời ơi em phải chết như hùng bèn nói hãy để anh tìm đến nhà tiếp nói rõ mọi chuyện cho tiếp nghe để tiếp từ hôm thì mọi việc mới yên ổn em ạ à. phi anh sợ hãi việc này mà đến tai cha em thì còn gì là đời em như hùng cương quyết nói dù sao cũng phải tính đến nước đó. Nhưng Phi Anh nhất định không cho Như Hùng gặp tiếp nói về chuyện lỡ lầm của hai người, Như Hùng đành bó tay. Phi Anh bèn khóc lóc thưa thật sự tình đầu đuôi cho bà Tuấn nghe. Nghe con vừa khóc vừa kể, bà Tuấn bỗng khóc rống lên như đang thấy trước mắt cái chết của Phi Anh. Bà khóc một lúc rồi nói. Theo cái kế của thằng Hùng cũng hay, nhưng con sợ cũng phải. Thằng Tiếp có thể kể mọi việc không tốt về con cho cha nó nghe, và thế nào rồi cha con cũng hay cha con mà hay rằng con hư hỏng thì cha con sẽ giết con theo mẹ thì có gì là khó thằng hùng yêu con bằng lòng cưới con thì dễ nhưng nghiệt nổi là cha con con người quá cố chấp cứ giữ lời hứa đâu đâu mà phải bên kia họ nhắc hay sao chính cha con đi nhắc họ vì lẽ ấy mẹ sợ nếu thằng hùng nói rõ đầu đuôi cho thằng tiếp thì không khéo bên kia họ nghĩ là con hư nên cha con ép gã cho họ hai mẹ con lại khóc như Hùng sợ rủi có việc gì xảy ra không tốt cho Phi Anh, nên đánh bạo tìm tiếp và kể hết cho tiếp nghe là Phi Anh và Hùng đã yêu nhau, giờ giờ đây Phi Anh nhất định không chịu lấy tiếp. Ở kẻ khác, có lẽ lời nói của Hùng sẽ làm họ chán nản thất vọng, nhưng tiếp vẫn dững dưng. Phi Anh không yêu tôi, nhất định không lấy tôi, nhưng thử hỏi Phi Anh có dám cưỡng lời cha không? Như Hùng chán nản tự nói với một người không cần ái tình chỉ muốn cưới phi anh để được tiếng làm chồng một thiếu nữ học giỏi nhất lớp để hãnh diện với anh em là đã cướp được phi anh đắc thắng với như hùng thì ta còn biết nói gì bây giờ thấy như hùng ngồi khựng tiếp lại cười đắc chí phi anh không yêu tôi nhưng rồi đây tôi sẽ có cách làm cho nàng phải yêu tôi cái cách của tôi quân tử lắm cô phi anh đã có thai với anh rồi chứ gì như hùng không khỏi kinh ngạc sao tiếp biết được thì tiếp đã nói không sao đâu, tôi sẽ kính nhẹm về dĩ dãn làm lỡ của Phi Anh. Từng ấy cũng đủ Phi Anh phục tôi và yêu tôi. Tôi không phải là thằng dại mà đi yêu một đóa hoa đã mất nhụy. Tôi cũng không phải là một người đa tình có lòng quân tử nói rằng ra đường gặp đóa hoa rơi, hai tay nâng lấy, cũ người mới ta. Tôi sẽ dĩ làm được việc này chỉ cố tranh với anh xem thử anh. Một người học trò học giỏi nhất lớp, ai sẽ tranh được Phi Anh để trả thù ngày thường anh và Phi Anh khinh rẻ tôi. Hai nữa, tôi khâm phục thầy Tuấn có lòng quân tử giữ lời hứa danh dự với cha tôi. Tôi hiểu nếu cha con tôi giàu có hay còn ở địa vị bộ trưởng chẳng hạn, thầy Tuấn có thể không giữ lời hứa. Nhưng cha tôi là một kẻ thất bại trên đường đời, ngày hôm nay chỉ còn hai bàn tay không. Chính tôi, ngày đi học, đêm lại phải đi làm mướn lấy tiền nuôi cha tôi. Vì thế mà thầy chúng ta giữ lời hứa, mặc dù cha tôi không bao giờ dám nhắc cái lời hứa của 18 năm qua. Tôi phải trả ơn của thầy, chúng ta đã yêu tôi, đã làm cho cha tôi thấy rằng đời đen bạc nhưng vẫn còn có người giữ gìn chữ tín. Tôi trả ơn bằng cách chịu đựng lỗi lầm của phi anh không một lời oán giận. Ba nữa là tôi không nỡ trái ý cha tôi hay đem sự thật nói với cha tôi. Cha tôi là người đau khổ nhiều rồi, thêm một sự buồn rầu cho cha tôi chỉ thêm khổ người chứ ít gì. Cha tôi không còn sống bao lâu nữa, tránh cho người được phần nào hay phần nấy cứ để cho người tự an ủi rằng mình còn có một người bạn tốt một đứa con ra hồn và một con dâu đức hạnh để người vui sống những ngày tàn của tuổi bóng xế trời chiều cô phi anh có thể nào dám làm trái ý thầy ta cô phi anh có đủ can đảm làm mất danh giá nhân cách của người cha yêu quý bằng cách không nhân lời cha hay không còn anh anh có đủ can đảm phá cuộc hôn nhân của tôi với phi anh không như hùng không còn biết nói gì hơn nữa đứng dậy ra về thấy xung quanh mình cả một sự sụp đổ lông trời lỡ đất thế rồi đám cưới giữa phi anh và tiếp làm cho tất cả anh chị em bạn học của như hùng và phi anh không khỏi ngạc nhiên như hùng không muốn gặp mặt phi anh nữa chàng cố quên người mà chàng đã yêu tha thiết bảy tháng sau ngày đám cưới của phi anh như hùng cũng như mọi người đau đớn hay tin phi anh đã chết hôm đám ma phi anh như hùng có đến chia buồn cùng tiếp và đưa Phi Anh đến nơi an nghỉ nghìn thu Tiếp và Như Hùng đã nhìn nhau đau xót Hai hôm sau Như Hùng đang ngồi ôm đầu khóc nức nở thì đứa ở đem đến cho chàng một bức thư chàng vội vàng xé ra đọc chỉ có mấy dòng chữ này Kính gửi ông Như Hùng Cô Phi Anh trước khi chết có trối với tôi một việc rất quan trọng Vì ngày mai đúng 10 giờ xin mời ông đến số nhà 18 đường Duy Tân để tôi được hầu chuyện cùng ông Nguyễn Ngọc Diệp Suốt đêm hôm ấy như Hùng không sao chợp mắt được và chàng trong đợi từng giây từng phút đến giờ hẹn trong thư. Sáng hôm sau đúng giờ như Hùng tìm đến đường Duy Tân, hóa ra đó là một nhà bảo sanh. Thấy như Hùng còn chưa dám vào, tưởng mình đi lộn nhà, một cô gái bận áo blue trắng hình như đã đợi sẵn chạy ra lễ phép chào. Chắc ông đã nhận được bức thư của tôi. Như Hùng gật đầu thì cô kia nói tiếp. Tôi là Ngọc Diệp, chủ nhà bảo sanh này và là bạn thân của chị Phi Anh. Xin mời ông vào phòng tôi, tôi sẽ nói chuyện. Như Hùng riêu riếu bước theo Ngọc Diệp vào căn phòng riêng của nàng. Ngọc Diệp giới tay lấy tấm bảng có mấy dòng chữ cấm vào treo ở ngoài cửa và khép cửa lại. Ngọc Diệp mời Như Hùng ngồi vào một chiếc ghế và nói Chị Phi Anh gửi lại cái gói và bức thư này cho anh. Anh cứ đọc bức thư, tất hiểu rõ cả mọi việc. Như Hùng xé bao thư, hai tay run run dở một bức thư dài đến ba trang giấy anh như hùng yêu quý đáng lẽ em phải chết trong cái ngày em không được phép yêu anh và phải bước chân về nhà tiếp nhưng cả một vấn đề danh dự dù em cũng không hiểu đấy có phải là danh dự không buộc em phải sống sống để thấy cha em vui vẻ đã giữ tròn lời hứa cái lời hứa than ôi ác nghiệt nó đã chôn đời em giết hạnh phúc của anh và đứa bé vô tội trong bụng em sống để khỏi mang tiếng là giết con của chúng ta cái đêm đầu ở nhà anh tiếp anh biết ra sao không chắc là anh không bao giờ ngờ được đâu sau khi khách khứa về hết anh tiếp bước vào phòng thấy em buồn anh cố làm ra vẻ tự nhiên nói cô phi anh đây chỉ là một đám cưới thể diện em kinh ngạc nhìn thì anh tiếp nói tôi dâng lời cha tôi cưới cô và tại sao tôi cưới cô điều ấy tôi đã nói rõ với anh hùng rồi trước kia vì cố ý ghẹo anh hùng Tôi bảo danh hùng, lẽ thứ nhất, tôi muốn cưới cô để cho anh hùng thấy là tôi đắc thắng, sự thật không phải vậy đâu cô Fiana. Tôi cưới cô vì tôi yêu thầy chúng ta và yêu cha tôi. Dân, cái đám cưới này chỉ là một đám cưới thể diện. Ở thầy, thầy khỏi mất mặt với mọi người, nhất là với đám học sinh. Ở cha tôi, cha tôi sẽ được hài lòng trong cõi đời ô trọc này còn có một người bạn chân thành ở cô cô khỏi mang tiếng là một con gái hư hỏng nói hư hỏng thì cũng tội cho cô giá thầy đừng giữ lời hứa thì anh hùng sẽ cưới cô cô đâu có gì gọi là mang tai mang tiếng ở tôi tôi giữ được nhân cách làm người em chỉ ngồi khóc thì anh ta nói tiếp cô cứ yên lòng tôi đã nghĩ kỹ rồi tôi với cô là bạn học mà tôi và anh hùng cũng là bạn học dù sao chúng ta cũng có bổn phận nhớ ơn thầy cũng có tình bạn đáng quý trong bao nhiêu năm học tập gần gũi nhau tôi xin thề là không bao giờ phạm đến người cô nhưng bề ngoài chúng ta phải là vợ chồng với nhau để che mắt thế gian mới được cô đã có thai đứa bé ấy là con anh hùng sau này cô sanh nó sẽ là con tôi tôi sẽ nuôi nó có điều cô đừng buồn nhà tôi nghèo chắc nó sẽ không được sung sướng bằng ở với anh hùng giàu có hơn tôi thôi cô cứ đi ngủ tôi trở về phòng tôi. Em cảm động quá chỉ thốt được mấy tiếng. Cảm ơn anh. Tiếp nhẹ nhẹ đi ra, khép cánh cửa phòng lại. Tiếp đã giữ lời hứa. Tiếp càng quân tử bao nhiêu em càng khổ tâm bấy nhiêu. Và anh Hùng ơi, làm sao em quên được anh? Vì thế mà em ngày một khao mòn, em không giữ được bề ngoài vui vẻ để làm yên lòng cha mẹ và ông thân sanh Tiếp. Thấy em tiều tụy, đau khổ, Tiếp rầu rĩ hỏi em cô có muốn gặp anh hùng không? Tôi đã không dám phạm người cô, thì cô có quyền muốn gặp anh hùng lúc nào mà không được. Tiếp đã giết em vì câu nói đó. than ôi, em là con người thế nào để Tiếp phải nói như thế? Đành rằng em yêu anh, xác thịt cũng như linh hồn em đã gửi cả cho anh rồi, nhưng giờ đây trên danh nghĩa em vẫn là vợ của Tiếp kia mà. Khi về với Tiếp em đã có thai được 3 tháng, vì thế sau ngày cưới 6 tháng bụng em đã lớn lắm, và người em nặng nề như sắp muốn sanh em bèn nhờ đến chị ngọc diệp thăm bụng và kể hết sự thật cho chị ngọc diệp nghe ngọc diệp khuyên em về nhà thưa giới cha chồng em là cái thai muốn hư cần phải nằm lại nhà bảo sanh một thời gian em đâu ngờ chị ngọc diệp là một người khôn ngoan đáo để đã lập được kế cứu đứa bé ra khỏi tay anh tiếp khi em trở lại nhà bảo sanh ngọc diệp liền nói Chị Phi Anh ơi, chị hãy nghe lời tôi, lời một người bạn thành thật yêu chị. Đứa bé trong bụng chị là con anh Hùng, nó phải lấy tên anh Hùng và có quyền hưởng gia tài sự nghiệp của anh Hùng. Tôi có cách giải quyết ổn thỏa mà không mang tai tiếng gì cho chị cả. Khám bụng cho chị, tôi biết chị chỉ còn vài hôm nữa thì đẻ. Khi đẻ đứa bé, tôi sẽ làm giấy khai sanh nó là con anh Hùng và của một người đàn bà khác. Đối với tiếp Tôi chỉ bảo chị sanh non tháng, đứa bé không sống được, thế là không ai biết gì nữa cả. Em lo ngại hỏi, nếu anh tiếp hỏi xác đứa bé ở đâu để anh chôn thì chị lấy đâu mà chỉ? Ngọc Diệp cười nói, ôi, cái việc dễ như bỡ ấy mà, chị lo được. Thế rồi em để một đứa con trai, chị Ngọc Diệp đã lấy khai sanh cho nó tên là Phan Hùng Anh, lãnh nuôi giùm nó đến ngày khôn lớn sẽ giao trả cho anh. Tiếp đã biết đứa con trong bụng em là con của anh, tiếp có cần gì tra gạn vì thế khi chị ngọc diệp chỉ cho tiếp một cái thùng gỗ nhỏ có bỏ cái nhau vào và đóng kín lại bảo là xác đứa bé tiếp đã lặng lẽ mang đi chôn nhưng hình như anh hùng ơi trước kia em sợ dĩ phải sống chỉ là đợi đến ngày sanh đẻ giờ đây em không còn muốn sống nữa mà anh thử nghĩ em còn sống để làm gì sống để dối cha dối bạn sống để chết lần mòn vì xa anh thì có ích gì cho em đâu em phải chết để chuộc bao tội lỗi do em gây ra em không bao giờ dám phiền trách anh em chỉ tự thương em bạc phước không được sống yên ổn bên anh cho cha em và cho gia đình anh tiếp kiếp này không được gần anh em nguyện kiếp khác sẽ cùng anh chấp lại đoạn tơ duyên cũ người yêu bạc mệnh của anh phi anh đọc xong bức thư như hùng ngã lăn xuống đất ngọc diệp quản hốt lấy ê tê cho hùng hít và chích cho hùng một mũi thuốc khỏe khi tỉnh dậy hùng đã thấy ngọc diệp bồng một đứa bé rất kháo khỉnh đặt vào lòng chàng như hùng nhìn đứa bé hai hàng nước mắt chảy dài chàng siết chặt đứa bé vào lòng và đặt vào trán nó một cái hôn ngọc diệp nói chị phi anh nằm ở đây nửa tháng rồi về nhà ông bà giáo sư tuấn trước khi về chị có trao cho tôi thư này và dặn đúng năm hôm nữa hãy viết thư cho anh mời anh đến nói chuyện tôi đâu có ngờ chị chết chị đã lén uống nhiều viên thuốc ngủ Chị có để lại cho tôi một cái thư nhờ tôi nuôi nấng đứa bé. Đối với mọi người, phi anh vì bệnh mà chết, chứ nào ai biết được bí mật đời chị. Còn anh tiếp, thì có lẽ anh ấy nghĩ phi anh chết vì hối hận, buồn rầu. Như Hùng, đặt đứa bé xuống nôi, chấp hai tay lại xá Ngọc Diệp. Chị đã cứu tôi đỡ một phần ân hận là tôi còn được hạnh phúc làm cha đứa bé. Trong câu nói này, Ngọc Diệp hiểu cả tấm lòng biết ơn của Hùng đối với nàng. Nàng cảm động nói, tôi sẽ nuôi nó đến ngày nó biết đi, biết nói, bao giờ anh có vợ, tôi sẽ giao trả cho vợ anh. Nhưng anh phải lựa một người vợ, hiểu anh nhiều, nếu không thằng Hùng Anh sẽ bị cảnh mẹ ghẻ con chồng thì tội nghiệp nó lắm. Khi Hùng Anh được 3 tuổi, Ngọc Diệp đi lấy chồng nên nhờ một bà dì ở Mỹ Tho nuôi. Hiện giờ Hùng Anh đã được 5 tuổi, mỗi tháng hai kỳ như hùng đi thăm con và những hôm ấy hùng cứ bảo là về nhà quê đổi gió hùng anh khôn ngoan đáo để những hôm được gần hùng nó đeo lấy cha không chịu rời một bước nhưng đến giờ hùng phải về sài gòn nó buồn rầu bỏ đi chơi chỗ khác không muốn thấy cảnh chia ly đau đớn giữa cha và nó như hùng chưa giải quyết xong vấn đề đem thằng hùng anh về là chàng còn đau khổ mãi mãi nhưng tại sao như hùng không chịu đem hùng anh về nhà Bà Phủ mẹ chàng rất yêu chàng, chàng có thể đem tất cả sự thật thưa với mẹ, như Hùng chưa muốn đem về dội vì muốn để câu chuyện nguội lạnh bớt và cũng muốn tránh tiếng cho ông Tuấn. Từ ngày gặp Mộng Lan như Hùng thấy lòng mình đã sống lại, chàng đã yêu Mộng Lan nhưng mối tình ấy còn thầm kín chưa có gì bộc lộ ra ngoài. Như Hùng hy vọng Mộng Lan sẽ là người mẹ hiền của Hùng Anh. Nghĩ đến đây, Như Hùng kéo cái ví ở túi áo ra, lấy ra một tấm ảnh một đứa bé và đưa lên môi hôn rồi chàng nghĩ đến mộng lan và nhớ lại những câu mộng lan nói trong bữa cơm trước mặt chàng và như ngọc chàng nhớ rõ câu mộng lan trả lời cho như ngọc khi như ngọc hỏi nàng cô có thể tin là chú hùng của tôi yêu một thứ nữ hay một người đàn bà không xứng đáng không câu trả lời của mộng lan rõ ràng có ý thầm khen tánh nết của hùng như hùng lặp lại câu ấy một cách sung sướng tôi tin chắc anh hùng không bao giờ yêu một người không xứng đáng mà dù ông Hùng có yêu một người không xứng đáng thật đi nữa, tình yêu tha thiết của ông Hùng sẽ làm cho người đàn bà hay thiếu nữ không xứng đáng ấy hóa thành một người hoàn toàn đức hạnh. Rõ ràng, Mộng Lan nói câu này có ý cho Như Hùng thấy là nàng kính nể Như Hùng và khinh khi Như Ngọc, như thế chắc chắn Mộng Lan có cảm tình chút ít với chàng. Như Hùng vốn bản tính e lệ rụt rè, chàng không biết làm sao dò ý Mộng Lan, chàng bức rứt trong lòng, Trước kia trong những giờ Mộng Lan đọc sách, đọc báo cho bà Phủ nghe, Như Hùng không bao giờ dự vào Nhưng từ ngày Như Hùng bắt đầu yêu Mộng Lan, Như Hùng không thể nào ngồi yên trong phòng mình được nữa. Như Hùng đến ngồi cạnh bà Phủ để nghe Mộng Lan đọc, và những lúc ấy, Như Hùng lặng lẽ nghe tim mình đập đều đều một nhịp hạnh phúc, kín đáo sâu xa. Đôi khi Như Hùng cũng góp ý vào các lời tranh luận của mẹ hoặc của Như Ngọc hay Mộng Lan. Nhưng Như Hùng có bao giờ dám đá động đến nỗi lòng của chàng đâu tánh tình đứng đắn của mộng lan giọng nói êm ái như tiếng đàn của nàng những cử chỉ đẹp đẽ và tự nhiên của nàng đã vô tình như đôi tay xinh xắn của nàng bóp chặt quả tim của như hùng mỗi ngày như hùng càng đi sâu thêm một bước nữa trên con đường tình như hùng cảm thấy mộng lan chỉ kính nể mình chứ không có vẻ gì gọi là yêu mình cả vẻ mặt nàng bao giờ cũng thành thật và khổ tâm cho như hùng nhất là mộng lan hình như không biết yêu thương vì người ta khi đã yêu khó mà giấu được, một cái đuôi mắt, một nụ cười cũng bộc lộ được ái tình chôn sâu, giấu kín ở đáy lòng. Mộng Lan tự nhiên, tức là Mộng Lan chưa yêu, mà Mộng Lan chưa yêu thì Như Hùng biết làm sao tỏ tâm sự mình? Như Hùng định đem nỗi lòng của mình thưa rõ với mẹ, để quả may mẹ chàng có thể giúp chàng thành công đôi chút chăng. Cô khúc khích phi long từ ngày bỏ túy lan đi theo nguyệt nga đã mướn nhà cho nguyệt nga ở cuộc duyên tình của hai người thật là tương đắc họ yêu nhau tưởng như không bao giờ bỏ nhau được trong một cuộc hội nghị về hội họa ở á đông mở tại kinh đô nước nhật phi long được chính phủ việt nam cử đi dự phi long sung sướng thấy mộng đời mình được thực hiện phi long đã có ý nguyện qua nhật để xem những danh lam thắng cảnh và để vẽ một ít tranh về đất nước qua anh đào có núi phú sĩ có các cô gái đẹp súng xính trong những bộ kimono màu sắc rực rỡ. Nhưng, đi đến những xứ có cảnh đẹp ấy mà không đem theo Nguyệt Nga, Phi Long cảm thấy sẽ mất phần thích thú. Cuộc phiêu lưu này nếu có được Nguyệt Nga bên mình thì có khác gì một cuộc du lịch trong tuần trăng mật của các đôi vợ chồng mới cưới. Vì thế mà Phi Long dẫn động cho Nguyệt Nga được có chân trong đoàn người đi dự hội nghị hội quả Á Đông. Thế rồi, Phi Long cùng Nguyệt Nga rời khỏi nước Việt để bay qua nước Nhật mới mẻ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Hai tháng bên Nhật, Phi Long và Nguyệt Nga đi xem khắp nơi, không một tỉnh nào mà không có gót chân của cặp vợ chồng họa sĩ ấy. Phi Long vẽ được nhiều tranh phong cảnh của Nhật, các cô gái Nhật xinh tươi trên bờ sông hay lộng lẫy dưới gốc anh đào. Trong khi ở Nhật, Phi Long bận vẽ suốt ngày hoặc bận theo các bạn nay ở tỉnh này mai đi tỉnh khác, thì nguyệt nga thích ở lại khách sạn không buồn theo phi long phi long phần say mê phong cảnh lạ phần có những người mẫu nhật cũng không quấn quít bên cạnh nguyệt nga như trước nữa nguyệt nga có một dĩ vãng không đẹp giờ đây có ép mình sống trong khuôn khổ hiền lành của một gia đình êm ấm sự cố gắng của nguyệt nga cũng không chắc gì được lâu dài huống chi phi long là hạng người ưa chuộng cái mới thì làm sao giữ được nguyệt nga chung thủy với mình nguyệt nga trong khi theo chồng qua nhật có quen với ông trưởng đoàn một họa sĩ giàu có ông trưởng đoàn này thấy Nguyệt Nga đẹp bèn cố ý chiếm cho kỳ được để thỏa mãn dục giọng của mình ông giải tiền ra cho Nguyệt Nga xài mua sắm cho Nguyệt Nga những thứ hàng đẹp những món nữ trang quý giá Nguyệt Nga yêu phi long vì tiền Nguyệt Nga cũng bỏ phi long vì tiền trong lúc phi long đi với các bạn vẽ tranh cảnh của nước nhật thì Nguyệt Nga theo ông trưởng đoàn đi tìm những cảnh đẹp đẽ làm bối cảnh cho những màn tình ái mới mẻ ông trưởng đoàn giàu hơn phi long ông hứa hẹn cho nguyệt nga nào xe hơi nào nhà lầu một khi về sài gòn thì nguyệt nga còn dạ gì chung tình với chàng quả sĩ chỉ có những bức tranh chưa bán được rồi sau hai tháng rời nhật bay về nước việt phi long lẻ loi nhìn đôi chim trưởng đoàn và nguyệt nga sát cánh vui đùa phụ người tất nhiên có ngày bị người phụ lẽ trời đất có vai có trả nhưng đau đớn cho phi long là phi long phụ một người đáng yêu đáng kính như túy lan để đi theo một người đàn bà có tâm hồn con đĩ trách nguyệt nga phụ tình ư trách thế nào được con người ấy sinh ra để phụ người kia mà trách chăng là trách phi long không biết đâu là giàng đâu là thao đâu là cao quý đâu là hèn hạ để đến nỗi có người phải vì chàng mang một mối buồn thầm lặng phi long đã là con người như trăm con người khác thì nguyệt nga Mặc dù không đáng cho chàng tiếc, chàng cũng không khỏi thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương, mối tình mình bị dày xéo một cách thảm hại. Trở về Sài Gòn, Phi Long thất thiểu ở các tiệm rượu, ở các hộp đêm để quên con người phụ bạc. Những lúc ấy lòng chàng rộn lên một sự ân hận, ân hận đã bỏ túy lan trong khi nàng thai ngén. Phi Long muốn tìm túy lan để cầu mong thứ tha, nhưng Phi Long ngượng quá, xấu hổ quá, không còn đủ can đảm để gặp lại túy lan chàng còn mặt mũi nào gặp lại túy lan người đàn bà yêu chàng tha thiết chàng còn mặt mũi nào gặp lại túy lan người đã trao cho chàng mối tình đầu qua mộng chàng đã bỏ người ta trong khi chàng sắp làm cha đứa bé chàng đã bỏ người ta trong khi cha người ta chết trong khi cảnh gia đình nhà người ta đang trông cậy vào chàng hồi nào muốn cưới cho được túy lan chàng đã thốt với ông châu ông thân sinh túy lan câu nói ngon ngọt đầy hiếu thảo dâu hiền con gái rệ thảo là trai để rồi khi ông châu chết chàng nhẫn tâm ôm nguyệt nga nhảy những bài khiêu vũ du dương mặc cho túy lan buồn rầu uất ức ăn năn thì việc đã rồi chàng tự hỏi không biết đứa con của túy lan mà cũng là con của ta là trai hay gái và dạ, giờ dạ đây túy lan ở đâu phi long định đi tìm tố ngọc để hỏi dò la tin tức về túy lan nhưng phi long còn nhớ những lời tố ngọc mắng nhiếc chàng thậm tệ khi hay chàng đã bỏ túy lan mà theo nguyệt nga tố ngọc đã xỉ vào mặt chàng anh làm tôi xấu hổ quá trước kia muốn cưới túy lan anh đã tốn bao nhiêu tâm cơ té ra anh chỉ là một thằng sở khanh chuyên môn gạt gẫm các cô gái nhẹ dạ than ôi thế mà anh cũng mang tiếng là con nhà trăm anh thế việt anh đã lợi dụng tôi để anh dễ làm quen với túy lan và khi anh bỏ túy lan một người vợ hiền có học có nết để đi theo con nguyệt nga đĩ điếm đã là vợ của không biết bao người thì tôi không cần nói với anh làm gì cho uổng lời tôi tưởng anh khôn ngoan chứ anh đã mê muội thì từ đây giữa tôi và anh không còn tình bà con gì nữa tôi cũng như tất cả các cô gái khác nếu có thể được là kẻ thù không đội trời chung với anh một kẻ phụ tình anh thấy chưa anh phá hại một đời tươi trẻ của người ta anh giết chết hy vọng của đời người ta anh phá hại trinh tiết của người ta để khi người ta có con, anh nhẫn tâm bỏ người ta với sự đau đớn buồn rầu. Người đàn bà đã sẵn có một linh hồn yếu đuối, nếu còn gặp cảnh phụ bạc nữa, thì họ làm sao khỏi tuổi nhục. Có kẻ chịu không được sự tuổi nhục phải tự tử thì tội ấy tại ai? Có phải tại những kẻ phụ tình như anh không? Có kẻ thù oán kẻ phụ tình mà không muốn thấy mặt đứa con, kết quả của một mối tình phụ bạc, quỷ hoại đứa bé thì tội ấy về ai? Còn như mặt dạng mai dài, bụng mang dạ chữa đến ngày sinh đẻ, đứa bé ra đời ấy thật đáng thương xót. Được mẹ nó nuôi nấng tử tế không nói làm gì, rủi mẹ nó chết hay nghèo khổ, liện nó ra đời. Thì còn ở cái tuổi cần người săn sóc nuôn chiều, nó làm sao không quá ra những mục ung của xã hội. Rồi nó sẽ trở thành tên trộm cướp sát nhân và biết đâu mai đây. Nó không trở lại giết cha nó, vì nó còn biết ai là cha. Tôi giờ đây không phải là đứa em ngoan ngoãn của anh nữa, Tôi là một người đàn bà, đứng về phía đàn bà, tôi lên án sự phụ tình của anh. Nghĩ đến những lời nói của Tố Ngọc, Phi Long không khỏi rùng mình. Phi Long muốn gặp Túy Lan lắm, nhưng rồi Phi Long lại tự nhủ. Chắc gì đàn bà họ chung thủy, mà mình đã không chung thủy với họ thì họ có quyền quên mình lắm. Biết đâu giờ này Túy Lan không yêu người khác và biết đâu đã không quá thành bà X hay bà Y chẳng hạn. Nước đã đổ rồi, mong gì hốt lại, ta còn nghĩ đến Túy Lan làm gì nữa phi long định lấy công việc hàng ngày để quên túy lan người vợ hiền để quên quyệt nga con người tệ bạc nhân có người bạn anh tùy bút làm chủ nhiệm một tờ báo trào phúng cười phi long trong những lúc rảnh lãnh vẽ những bức tranh khôi hài cho tờ báo ấy vì thế mỗi ngày phi long thường có mặt tại tòa soạn tờ tuần báo cười thật xứng đáng với cái tên của nó đó đã đem một nguồn vui cho tất cả mọi người không kể già trẻ nghèo giàu Đọc nó ai cũng phải cười nôn ruột hay cười ra nước mắt. Các cây viết của tờ báo cười thật là những tâm hồn trẻ trung yêu đời. Viết cho người ta cười hay nói cho người ta vui thật là cả một nghệ thuật. Tờ báo cười thật đã làm tròn sứ mạng. Phi lòng cũng như tất cả anh chị em trong tòa soạn không khỏi khâm phục cô khúc khích vì các bài của cô gửi đến. Cô khúc khích viết nhiều bài có duyên lạ, làm người ta cười một cách hồn nhiên, Cô khúc khích viết về cảnh sinh hoạt hàng ngày của xã hội Việt Nam làm người ta cười ra nước mắt. Cô có lối gian gọn gàng, tươi sáng, rõ ràng và mỉa mai. Phi Long và các bạn ở tòa soạn cười phục cô khúc khích lắm nhưng chưa biết cô khúc khích là ai. Độc giả khắp nơi cứ viết thơ vài tòa soạn tỏ ý mến tài cô khúc khích và yêu cầu ông chủ nhiệm đăng hình cô lên mặt báo. Nhưng nào ông chủ nhiệm có biết cô khúc khích là ai, thỉnh thoảng cô gửi bài đến báo cười nhưng cô đâu có để lại địa chỉ. Có lắm bạn nghi cô khúc khích là một người đàn ông, họ không tin trong hàng nữ lưu có được một cây bút tài qua như thế, mặc dù tuần nào tòa soạn vẫn để trong một tin nhắn. Nhân viên trong tòa soạn đều mến tài cô vì những bài báo vui trẻ hay bức tranh vẽ rõ sự sinh hoạt của xã hội, đồng lòng yêu cầu cô cho biết địa chỉ để gửi tặng cô tiền nhuận bút và báo độc giả khắp nơi yêu cầu cô cho biết quý danh và xin cô cho đăng ảnh lên mặt báo để được biết một người có tài giúp cho đời sống họ vui tươi hơn sau những giờ mệt nhọc. Nhưng cô khúc khích vẫn làm nhà ẩn giật không cho đời biết danh. Trong lúc mọi người đang tìm cô khúc khích thì ở Sài Gòn, nhà xuất bổng sáng bỗng phát hành cuốn sách nhan đề Tội về ai của một tác giả mới, cô khúc khích. Quyển sách ấy bán chạy như tôm tươi vì nội cái tên của tác giả cũng đủ làm quảng cáo cho nhà xuất bản các báo thi nhau viết bài điểm sách và lực kể cốt truyện của quyển tiểu thuyết xã hội tội về ai và báo cười đã đăng một bài dài về cuốn này một cây bút tài hoa cô khúc khích tác giả quyển tiểu thuyết tâm lý xã hội tội về ai chắc bạn đọc của cười không còn gì lạ về tên và tài của cô khúc khích bạn đọc cũng như chúng tôi đang cố gắng tìm biết tên của cô khúc khích để tỏ lòng hâm mộ thì vừa rồi nhà xuất bản sáng đã phát hành quyển Tội về ai của nữ sĩ. Tội về ai là một quyển tiểu thuyết xã hội cốt truyện đã ly kỳ mà lời văn lại hết sức linh hoạt. Cô khúc khích tả về đời cô thời đại, một thiếu nữ đẹp đẽ có học vị bị chồng phụ bạc sau khi thỏa mãn tình dục và để lại cho cô một cái thai trong bụng. Người thiếu nữ bị phụ tình ấy buồn rầu, đau ốm, mất sợ làm trong lúc sắp sanh đứa bé trai, kết quả của sự phụ bạc. Sau khi đẻ đứa bé và sống những ngày thiếu thốn về vật chất, đau khổ về tinh thần, cô thời đại không đủ sức nuôi con đành phải bước thêm bước nữa. Nhưng lần này cô thời đại đã lựa chọn một người chồng trong đám công nhân, anh Tám một người cai thợ ở một hãng đóng xe hơi. Anh Tám hết sức yêu quý cô thời đại vì anh cảm thấy anh, một người thô lỗ mà có được một người vợ có học, có sắc như cô, quả là quá sức tưởng tượng của anh. Thôi thì anh nuông chiều cô tột bực nhưng lòng cô thời đại lại hết sức tê tái là anh Tám không dung được thằng xấu là con của cô. Cưới cô thời đại ngày trước, ngày sau anh Tám liền bắt cô phải đem gửi thằng xấu về nhà quê cho một người cô họ của anh Tám. Trước tình thế ấy, cô thời đại phải buộc lòng nghe theo, gia đình anh Tám và cô thời đại cũng tạm gọi là hạnh phúc. Nhưng những lúc anh Tám đi làm và cô thời đại rỗi rảnh, cô nhìn các đứa trẻ ở hàng xóm và kín đáo chùi mấy giọt lệ chảy trên đôi má của cô. Có khi, Cô đứng hàng giờ nhìn trời hay nhìn về phía nam, nơi có đứa con thân mến của cô. Khi thằng Sáu được 5 tuổi, cô thời đại bàn với anh Tám đem nó về nuôi, để lo cho nó đi học. Năm năm trời, anh Tám thấy vợ một lòng thương yêu săn sóc anh, anh cũng cảm động và muốn làm vợ vừa lòng người yêu, anh vui lòng chiều theo ý muốn của vợ. Thế là thằng Sáu được về ở gần với mẹ nó và cha ghẻ của nó. Anh Tám bản tánh thô lỗ cọc cằn Tuy muốn làm vui lòng vợ nhưng anh không sao chịu được cảnh âu yếm của vợ anh và đứa con ghẻ. Thấy đứa con ghẻ tức là thấy lại người chồng cũ của cô thời đại, anh không sao dằn được lòng ghen tức đầu đầu. Đã vậy, thằng xấu lại không xấu chút nào, nó đẹp lắm, da nó trắng, môi nó đỏ, mắt nó đen lay lấy, dần trán nó cao và rộng, tay chân nó mảnh mai, bộ tịch nó kiểu cách. Nó tiêu biểu cho hạng người đài cát, hạng người trái nghịch với anh thuộc hạng công nhân lao động tay chân. Thấy thằng xấu tức là anh thấy anh chàng trai trẻ đã làm chủ vợ anh. Cái thằng cha đã hút mất nhụy của đó qua đẹp mà than ôi anh chỉ là kẻ đến sao. Cớ chi thằng xấu là được mẹ nó nâng niu săn sóc, may sắm cho quần áo đẹp đẽ Anh tám oán thằng xấu ra mặt. Phải chi không có nó thì cô thời đại đã đem hết tâm trí mà lo nghĩ cho anh. Cô thời đại hiểu rõ lòng chồng và cô lo sợ một sự không may sẽ xảy đến cho cô và thằng xấu cô chỉ được phép nuông chiều thằng xấu trong những lúc anh tám đi vắng trong những bữa ăn anh tám không ngớt miệng la rầy thằng xấu ăn đổ tháo cùng bàn ngồi không ngay ngắn bộ mày gãy xương hả cứ mấy món ngon ăn mãi là sao những lúc ấy cô thời đại thấy cổ mình như ngợp thở cô nuốt không vô nữa hãy anh tám đi khỏi là cô thời đại mua quà cho xấu ăn những lúc ấy cô tha hồ mà vuốt ve thằng xấu Hôn lên đầu, lên mặt nó và than thở. Tội nghiệp con tôi. Cô hôn nó, nựng nó và ôm nó vào lòng, nhưng hãy bóng anh Tám về lấp ló ngoài cửa là cô hất nó ra, để lo chạy xuống bếp, lo dọn cơm cho anh Tám. Thằng xấu biết thân nó, thấy mặt cha ghẻ nó về là nó lặng lẽ chui vào một xó hay tránh đi chỗ khác. Có một hôm cô thời đại đang đặt nó ngồi vào lòng và vuốt da nó, bỗng anh Tám đẩy cửa bước vào, thấy thế liền tát cho nó một tát gần ngã sắp cô thời đại lặng lẽ đi xuống bếp mà khóc suốt ngày hôm ấy từ đó về sau anh tám càng cay nghiệt với thằng xấu sau khi ở sở về anh ghé vào tiệm nhậu nhẹt với anh em say túy lúy rồi về nhà đánh đập thằng xấu cho đã nư giận thế rồi một hôm thằng xấu đi học đi luôn không về nhà nữa cô thời đại đi kiếm mãi không ra đành ôm mối hận lòng sống bên cạnh con người độc ác ngày qua ngày thằng xấu lang thang khắp đầu đường xó chợ sống với bọn không nhà không cửa không cha mẹ như nó nó đã quá thành một đứa bé ăn cắp ăn trộm càng lớn nó càng trổ hết tại móc túi giựt đồ của nó và từ tội này bước qua tội khác nó cướp của nó giết người nó bị đưa ra tòa ông chánh án đã nghiêm nghị lên án tử hình cái tên giết người cướp của kia đó cốt truyện là như thế nhưng chúng ta hết sức khâm phục khúc khích đã tả một cách thần tình tấm lòng người mẹ trong cảnh trái nghịch này Cô khúc khích nếu không phải là một người đàn bà đã từng bị phụ tình, đã từng sống trong cảnh đau khổ thì không sao giết được những trang đẫm lệ như vậy. Càng đọc, tội về ai, ta càng lên án bọn người phụ tình. Như cô thời đại nói, biết chừng đâu kẻ bị thằng xấu giết không là cha nó, người đã bỏ mẹ nó. Biết chừng đâu ông chánh án ngồi xử thằng xấu, ông trưởng lý buộc tội thằng xấu, không là cha nó, đã bỏ mẹ nó và đã quên giọt máu của mình cô khúc khích thật quả là một cây bút tài hoa của thời đại và cô đã đưa ra cho chúng ta thấy một vấn đề quan trọng của thời đại cần phải giải quyết gấp. Tiếu khách Phi Long từ khi đọc truyện tội về ai mà tác giả là cô khúc khích trong lòng không khỏi đâm ra suy nghĩ dẫn dơ. Phi Long thấy ăn mất ngon, ngủ mất yên vì Phi Long yêu dân cô khúc khích mà quá ra yêu con người tài hoa mà chàng chưa được hân hạnh gặp mặt. Ngày nào Phi Long cũng đến tòa báo hỏi thử các bạn đồng nghiệp đã dò ra tin tức của cô khúc khích chưa tùy bút chủ nhiệm báo cười liền nói đùa với phi long hay là anh đã cảm nặng cô khúc khích rồi coi chừng tiểu thư nữ khí giả ấy là một anh chàng có râu thì nhà họa sĩ sẽ bị dố rơi từ cung trăng xuống đa coi chừng khi rơi lại rớt nhầm trái núi dở đầu chảy máu thì còn gì là nhà họa sĩ phi long biết bạn cười mình nhưng cũng làm ngơ và một mực yêu cầu ông chủ nhiệm có cách gì tài tình khôn khéo để biết được địa chỉ cô khúc khích không không cần phải phi long yêu cầu tờ tuần báo cười dẫn để ý tìm chỗ ở của cô khúc khích cố tranh với các báo đăng bài phỏng vấn và chân dung của nữ tác giả trước các báo khác nhưng báo cười cũng như các báo khác đều chưa làm sao được mãn nguyện phi long liền tìm đến nhà xuất bản sáng ông chủ nhà xuất bản tiếp chàng hết sức niềm nở phi long nói nghe mục đích của chàng về việc thâm giếng ông đã xuất bản quyển tội dài ai của cô khúc khích Chắc ông biết địa chỉ của cô, vậy ông có thể cho chúng tôi biết địa chỉ của nữ sĩ để chúng tôi đến phỏng vấn cô viết bài cho báo cười, để giới thiệu với bạn đọc hâm mộ tài nghệ của cô. Ông Tấn chủ nhà xuất bản sáng cười có vẻ bí mật. Tôi đã xuất bản tác phẩm của nữ sĩ Khúc Khích, tất nhiên tôi phải biết mặt và địa chỉ của cô, nhưng vì một lẽ riêng, cô Khúc Khích chưa muốn mọi người biết tên thiệt của cô. Phi lòng bực mình quá, nhưng vì muốn ông chủ nhà xuất bản sáng nói sự thật nên xuống nước nhỏ. Thôi thì tôi xin dẹp chuyện phỏng vấn lại một bên. Tôi chỉ xin ông cho một mình tôi biết địa chỉ của cô khúc khích. Tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật. Ông Tấn lắc đầu. Tôi đâu có quyền. Và thấy bộ phi long buồn rầu, ông hiểu ngay anh chàng này đã mê mệt vì tại cô khúc khích liền treo. Cô khúc khích còn trẻ lắm, chỉ ngoài 20 tuổi thôi. Phi Long chụp hỏi, cô ấy có đẹp không? Ông Tấn vẫn cười, bí mật nhà nghề phi long khổ lòng hết sức gãi đầu gãi tai ông nên thương hại tôi đừng ngạo tôi mà tội ông có thể cho tôi biết cô khúc khích có đẹp người không đẹp lắm phi long thở ra một cách khoan khoái thế tôi nhờ ông trao dùm cô ấy một bức thư được không được tôi xin giúp ông điều đó nếu cô khúc khích muốn trả lời ông cô ấy sẽ gửi về địa chỉ ông cho phi long mừng lắm hai ba lần cảm ơn ông tấn và xin phép về để mai đem thư đến Ông Tấn nhìn Phi Long không khỏi buồn cười cái anh chàng đẹp trai mà si tình một cách lố bịch ấy. Phi Long ra về với hy vọng tràn trề là bức thư đầu tiên của chàng sẽ đến tay cô khúc khích để thay chàng bộc lộ với người ngọc nỗi lòng nhớ mong thương mến của chàng. Về đến nhà chàng đóng cửa nặng ốc viết một bức thư, viết đi viết lại đến năm bảy lần mới xong cái nháp, rồi chàng đi lựa một cái bao thư màu xanh nhạt và một tờ giấy loại thượng hạng. Chàng cắm cúi chép lại thư, nắng nót từng chữ, Viết xong chàng trịnh trọng ký tên thật rõ ràng và để địa chỉ của chàng ở phía dưới. Xong chàng đi lấy nước hoa hảo hạng, rảy vào bức thư và xếp vào phong bì cẩn thận. Dán xong chàng viết tên của cô khúc khích bằng lối chữ kiểu và kèm thêm, nhờ nhà xuất bản sáng chuyển đạt. Suốt đêm ấy chàng không ngủ được, vừa đặt lưng xuống lại ngồi dậy, đến cầm bức thư, đưa lên môi, lên mũi, hít một hơi dài. Đầu óc chàng dơ dẫn hình dung cô khúc khích tài hoa của chàng cô khúc khích tươi trẻ, cô khúc khích đẹp đẽ, cô khúc khích thơ mộng. Chàng tưởng tượng cô khúc khích vừa giống túy lan, vừa giống tất cả những người đẹp mà chàng đã vẽ ở các bức tranh. Cô có cặp mắt to của mỹ nhân Tây Phương, có nụ cười kính đáo của mỹ nhân Đông Phương, có đôi tay mỹ miều của nàng chức nữ, có mái tóc đen quyền của nàng công chúa thời xưa. Cô có dáng đi uyển chuyển như tiên, tiếng nói du dương như hát, điệu bộ vừa kiểu cách vừa thơ ngây như các bà hoàng hậu được nhà vua sủng ái hết tưởng tượng phi long lại lo lắng dẫn dơ người như cô khúc khích có biết bao kẻ quỳ dưới chân cô dễ dàng cho cô một mối tình chân thật của họ ta làm sao chiến thắng được lòng cô giả lại nếu theo lời gian mai mỹ của cô chưa chắc cô là con người thơ ngây khờ dại chiếm quả tim một cô gái thơ ngây khao khát yêu đương như túy lan rất dễ phi long chỉ cần làm bộ săn đón cho nhiều là túy lan cảm ngay vì phi long đã có sẵn hình dạng đẹp đẽ ngôn từ trôi chảy cử chỉ lịch sự muốn yêu một cô gái đàn điếm như nguyệt nga cũng chỉ cần có tiền thật nhiều giải ra là được nhưng giờ đây muốn một nữ văn sĩ như cô khúc khích yêu chưa chắc là việc dễ nếu văn là người thì cô khúc khích phải là một người đàn bà đã dày dạn vì yêu thương đã từng sống cảnh đau lòng đã từng thấy những ngang trái của xã hội thế thì làm sao mà mong được cô khúc khích yêu vì lòng suy nghĩ trằn trọc suốt đêm, người chàng bơ phờ như một kẻ tương tư đang ốm nặng. Hôm sau, mang bức thư gửi đến ông Tấn, Phi Long nói, nếu ông vui lòng giúp tôi được việc này, thì tôi luôn sẵn sàng dễ giúp ông các bìa sách mà ông sắp xuất bản. Ông Tấn hỏi đùa, ông định hối lộ tôi đấy nhỉ, thế ông là họa sĩ à? Phi Long dở dã nói, dân ạ. À. Ông Tấn liền nói, cái nghề của ông không lợi rồi đa, cô khúc khích thù bọn quả sĩ ra mặt. Phi Long mặc tiêu nghiễu chào ông Tuấn và đi ra, hẹn lần khác sẽ đến thăm. Người xưa Túy Lan từ ngày đi làm lại ở Hoành Sơn hàng không công việc rất nhẹ nhàng, mỗi tháng lãnh vài ngàn, hai mẹ con cũng dư xài. Túy Lan rất mừng, mình đã không còn là gánh nặng của chị nữa. Giờ đây Nhị Lan đã được một tuổi đã biết nói bập bẹ và đi chập chững trong nhà. Nhị Lan là nguồn vui độc nhất của Túy Lan, nhiều khi ngồi nhìn con xinh đẹp như con búp bê, cặp mắt trong suốt, làn da trắng hồng. Túy Lan thở dài. Thế mà trước kia ta vì giận con người tệ bạc đã có ý nghĩ muốn tiêu diệt ngay lúc nó còn là bào thai. May quá nếu không có chị Mộng Lan ta đã phạm tội tày trời rồi. Túy Lan nhìn con bỗng nhớ đến Phi Long người đã phụ nàng. Mà khổ thay, con nàng lại giống người ấy y như khuôn đúc. Hình ảnh người chồng đã phụ bạc lại hiện ra trong đầu, nàng cố xua đuổi để khỏi đau đớn chán chường. Một hôm, Túy Lan đang ngồi tại bàn giấy bỗng có người tống thư văn mời Túy Lan. Ông giám đốc mời cô vào. Túy Lan dội dàng đứng lên đi ngay vào phòng ông Sơn. Thấy Túy Lan, ông Sơn mời ngồi và nói. Cô ngồi, để tôi có câu chuyện bàn với cô. Túy Lan dâng lời ngồi xuống. Ông Sơn chậm rãi nói, Hôm cô đến làm lại ở nơi đây cô có hứa bao giờ cháu bé lớn cô sẽ lãnh lại một chân nữ tiếp viên trên tàu bay. Nếu như tôi nhớ không sai thì cháu cũng đã lớn. Vậy mục đích tôi mời cô đến là để nhờ cô giúp tôi việc tiếp đón hành khách trên tàu. Được thế tôi sẽ giữ lời hứa cũ là thêm vào số lương trước đây của cô 20% nữa. Tôi mong cô nhận lời và đừng diện một lý do gì để từ chối. Cô từ chối là tôi buồn lắm. Nói xong, ông Sơn nhìn Túy Lan không chớp mắt. Túy Lan liền nói, Dân, ông đã giao phó công việc cũ, tôi cũng xin lãnh nhận. Ông Sơn vui vẻ, nếu vậy bắt đầu từ chuyến bay ngày thứ năm, cô lãnh việc nhé. Túy Lan dân dạ và đứng dậy đi ra ngoài. Đã hai tháng này thái độ của ông Sơn đối với nàng thay đổi hẳn. Ông Sơn thường hay nhìn chăm bẩm vào mặt nàng. Trong lúc mọi người đều làm việc, ông Sơn làm bộ đi ra coi xét này nọ. Sự thật là để có dịp ngắm Túy Lan hay nói với nàng vài câu chuyện bân quơ có nhiều hôm ông sơn làm bộ đến bảo túy lan quay điện thoại đến sở này sở nọ lấy một đầu dây nghe để có dịp đứng gần túy lan cảm thấy hơi thở của mình lướt qua mái tóc đẹp đẽ của cô thư ký những lúc ấy túy lan cũng thấy hơi ngượng ngượng nhưng túy lan tự bảo lòng ta đã chết ai dạy mặc họ tuy vậy thấy ông sơn có những cử chỉ không đẹp túy lan cũng hơi buồn phiền nàng đang muốn rời bỏ chỗ làm mà nàng đang lo là nguy đến danh dự tai tiếng của nàng thì mai sau giờ đây Sơn giao cho nàng công việc đi theo tàu bay Nàng mừng lắm dội nhận lời ngay Nhận lời để từ nay ít gặp ông Sơn Túy Lan khỏi ngượng nghịu Thấy cặp mắt ông nhìn mình một cách quá dịu dàng Nó không còn ở trong phạm gì Của người chủ nhìn kẻ làm công nữa Trở lại với bộ đồ Chiêu đại viên gọn gàng đẹp đẽ Túy Lan thấy lòng rộn lên Một niềm vui mới mẻ Trước kia còn là một cô gái thơ ngây Lòng chưa bị đau khổ túy lan thấy nghề mình là một nghề vui đẹp hơn nghề nào hết vì thế nàng luôn cười nói nhìn mọi người qua cặp mắt lạc quan yêu đời túy lan giờ đây lại khác cũng vui vẻ cũng lanh lẹ nhưng cặp mắt nàng đã đổi màu nàng nhìn mọi người với sự dè dặt nàng quan sát từng cử chỉ của hành khách và trong cái xã hội bay bổng ấy túy lan đã thấy những hình dạng khác nhau của đủ hạng người trong cái xã hội vật chất lố lăng này trở lại nghề cũ lòng túy lan lại mới khép lại trong tháp ngà và ngày cũ đã cho nàng ý muốn làm một nhà văn. Thế rồi, trong lúc chiếc tàu bay tung mây lướt gió, Túy Lan ngắm từng nhân vật trong khoang và nặng óc ra viết những chuyện đời với giọng mỉa mai. Túy Lan viết được bài nào liền gửi ngay đến tòa báo Cười và ký bút danh là Cô Khúc khích. Túy Lan viết ở báo Cười mới năm tháng mà tên nàng đã được nhiều người để ý, tuy vậy, Túy Lan vẫn không muốn mọi người biết tên thật của mình. Rồi trong những ngày rảnh, Túy Lan lại viết bộ tiểu thuyết xã hội Tội về ai. Một hôm, người bạn của Túy Lan đã giới thiệu Túy Lan cho ông Tấn, chủ nhà xuất bản sáng để Túy Lan bán tác phẩm của mình. Ông Tấn sau khi đọc tác phẩm của Túy Lan, bèn chịu mua với một giá khá cao. Túy Lan yêu cầu ông phải giấu, đừng cho ai biết Túy Lan là cô khúc khích. Quyển Tội về ai đã làm tên tuổi cô khúc khích nổi lên như cồn nhiều khi nghe các hành khách trên tàu nói chuyện về cô khúc khích túy lan không sao khỏi cười thầm họ bảo với nhau cô khúc khích chỉ là một nữ sĩ có râu họ nói ai mà mê dăng mơ mộng đến nữ sĩ sẽ thấy mộng tan tình dở vì cô khúc khích không phải là cô mà là cậu là ông đội lốt mỹ nhân có kẻ lên mặt thầy đời xin cá với các bạn nếu cô khúc khích mà là đàn bà tôi xin chịu cho các bạn đánh tôi mỗi người ba chục roi cô khúc khích đã nhận được biết bao nhiêu lá thư gửi đến nhà xuất bản sáng tán tụng nàng có kẻ dám bảo tôi sẽ dâng cô quả tim chung tình của tôi có kẻ lại nói tôi giàu lắm có thể xây cho cô một tòa nhà lầu tôi có thể làm cho đời cô sung sướng như đời một bà chúa túy lan xem các thư ấy xong lại liệng vào trong tủ và mới có ba tháng số thư tán tỉnh ấy đã chiếm hết một ngăn tủ lớn mỗi khi mộng lan và túy lan gặp nhau hai chị em nói chuyện thư tình ấy mà cười lộn ruột Mộng Lan hỏi đùa em, em đã chọn được ai vừa ý chưa? Túy Lan chỉ cười, họ gửi cho cô khúc khích chứ họ đâu có gửi cho em, Túy Lan của hãng hàng không Hoành Sơn. Nhưng nói xong câu ấy vẻ mặt, Túy Lan bỗng không vui, Mộng Lan thấy em thay đổi nét mặt liền hỏi. Kìa, sao em đang vui bỗng buồn như thế? Túy Lan thở dài, em đang ở trong một tình thế mà trước kia chị đã bị. Mộng Lan kinh ngạc, Bộ ông Sơn giám đốc Quỳnh Sơn Hàng Không có ý trêu ghẹo em chứ gì? Túy Lan nói, ông Sơn yêu em mới nguy cho em chứ. Trước kia khi còn làm ở bàn giấy em thấy ông ấy, khi ra khi vào cứ nhìn em mãi, em cũng đã có ý nghi. Nên hôm ông giao cho em công việc trên tàu em dội vàng nhận liền, cố ý là để xa con người ấy. Nhưng em đã làm, ông Sơn thật là người mưu mô. Trên các chuyến tàu ra Bắc có em là có ông Sơn đi, ông lấy cớ là đi công việc. Ban đầu em không chú ý nhưng sao em thấy ông đi theo em mãi, em đâm nghi, chưa biết nên đối xử ra sao thì việc này càng làm em lo sợ hơn nữa, là ông Sơn cũng về ở một khách sạn của em, khách sạn dành riêng cho các tiếp viên của hàng không Hoành Sơn. Trong những ngày nghỉ tại khách sạn, ông Sơn cứ kiếm chuyện gặp em để nói chuyện, ban đầu ông Sơn chỉ đến thăm em ở phòng em 3 ngày, nhưng lần lần ông đã quên tránh tiếng cho em mà lại đến những lúc ban đêm. Những lúc ấy ông thường đem chuyện gia đình của ông mà than thở với em. Ông nói là bà Sơn không đem hạnh phúc đến cho đời ông. Ông nói về bà Sơn đúng như lời Tố Ngọc nói với chị em mình trước kia. Thế rồi một hôm ông quỳ đại xuống ôm chân em hôn và năn nỉ em nên thương ông. Ông không thể giấu tình yêu của ông đối với em được nữa. Với hạng người đã si mê em biết giảng đạo đức cũng chả ít gì. Vì thế em bèn nói, ông không nên yêu tôi, tình yêu đã chết ở lòng tôi rồi. Muốn khỏi có sự lôi thôi, từ nay ông cho tôi nghỉ việc tại hãng ông. Ông Sơn kinh quản nói, Cô Túy Lan ơi, trước kia tôi có yêu cô đâu. Từ ngày được cô Tố Ngọc kể về tình cảnh của cô, tôi đâm ra suy nghĩ nhiều về cô. Tôi thấy cô là một người đàn bà trẻ đẹp có học thức, một già yêu chồng, thế mà lại ói âm thay gặp phải người chồng không biết quý cô. Rồi nghĩ đến cảnh gia đình tôi, vô phước gặp phải người vợ không biết điều. Thế rồi cứ so sánh vợ tôi và cô, tôi đem lòng thương xót cho cảnh cô. Tôi cứ nghĩ đến cô mãi, tôi đã để ý đến cô. Rồi tôi không sao xua đuổi được ra khỏi đầu óc của tôi hình ảnh xinh đẹp, hiền từ mà đau khổ của cô. Tôi bắt đầu thương cô từ đấy. Cô nghi tôi là kẻ lợi dụng cô chắc. Thôi cô đừng bỏ hẳn làm gì, cô đã bảo là lòng cô đã chết thì tôi không có quyền đem sự đau khổ đến cho đời cô mà ép cô yêu tôi. Từ đây tôi sẽ xin hứa với cô, tôi sẽ ôm hận lòng đến chết. Cô cứ yên lòng từ hôm ấy em ít khi gặp ông Sơn, nhưng theo lời Tố Ngọc nói với em thì ông Sơn độ này đâm ra chơi bời và bỏ rơi bà Sơn. Không ngón ngàng gì đến bà nữa, cứ để mặt bà ta muốn sao thì muốn. Mộng Lan nói, đã là một vấn đề tình cảm em nên khéo giải quyết đừng để có sự ân hận về sau nhé. Túy Lan nói, lòng em đã nguội lạnh rồi chị ạ. À. Giả lại từ ngày đi làm đến nay, vừa tiền để dành vừa tiền bán sách em đã có một số vốn kha khá. khá. Nếu ông Sơn còn lôi thôi này nọ em sẽ chuyển qua nghề dân, chị đừng lo nhưng dù sao ông Sơn vẫn là con người tốt, không đến nỗi xảy ra việc gì đáng lo ngại đâu Túy Lan kể lại cho chị nghe mấy bức thư của ông Tấn vừa đưa cho nàng trong ấy có hai phong thư của Phi Long Mộng Lan giỏi hỏi của Phi Long nào hay cái thằng đã bỏ em mấy năm trời nay Túy Lan làm thinh một lát rồi nói, em cũng chưa biết Phi Long này có phải là Phi Long bội bạc trước kia của em không có điều bức thư này thì thật là của một gã si tình nặng lắm. Tuần chữ viết theo lối chữ in, chữ ký không giống chữ ký của họa sĩ Phi Long. Nhưng em tin chắc Phi Long bội bạc của em không bao giờ viết được bức thư thống thiết như thế này đâu. Vừa nói Túy Lan vừa đưa chị xem hai bức thư. Sài Gòn, Ngài Kính gửi cô khúc khích, một nữ sĩ tài hoa. Cô tha cho tôi cái tội đường đột dám nói tất cả nỗi lòng của tôi không biết bức thư này có hân hạnh được cô để mắt đến không dù sao tôi cũng viết viết cho nỗi lòng dơi cạn một sự tràn đầy khó tả viết để may ra cô để mắt xanh đến thì thật là dạng hành cho kẻ đã kính mến cô tôi là một độc giả trung thành của cô và cũng là một trợ bút cho tuần báo cười nói thế để cô biết rằng tôi là người độc giả trung thành của cô ngay từ khi tờ báo vừa được in chưa ráo mực tôi phục cô tôi quý cô rồi tôi đâm ra tưởng tượng một người đẹp tài hoa tột bực Hình ảnh của cô mặc dù tôi chưa hân hạnh được gặp, chứ tôi tưởng tượng là một người đẹp diễm lệ cứ lẫn dẫn trong đầu óc tôi mãi. Tôi không ăn được cũng không ngủ được vì ngày cũng như đêm tôi cứ bận tìm đủ cách để biết được tên thật của cô, người thật của cô. Lòng tôi yêu quý cô đã lên đến cao độ không thể nào đo lường được, thì quyển sách tội dày ai của cô lại khiến người tôi xôn xao rạo rực một niềm kính mến cô, vô bờ, vô bến. Tìm mãi địa chỉ của cô không được, tôi phải gửi thư này ở nhà xuất bản, mong bức thư này chuyển đạt đến tay cô và được cô trả lời cho thì hạnh phúc đời tôi biết là giường nào. Theo đây tôi kính dâng cô tất cả tấm lòng thành kính của tôi và cầu chúc cô được gặp nhiều điều may mắn trong trường văn trận bút. Người yêu cô tha thiết, phi lòng, tuần báo cười. Mộng Lan đọc xong bức thư thứ nhất lại đọc đến bức thư thứ nhì. Kính gửi cô khúc khích, bức thư thứ nhất của tôi chắc đã đến tay cô rồi, cả tuần lễ nay tôi đã thật sự sống trong những ngày hồi hộp khó tả tôi lo sợ tôi đợi chờ tôi hy vọng tôi thất vọng tôi lo sợ không biết đọc xong bức thư của tôi cô có khinh bỉ tôi không và rồi cô có thèm trả lời cho tôi không tôi đợi chờ bức thư trả lời của cô như một kẻ bộ hành ở sa mạc đợi được vài giọt nước mưa cứu tình nhưng than ôi cả tuần lễ nay ngày nào cũng như ngày ấy Bức thư cứu tinh đời tôi ấy có thèm đến với tôi đâu, kẻ đang sắp chết khác trong sa mạc tình. Tôi hy vọng vì tôi cứ nghĩ rằng tình tôi thành thật, lòng tôi tha thiết thì lẽ nào tôi không được cô để mắt xanh đến. Nhưng hy vọng của tôi bấp bên vì người như cô biết bao là người sẵn sàng quỳ mẹp dưới chân để hiến sự giàu sang và cuộc đời trẻ trung của họ. Tôi, một nghệ sĩ nghèo, làm sao đủ điều kiện đem đến cho đời cô sự đảm bảo về vật chất. Tuy vậy, đọc bài văn cô tôi tin chắc người như cô đâu phải là hạng người mà sự giàu có quyền quý chức tước mua chuộc được người của cô là người của thanh cao của lẽ phải thì người được cô lựa chọn làm người bạn trăm năm sẽ là người cùng cô ý hợp tâm đầu cùng cô có những quan niệm chung về lẽ sống suốt ngày từ lo sợ qua đợi chờ rồi từ đợi chờ qua hy vọng tôi lại từ hy vọng trở về thất vọng nhưng một lòng kẻ đã yêu và nhất là yêu như tôi yêu cô có bao giờ chịu ngồi yên để chờ đợi vì thế tôi đánh bạo viết thêm bức thư này lần nữa và mong cô thương tình một kẻ si mê trả lời cho tôi, cho tôi được gặp cô thì tôi đội ơn cô đã cứu tôi ra khỏi nơi tới tâm mù mịt. Tôi xin thú nhận với cô, tôi đã gặp không biết bao nhiêu là thiếu nữ xinh đẹp nhưng chưa bao giờ tôi yêu tha thiết như lần này. Giận mạng của đời tôi hiện giờ ở trong đôi tay của cô. Cô muốn tôi chết là tôi chết, cô cho phép tôi sống là tôi sống. Tội lắm cô ơi, Tôi mới 30 tuổi đầu, người không đến nỗi xấu, tài không đến nỗi hèn mọn. Lẽ nào trong cái tuổi yêu đời, ham sống này tôi là phải tuyệt vọng. Yêu tôi hay không yêu tôi, cô cũng nên nhỏ chút lòng bác ái, cho phép tôi được gặp cô. Rồi được cô yêu thì tôi sống, sống để cùng cô phụng sự cho đời, cho lẽ phải. Không được cô yêu, tôi xin nguyện chết vì người tôi yêu để giữ mối tình tuyệt vọng của một kẻ si tình. Ai khen tôi, ai chê tôi, tôi cũng xin thành thật cảm ơn tôi chỉ mong mỏi được gặp cô thế là đời tôi mãn nguyện lắm rồi một lần nữa tôi xin kính dân cô lòng yêu tha thiết của tôi lòng kính mến tột bực của tôi phi long tuần báo cười mộng lan đọc xong hai bức thư bỗng ngồi thừa người ra suy nghĩ thấy chị suy nghĩ túy lan cầm hai bức thư và cũng ngồi im đọc lại một lúc sau mộng lan nhìn túy lan chăm bẩm sao chị nghi phi long này là thằng họa sĩ phi long chồng em trước kia quá vì chỉ nó mới có giọng văn tán tỉnh ấy nếu đúng như lời chị nói thì thật là một câu chuyện buồn cười của em nhỉ túy lan buồn rầu nhìn chị thấy chị suy nghĩ em vừa đọc lại hai bức thư và cũng cảm thấy hình như bức thư này là của phi long cha của nhị lan mộng lan nói nó đã muốn chết thì cứ cho nó chết cho đáng đời lúc này chính là lúc em trả thù được kẻ đã phụ tình đó em ạ à. túy lan thở dài trả thù cái án phụ tình hả chị Trả thù thì được ít gì, lòng em đã chết. Phải chi em có được tâm hồn của những kẻ mau thay đổi thì lúc này sẽ là cơ hội tốt để cho kẻ ấy một bài học. Và em có quyền bước thêm bước nữa để tìm hạnh phúc cho đời. Nhưng ác nghiệt thay, lòng em lại là lòng của kẻ thủy chung. Vì thế bị phụ tình em chỉ đành ôm một mối hận lòng không bao giờ tính đến chuyện làm lại cuộc đời chị ạ. À. Bước thêm bước nữa, đời tình ái của em chỉ thêm bầm dập chớ ít gì nếu em có ý làm lại cuộc đời thì biết bao kẻ hiến cho em sự giàu có như ông sơn nếu em nói một tiếng ông ta có thể bỏ vợ để cưới em kia mà còn ông chủ nhà xuất bản sáng bảo nếu em ưng ông sẽ giới thiệu cho em một ông quá vợ độc giả trung thành của em em giờ đây không cần giàu sang đời em đã đi đến chỗ mà em thích nhất em say mê với nghề cả nghề hàng không và nghề viết văn em sung sướng bơi trong tình yêu tràn ngập của chị em tắm trong ánh sáng của tình mẫu tử em không còn thấy thiếu gì nữa cả mộng lan nhìn em sững sờ hay là em còn yêu phi long túy lan thở dài lặp lại cái câu mà túy lan đã nói với tố ngọc ngày nọ em tuy là em chị nhưng em vô phước đã yêu và hiểu biết tình yêu là gì chị chưa yêu ai nên chị đã nhìn đời bằng cặp mắt khác đời qua đôi kiến ái tình nó đã có một màu sắc khác lắm chị ạ à. Lòng em là lòng của một kẻ bị thương, mắt em là mắt của kẻ bị ái tình nằm mờ tối. Mối tình của em là mối tình đầu, vì thế một khi lòng đã bị thương, mắt đã mù quáng, khó lòng lành lặng liền được. Chị thử nghĩ xem, mình đóng vào dách một cái đinh, mình có nhổ cái đinh ra, dấu đinh ở dách vẫn còn. Huống nữa là lòng người không vô tri như tấm dách. Tuy em không còn yêu Phi Long, nhưng lòng em vẫn bị sự phủ phàng của Phi Long ám ảnh, mà còn bị ám ảnh tức là hình ảnh của phi long còn trong đầu óc của em chưa gột rửa được cũng như cái đinh không còn ở vách tường nhưng vách cũng đã bị thủng lỗ sau này nếu có trét lớp vôi khác dấu cũ vẫn còn mộng lan nghe em triết lý thế liền hỏi thế về hai bức thư kia nếu quả thật là của phi long thì em định xử trí thế nào em chẳng trả lời làm gì phi long mới hay cũ em cũng chả thiết phi long nào cũng như phi long nấy người đàn ông nào rồi cũng như người đàn ông ấy cả đi tìm một cây kim trong đêm khuya chỉ mất ngày giờ và việc ấy sẽ là việc làm rồ dại em đã tỉnh ngộ và em đã khinh khi tất cả bọn đàn ông rồi mộng lan cười vì nghĩ đến như hùng chàng thanh niên mà nàng kính nể Túy lan hình như hiểu được ý nghĩa của chị giỏi nói em uất ức mà nói câu trên chị đừng phiền em nhé em xin sửa lại câu nói em khinh tất cả đàn ông chỉ trừ người nào được chị mộng lan của em lựa làm người bạn trăm năm mộng lan cười lớn Khá đấy, chứ em mà khinh hết bọn đàn ông thì chắc chắn là trong đám đàn ông ấy không còn ai đáng cho chị yêu được. Quá ra chị phải làm cô gái già hay sao? Em quốc ức nên dơ đũa cả nắm. Chứ còn ông Siêu, ông Sơn đó, họ có phải là hạng người đáng khinh đâu. Túy Lan lắc đầu. Họ chưa làm chủ được ta thì ta đâu có hiểu lòng dạ của họ. Ông Siêu cũng như ông Sơn chưa chiếm hữu được ta thì họ còn phải xả dao chịu chuộng ta. Bao giờ ta giàu rõ họ khi ấy họ mới dở cái bàn tay sắt của họ ra. Mộng Lan sửa soạn trở về nhà bà Phủ, Túy Lan ngồi một mình không khỏi suy nghĩ. Túy Lan lại đem hai bức thư của Phi Long ra, đọc lại và lòng bỗng tràn ngập một nỗi buồn khó tả. Nàng đang phân dân tìm một phương án để dẹp được bọn si tình ngày nào cũng cứ viết thư quấy rối cuộc sống bình thản của nàng, thì cánh cửa dục mở và Tố Ngọc bước vào. Vừa thấy mặt Túy Lan, Tố Ngọc đã hỏi, Nhà dân, làm gì ngồi thừa người ra như vậy? Và khi trên tay Túy Lan cầm hai bức thư, Tố Ngọc liền vui vẻ nói, là thư tình chứ gì phèn này tha hồ mà đọc thư tình thế nào đã gặp người tri kỷ chưa rồi tố ngọc lại đọc trần ai tri kỷ mấy người càng đi càng thấy cõi đời vắng tanh túy lan đang buồn mà thấy bộ tịch của tố ngọc thì không khỏi buồn cười có chuyện gì mà hôm nay tố ngọc lại vui như hỏi thế hay là cô sắp làm bà cũng gần đúng rồi đó à mà thôi đừng nói chuyện tầm phào nữa tố ngọc đến đây là để nói với túy lan một chuyện rất là quan trọng túy lan chưa kịp hỏi thì tố ngọc đã nói một hơi ông sơn có kể tố ngọc nghe câu chuyện giữa ông và túy lan và tôi không khỏi khen túy lan ở chỗ giữ được lòng mình nhưng tại sao túy lan lại giới thiệu tôi với ông sơn làm gì cách đây một tuần lễ ông sơn có nói với tôi là ông bây giờ cần một người nội trợ đảm đang một người vợ hiền ông kể túy lan khuyên ông nên cưới tôi túy lan có biết là ông sơn sắp cùng bà hoành ly dị không ông sơn chịu cho bà hoành một nửa gia tài và ông lãnh phần nuôi con ông ngỏ ý xin cưới tôi nhưng tôi chưa trả lời ông được vì tôi phải nghĩ kỹ lại và cần nhất là hỏi ý kiến túy lan tôi có khuyên ông sơn như thế vì tôi biết tố ngọc có thể đem hạnh phúc đến cho ông người như ông sơn cần gì có phải là chỉ cần người săn sóc ông về vật chất an ủi ông về tinh thần không người đẹp ông cũng không màng sự giàu có thì ông đã dư ông cần một người vợ hiểu biết ông thì trong số những người quen ai hiểu ông bằng tố ngọc bạn nên đồng ý làm người bạn tri kỷ của ông sơn thì hơn Tố Ngọc ngồi im một lát bỗng lắc đầu nói Sao Túy Lan không chịu ưng quách ông Sơn mà đi làm mai cho kẻ khác làm gì? Túy Lan nói Cảnh Tố Ngọc khác, cảnh tôi khác Tố Ngọc có quyền yêu, chứ tôi, tôi không có quyền yêu ai nữa Tố Ngọc nhìn bạn thương hại Thế Túy Lan định ở quá luôn à Còn thư của bọn độc giả suy si tình gửi đến Túy Lan xử trí ra sao? Túy Lan không trả lời câu hỏi ấy chỉ đem hai bức thư của Phi Long đưa cho Tố Ngọc xem và nói Mộng Lan nghi hai bức thư này là của Phi Long, người đã phụ tình mình. Tố Ngọc nói, Tôi khuyên Túy Lan nên chấm dứt trò chơi cút bắt này là hơn. Theo tôi, Túy Lan nên cho đăng ảnh mình lên báo và đưa tin thật ra cho đời biết. Túy Lan chấm dứt trò cút bắt này sớm chừng nào, tức là Túy Lan cứu vớt một mớ người đau khổ vì Túy Lan đấy. Túy Lan không nên gây cho họ một sự hy vọng hảo quyền tội nghiệp. Túy Lan bảo, lòng túy lan chết thì tại sao túy lan còn muốn mục kích những câu chuyện tình mù tối dại dột thất vọng của đám người như những con thiêu thân đang bay theo túy lan như theo ánh sáng của ngọn đèn như các anh chàng phi long nào đây tôi không cần biết là phi long đã phụ túy lan hay là phi long si mê cô khúc khích có điều tôi thấy anh ta đang ở trong một tình cảnh mê muội đáng thương hại quá túy lan phải giải quyết cho sớm đi và nếu muốn lựa một người bạn tri kỷ khác thì việc đăng ảnh đăng tên sẽ rất thuận tiện cho túy lan trong việc làm lại cuộc đời ấy tôi mà ở địa vị túy lan tôi giải quyết một cách mau chóng lắm tôi đăng ảnh đăng tên tôi lên báo và cũng nói luôn cảnh tôi bị phụ tình và tôi tuyên bố cho mọi người biết tôi không nhận thư của ai nếu thư ấy có ý tán tỉnh túy lan cười ai lại làm chuyện điên rồ như tố ngọc vậy tố ngọc cãi lại tại sao lại bảo là điên rồ mình tuyên bố như thế không hơn là ngày nào cũng phải đọc những bức thư tán tỉnh dớ dẫn hay sao túy lan liền nói thôi hãy dẹp chuyện của tôi lại tố ngọc hãy cho tôi biết tôi có được đi dự đám cưới của ông sơn và tố ngọc không đã tố ngọc vừa đứng lên vừa nói nếu túy lan vì ông sơn mà khuyên tôi nhận lời thì tôi chưa được hài lòng túy lan tỏ vẻ không bằng lòng tôi vì cả hai người chứ vì ông sơn vì tôi thấy ông ta ở trong một cảnh khủng hoảng về gia đình. Vì Tố Ngọc, vì tôi muốn Tố Ngọc gặp một người chồng tốt. Tố Ngọc ạ. À? Tố Ngọc nói đùa. Thế ý, ông Sơn nên cảm ơn Túy Lan nhiều ở chỗ. Túy Lan tuy không yêu ông Sơn, nhưng đã hiểu ông Sơn. Túy Lan thành thật nói. Chính trong thâm tâm tôi cũng phục ông Sơn ở chỗ ông hiểu tôi, để cho tôi yên với mối tình gian dở. Ông lại thành thật coi tôi như người bạn. Ở đời có tình bạn là vĩnh viễn trong sạch. Tố Ngọc sung sướng cáo từ Túy Lan nhưng còn căng dặn. Chấm dứt trò chơi cút bắt nguy hiểm đó đi Túy Lan. Đưa cô khúc khích ra đời với vẻ mặt xinh đẹp của cô Túy Lan, một nữ tiếp viên, duyên dáng, mỹ miêu và khả ái cho đời xem đi. Túy Lan lườm Tố Ngọc, hai người nhìn nhau thân ái. Chỗ rẻ của lòng Như Ngọc cầm tờ báo cười bước vào phòng bà Phủ đặt xuống giữa bàn mẹ và chú hùng xem cái ảnh này có phải là của mộng lan không thế mà dưới ảnh lại để là cô túy lan chú hùng đọc cho mẹ nghe bài báo này đi như hùng kinh ngạc rõ ràng là hình của mộng lan bà phủ cũng nói đúng là mộng lan kia mà phải chi có cô mộng lan ở đây ta hỏi thử nhưng để đọc bài báo kia xem nói gì đã mộng lan đang dẫn minh lên đà lạt đổi gió vì dạo này sài gòn nóng quá bà phủ tổ chức chuyến đi này ngoài vấn đề sức khỏe của mình còn có một mục đích khác mà chỉ có bà biết hùng thấy mẹ nói vậy liền cầm tờ báo đọc lớn cô khúc khích là ai từ ngày trên báo này có những bài của cô khúc khích thì chúng tôi nhận được không biết bao nhiêu thư gửi lại nhà báo yêu cầu cho biết địa chỉ của cô hay yêu cầu cho họ biết cô khúc khích là ai chính chúng tôi chúng tôi đã nhiều lần nhắn lên báo để được gặp cô khúc khích nhưng chúng tôi vẫn chưa biết chỉ biết cô khúc khích tác giả quyển tội về ai là một nhà văn tâm lý xã hội có giọng văn chua chát mỉa mai mãi đến ngày hôm qua chúng tôi mới được ông chủ nhà xuất bản sáng giới thiệu với cô khúc khích chúng tôi đã phỏng vấn cô và được cô vui lòng cho đăng bức ảnh lên báo giới thiệu với các bạn đọc gần xa chúng tôi hỏi tại sao mãi hôm nay cô mới cho chúng tôi hân hạnh gặp cô cô khúc khích thành thật trả lời vì tài còn hèn chưa xứng đáng trường danh với đời nên tôi chưa muốn cho các bạn biết đến tôi tôi tự xét chưa đủ làm một nhà văn tôi chỉ ghi chép những điều tai nghe mắt thấy hay những gì đã rung động tâm hồn tôi nhưng khổ nổi các bạn đọc văn tôi rồi quá yêu tôi mà gán cho tôi cái danh dự làm nhà văn cô có thể cho chúng tôi biết về đời tư của cô và tinh thật của cô tôi tên thật là ngô túy lan tôi còn có một nghề chánh ngoài việc giết văn để nuôi sống tôi và con tôi Cô khúc khích chỉ cho biết đến đó và nhất định từ chối mọi câu hỏi khác. Trên đường về tôi được ông chủ nhà xuất bản sáng cho biết Đời cô khúc khích là cả một thiên tiểu thuyết ái tình nhưng không phải diễm tình mà đầy nét bi đát. Cô không còn nhìn đời với cặp mắt thơ mộng nữa mà chỉ là một người đàn bà từng chịu nhiều đau khổ, muốn sống yên ổn với nghề của cô, với đứa con của cô, tất cả nguồn hạnh phúc của đời cô. Mến cô khúc khích, các bạn hãy để cho cô yên ổn làm tròn phận sự của một người mẹ mến cô khúc khích các bạn hãy tôn trọng sự đau khổ của cô mến cô các bạn hãy khuyến khích cô trên đường văn nghệ đọc đến đây như hùng bỏ tờ báo xuống ngồi thừa người suy nghĩ như ngọc nói rõ ràng là ảnh của cô mộng lan cũng cặp mắt ấy cũng cái miệng ấy và cũng khuôn mặt ấy lại cũng tên lan và họ ngô chỉ khác có chữ lót mà thôi bà phủ như nhớ ra khi đến đây, Mộng Lan có cho mẹ hay là cô có một người em gái đã có chồng. Có lẽ người này chính là em của Mộng Lan. Nhưng có điều mẹ cũng hơi lạ là tại sao cô Mộng Lan không muốn cho chúng ta biết chỗ ở của cô và không bao giờ đem việc nhà nói với mẹ, mặc dù tình mẹ đối với cô rất hậu. Nhiều lần, mẹ bảo cô lấy xe hơi về nhà, cô nhất định không nghe, diện lẽ là đi xe mãi, cô sẽ quen với cuộc sống trưởng giả. Giá lại, mẹ thường thấy cô Mộng Lan đang quần áo cho con nít, áo quần cô đang ấy cứ theo ngày với tháng lớn dần hồi cô mới đến đây cô đang áo đang nón cỡ con nít mới sanh vài tháng giờ đây cô đang cho cỡ một đứa nhỏ đã biết đi biết chạy nói đến đây bà phủ lại thêm ta có thể tin mộng lan là khúc khích lắm vì mộng lan tuy còn nhỏ nhưng về chuyện tình cảm cô tỏ ra là người rất lịch duyệt và đôi khi còn cho thấy cô dè dặt hay chán nản ái tình là khác hai con có nhớ những lời cô mộng lan nói với chúng ta về ái tình cách đây mấy tháng không và cô thường lên án bọn đàn ông bạc tình gay gắt lắm như ngọc nói mẹ xét đúng đó cô mộng lan quả thật là người không muốn yêu đương nữa có lẽ như lời cô đã tuyên bố lên báo tội nghiệp con người còn trẻ đẹp mà bị phụ tình đến nỗi không còn muốn yêu ai nữa bà phủ liền hỏi hai con các con có hiểu tại sao mẹ cho mộng lan và minh đi đà lạt không như ngọc liền nói vì sức khỏe của thằng minh mà cũng vì lẽ mẹ sợ con ở gần cô mộng lan rồi chọc ghẹo cô nên mẹ kiếm cách đưa cô đi xa con chứ gì bà phủ cười con nói có phần đúng nhưng mà chưa đúng hẳn câu chuyện này dài dòng hơn thế kia rồi bà nhìn như ngọc có vẻ thương hại mẹ thấy mộng lan nết na là đẹp đẽ mẹ yêu cô ta quá phải chi mẹ có được một đứa con gái như thế thì mẹ yêu quý biết là giường nào vì thế mà mẹ muốn cho mộng lan ở mãi bên mẹ mẹ thấy nếu được như vậy thì đời mẹ bớt tẻ nhạt ý mẹ muốn nhưng mẹ đã dám nói gì với mộng lan đâu thì bỗng mẹ thấy như ngọc có lòng quý mến mộng lan nên mẹ đem hết dĩ dãn của như ngọc kể cho mộng lan hay và mẹ muốn hỏi mộng lan cho con vì mẹ thấy con có ý ăn năn và định lập gia đình vừa nghe bà phủ nói đến đó như ngọc đã nhảy chồm lên như con hổ đói gặp môi mẹ nói thật đi chứ bà phủ thấy con quá bồng bột đoán được sự thất vọng của con bà dè dặt nói lẽ ra mẹ không nên kể mộng lan nghe dĩ dãn của con làm gì nhưng mẹ nghĩ cần phải nói rõ để sau này mộng lan không án trách mẹ lừa dối huống chi mộng lan cũng đã thấy được sự ăn năn sửa lỗi của con và nhiều lần tỏ ý mừng cha mẹ về sự con đã biết quay về với mẹ cặp mắt như ngọc sáng ngời dán vào đôi mắt của bà phủ không hề chớp bà phủ như ngọc đâu để ý đến vẻ mặt đau khổ của như hùng mặc như hùng tái hẳn lại hai tay rung lên nhưng cố trấn tĩnh và chú ý nghe mẹ nói với anh một hôm mẹ hỏi cô mộng lan tôi thấy cô nết na tôi muốn cô ở mãi bên cạnh tôi trong gia đình tôi chẳng hay cô có thể làm vừa lòng tôi không mộng lan nhìn mẹ một lát rồi nói con không dám hứa trước nhưng nếu bà có lòng thương con thì con giúp việc cho bà mãi mãi con không có ý đi làm chỗ khác mẹ liền nói tôi muốn nói khác nghĩa là tôi muốn cô trở thành một người trong thân quyến tôi. Mẹ nhìn nét mặt cô mộng lan lúc bấy giờ thì thấy cô mặt đỏ bừng. Cô ấp úng nói, ý bà muốn nói gì, con chưa hiểu. Mẹ liền tỏ ý cho cô biết là mẹ muốn cô trở thành con dâu của mẹ. Cô mộng lan cúi đầu làm thinh một lát rồi hỏi, xin bà cho con biết rõ ý muốn của bà. Mẹ liền nói, cô dạy thằng Minh, chắc cô cũng thương nó, vì nó yêu cô hơn cả tôi nữa. Vậy cô có thể vì nó mà làm cho đời nó khỏi coi cút không? Cô có thể cứu vớt đời như Ngọc con tôi để nó trở thành một người tốt không? Từ ngày nó biết cô, đem lòng yêu cô, nó đã đổi hẳn tính tình. Cô có thể yêu một người mẹ đau khổ mà ráng làm cho Như Ngọc quá thành một đứa con có hiếu không? Mộng Lan lễ phép nói Bà là một người mà con kính nể nhất trong đời từ ngày cha mẹ con chết. Con rất thương bà nhưng để làm vừa lòng điều bà nói con không thể làm được cậu như ngọc là một người đàn ông từng trải nhiều ở tình trường con sao chiếm được lòng cậu như ngọc địa gì của một người vợ lâu bền được từ hôm ấy mẹ sợ mộng lan khi ra vô gặp con sẽ ngượng nghịu nên mẹ diện lẽ cho thằng minh đi nghỉ mát cố ý cho mộng lan tránh mặt con một lúc như ngọc buồn rầu nói con cũng biết cô mộng lan đời nào yêu được con nhưng con yêu là yêu một cô mộng lan trong trắng thiếu nữ kia chứ cô Mộng Lan theo bài báo cười vừa nói đó, con cũng hơi ngại ngại. Một vẻ buồn thoáng qua khuôn mặt của Như Ngọc, Như Ngọc cao đôi mày, ra chiều suy nghĩ. Như Hùng nãy giờ ngồi chết sững, nghe xong liền thở dài một cách khoan khoái. Muốn phán đoán về đời tư của cô Mộng Lan, ta phải đợi cô Mộng Lan về đây đã. Ta biết Túy Lan và Mộng Lan có phải là một người không đã mà dội phê bình cô ta, huống chi ở đời biết bao cặp chị em hay anh em song sinh họ giống nhau như hai giọt nước đó thì sao bà phủ gật đầu thằng hùng nói đúng đó còn hai tháng nữa mộng lan về chúng ta sẽ rõ được sự thật nhưng phỏng như cô mộng lan là cô túy lan đi nữa người như túy lan cũng đáng cho ta kính nể sự đau khổ của đời cô đáng cho mọi người nghiêng mình quý mến chứ như ngọc nghe mẹ nói thế thì chỉ ôm đầu làm thinh một lát sau ngẩng đầu lên thở dài nếu cô mộng lan là cô mộng lan còn trong trắng cô không đời nào chịu yêu một người trụy lạc như con mặc dù con đã ăn năn hối lỗi còn cô mộng lan là một người đã bị tình phụ và đã nguyền ở dậy nuôi con thì cô mộng lan dạy gì đi yêu một gã đã phụ cả chục người đàn bà nói xong câu ấy như ngọc ngồi thường người ra suy nghĩ như ngọc thấy tim mình như có ai lấy một mũi tên đâm xuyên qua cảm thấy sự cố gắng của mình không đem lại cho mình một chút ấm áp nào cả như ngọc thấy tay chân rời rã và đầu óc rối beng chàng thất vọng, buồn rầu. Giờ đây, chàng mới hiểu dĩ dãn quan trọng cho tương lai đời chàng biết dường nào. Cái dĩ dãn xấu xa, trụy là của chàng đã in vào đời chàng, vào người chàng, những hàng quảng cáo không lợi cho chàng chút nào cả. Danh dự chàng đã bị tổn thương, tương lai sự nghiệp chàng sẽ mù mịt. Như Ngọc lại nghĩ, ta có thể yêu như thế này sao? Biết bao người đẹp đã qua tay ta, thế mà có bao giờ lòng ta sao xuyến, lòng tha thiết như lần này gặp mộng lan đâu thật là một sự khó hiểu không lẽ từ trước đến nay ta chỉ thỏa mãn nhu cầu về xác thịt ta đâu đã hiểu tình yêu là gì đến hôm nay khi mà ta đã giết hết nửa đời bằng những trang nhật ký phóng túng cờ bạc rượu chè ta lại bị ái tình trừng phạt ta yêu mộng lan đến thế này ư chàng cố xua đuổi hình ảnh mộng lan ra khỏi đầu óc nhưng càng cố xua đuổi chàng càng thấy mộng lan đẹp mộng lan, đáng yêu, đáng kính. Như Ngọc thấy đầu choáng dáng đứng dậy lão đảo đi ra ngoài giường. Bà Phủ nhìn theo con thương hại. Trong phòng chỉ còn một mình bà và Như Hùng. Trong đầu óc bà bỗng thoáng qua một suy nghĩ, bà hỏi Như Hùng. Sao mấy hôm nay mẹ thấy con không được vui, hay là con có chuyện gì suy nghĩ? Như Hùng nói. Tánh còn như thế, giả lại mấy hôm nay thằng Minh đi khỏi, nó đã vô tình mang theo sự vui vẻ của gia đình ta bà phủ nhìn con một lúc rồi hỏi con đã định chuyện cưới vợ chưa lẽ nào con ở mãi vậy để thương nhớ con phi anh sao con cũng nên nghĩ đến mẹ mẹ đã già rồi mẹ muốn con có đôi bạn vui vẻ với người ta như hùng nói nội trong năm nay thế nào con cũng tính xong việc vợ con và rồi đây chắc chắn mẹ sẽ có cháu trai nâng niu bồng ẩm nghe con nói thế bà phủ mừng lắm như Hùng toàn thú hết mọi việc cho mẹ nghe, nào chuyện thằng Hùng Anh, chuyện chàng yêu Mộng Lan mà chưa dám tỏ nỗi lòng cho Mộng Lan biết. Nhưng Như Hùng chưa đủ can đảm nói thì bà Phủ đã đứng dậy đi ra giường. Như Hùng cầm tờ báo cười đọc đi đọc lại hai ba lần, ngắm nghía bức ảnh của Túy Lan. Chàng buồn rười rượi, tay để rơi tờ báo xuống đất, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, tâm hồn bâng khuâng khó tả. Nếu Túy Lan là Mộng Lan mà chàng yêu mến bấy lâu nay, thì chàng biết làm sao chiếm ở lòng người đàn bà đã chán ngán tình ái ấy một chút yêu đương cần thiết cho đời chàng cho đứa con của chàng thằng hùng anh mồ côi mẹ nếu mộng lan không phải là cây bút của báo cười mà là cô gái trong trắng tim chưa yêu ai mắt xanh chưa để ý đến ai thì liệu mộng lan có yêu được một người đã có một đứa con riêng như chàng không và mộng lan có phải là người mẹ hiền có thể yêu thằng hùng anh như yêu con ruột không như hùng đau khổ hết sức cảm thấy đời chàng sao vô phúc quá trước khi chàng yêu phi anh và được phi anh yêu lại thì một nghịch cảnh đã làm chàng không thể cùng phi anh nên vợ nên chồng đến nỗi gây cho phi anh cái chết thê thảm gây cho chàng cảnh lẻ loi hối hận giờ đây khi lòng chàng sống được lại trong tình yêu mộng lan thì biết đâu tình yêu này cũng sẽ là một mối tình tuyệt vọng thật quả như mộng lan nói ái tình là một cái nhà có trăm nghìn cái cửa đi vào nhà ấy là không biết đường ra hai tháng nữa mộng lan về. Trời ơi, hai tháng là sáu mươi ngày, mà một ngày là một thế kỷ đối với kẻ mong đợi. Như Hùng thấy Như Ngọc mỗi ngày gầy ốm thì biết Như Ngọc đã yêu mộng lan nhiều. Như Hùng lấy làm lạ tại sao một người đàn điếm như anh mình mà cũng có được một tình yêu sâu sắc như thế. Rồi chàng ấy náy lòng lại nhủ lòng. Tại sao anh ta và ta lại cùng yêu một người? Ái âm quá, chẳng lẽ ta và anh ta lại là hai kẻ tình địch sao? ta phải giải quyết vấn đề này cho ổn thỏa, nếu không có thể trong anh em xảy ra bất quà, thì đau lòng cho mẹ biết bao. Như Hùng, bỗng nhớ lại câu chuyện của một đại văn hào mà không khỏi rùng mình. Đại văn hào này yêu một thiếu nữ, thiếu nữ này cũng được người anh của đại văn hào yêu, nhưng thiếu nữ chỉ yêu có đại văn hào. Ngày đám cưới của đại văn hào, người anh đến dự và chết sững với ly rượu mừng em duyên may phận đẹp trên tay như hùng lo sợ một sự không may như thế xảy đến cho anh chàng nếu rủi tình của anh chàng cũng ghê gớm như thế thì đối với anh chàng chàng đắc tội biết bao đành rằng trên miếng đất ái tình cũng như trên bãi chiến trường ai mạnh là người ấy được nhưng hai kẻ thù địch trên miếng đất ái tình này lại là hai anh em hai anh em một mẹ mà than ơi người mẹ già ấy đã từng đau khổ nhiều rồi lòng như hùng đang băn khoăn về vấn đề này thì bỗng một hôm như ngọc nói với như hùng tôi hỏi thật chú hùng chú có yêu cô mộng lan không câu hỏi đột ngột của anh làm như hùng giật mình nhìn anh kinh ngạc như ngọc hỏi tiếp chú thì chẳng bao giờ lan bay như tôi tánh chú đứng đắn phải chi tánh tình tôi được như chú thì mộng lan yêu tôi ngay như hùng thành thật nói lúc sau này anh cũng đã đứng đắn lắm rồi mà tại lòng cô mộng lan sắt đá thôi như ngọc nói không chú lầm rồi. Đã là người thì mấy ai sắc đá mãi được. Cô Mộng Lan người đẹp như thế lẽ nào không biết yêu hay sao? Chú cứ nhìn ra trời đất, cây cỏ còn đa tình, chim muôn còn có bạn. Tình sống trong dạng vật, tại sao tình không có ở người trẻ đẹp như cô Mộng Lan? Hay cô chưa yêu ai vì chưa tìm người xứng với lòng cô? Cô đã không yêu tôi thì tôi cũng tính cách để đừng yêu cô chứ. Yêu là khổ, thế tại sao người ta lại ưa tìm cái khổ? Té ra, tôi bỏ cuộc đời phóng túng trở về với gia đình chưa được gì lại gặp phải cái tình tuyệt vọng rồi khổ hay sao không đâu kẻ làm trai biết bao cơ hội để làm mát mặt với đời cảnh vợ con chẳng qua là cái cảnh an nhàn của kẻ không có chí bốn bể tung hoành đấy thôi cô mộng lan đã cho tôi một bài học nghĩa là cô bảo tôi phải gây lại cho đời tôi một sự nghiệp trước đã rồi hãy nói đến gia đình đến hạnh phúc của kẻ an nhàn tôi sắp đi bốn bể sẽ là nhà chí trai dùng giấy tôi tìm cho đời tôi một sự nghiệp bất tử. Tôi chơi đã nhiều rồi, sung sướng về vật chất tôi đã hưởng quá nhiều rồi. Hạnh phúc của đời người là một cuộn chỉ mà quá công đã đo sẵn và cấp cho mỗi người. Nếu ta là kẻ biết giữ hạnh phúc cho bền bỉ thì ta cứ mở dần dần chậm chậm cuộn chỉ, đời ta sẽ thấy bình thản yên vui. Cũng cuộn chỉ ấy nếu ta hấp tấp mở nhanh, cuộn chỉ sẽ mau hết, hạnh phúc ta hưởng hết cả. Tương lai ta còn gì nữa mà sung sướng, đời tôi phải là đời của một kẻ hy sinh cho một cái gì cao cả một cái gì phi thường để mong ghi cho đời một chút gì gọi là hữu ích chú có hiểu cho tôi không chú có thương tôi không và rồi đây trên con đường phận sự tôi phải xa chú xa mẹ chú ráng ở nhà an ủi mẹ già tôi đi năm ba năm bao giờ lập được công danh khi ấy tôi sẽ về sum hợp cùng mẹ và chú chú hãy thương thằng minh như con chú và nếu có thể được chú hãy ráng làm sao cho mẹ đạt được cái ý muốn có cô Mộng Lan sống bên cạnh mẹ. Như Hùng nhìn anh với cặp mắt đầy kính phục. Chí anh đã lập, em không còn gì mừng hơn nữa. Anh đi chắc mẹ cũng buồn, nhưng anh đi đây là vì sự nghiệp tương lai của đời anh. Mẹ sẽ tìm được đôi chút an ủi ở lòng thương nhớ. Còn về chuyện anh khuyên em đó, em chưa có thể hứa với anh được. Giả lại biết cô Mộng Lan có yêu được em không mà bảo em làm vừa ý mẹ đến như anh đẹp trai lanh lợi ăn nói duyên dáng mà cô còn không bằng lòng nữa là em hình dáng bên ngoài không bằng anh lại không bao giờ thốt được một câu gì có thể làm cô mộng lan chú ý đến em như ngọc nhìn em như hơi ngạc nhiên vì như ngọc đã nghĩ rằng như hùng yêu mộng lan và chàng tin chắc là mộng lan sẽ yêu lại như hùng hối hận ở nhà xuất bản sáng ra phi long lên dội chiếc xe taxi tim chàng như muốn phá lồng ngực để tung ra ngoài chàng vừa nhận được phong thư trả lời của cô khúc khích chàng không dám ngồi lại nhà in đọc sợ sự cảm động của chàng sẽ làm mọi người chế giễu vì thế chàng ôm phong thư vào lòng một cách thành kính và lên xe về nhà riêng bước vào nhà chàng liền đi lấy cái kéo cắt phong bì cẩn thận chàng rút bức thư ra và thấy các hàng chữ đôi mắt chàng đã qua lên chàng đưa tay lên đè quả tim rồi lột đôi kính trắng để lao lại cho thật kỹ, vì chàng sợ chàng ngó không rõ. Những chữ trên trang giấy kia sao lại có vẻ quen với chàng quá? Ủa, sao lại là chữ của Túy Lan? Lẽ nào như thế được? Hay là nét chữ giống nhau? Nhiều người có nét chữ giống nhau lắm. Nhưng lạ, mấy dấu chấm đầu chữ Y của cô khúc khích sao giống hệt của Túy Lan. Trước kia, chàng thường hay công kích túy lan về cái lỗi dấu chấm chữ y quá lớn hình như muốn làm người ta chú ý đến mình phi long chăm chú đọc bức thư kính gửi ông phi long đọc hai bức thư của ông tôi hết sức kinh ngạc kinh ngạc vì sao ở đời lại có một người đàn ông giàu tưởng tượng như ông tôi không khỏi rầu buồn là tôi thật không xứng đáng với những lời ông đã khen tặng tôi trong thư tôi phải thưa rõ với ông tôi là ai để mong đánh tan đám mây mờ bao phủ chung quanh tôi tại sao tôi chưa muốn cho đời biết tên tôi vì tôi tự xét chưa đủ tài sức để được vinh hạnh mang danh văn sĩ tôi chỉ ghi chép những điều tâm hồn tôi bị rung động tôi chỉ kể lại những gì tai tôi nghe mắt tôi thấy tôi chỉ muốn sống âm thầm trong bóng tối nhưng tôi sợ nếu tôi cứ giữ mãi cái trò cút bắt nguy hiểm này không khéo vô tình gây cho các bạn những mối tình không đâu có thể đem cho tôi lắm sự phiền phức Tôi xin thưa với ông tôi không phải là một thiếu nữ ngây thơ, nhìn đời với cặp mắt thơ mộng. Cái thời kỳ mộng mơ ấy đã chết rồi, vì tôi là một người đàn bà, đã có chồng, đã có con. Đọc tiếp đến đây Phi Long cao mặt, lắc đầu thất vọng rồi đọc tiếp. Trước kia tôi cũng đã từng yêu, nhưng người tôi yêu đã phụ tôi, bỏ tôi trong lúc tôi có thai ngán để đi theo một người đàn bà, đàn điếm ăn chơi. Tôi ngán cho tình đời đen bạc, lòng người thay đổi lắm rồi, không là một kẻ thù ghét bọn đàn ông phụ tình đã làm may rồi. Tôi giờ đây có lẽ nào lại dại dột dấn chân vào con đường tình trong gai nữa. Đọc thư ông thấy tình ông đẹp quá, tôi thương hại người đã đặt cái tình quá tốt đẹp ấy vào chỗ không xứng đáng. Vậy tôi xin ông hãy dành tình cảm tốt đẹp ấy cho một thiếu nữ mơ mộng thì hơn. Và mong ông nếu biết kính nể sự đau khổ của một người đàn bà, sự yên tĩnh của một người mẹ, đừng viết cho tôi những bức thư như thế nữa kính chúc ông mạnh giỏi, cô khúc khích. Phi Long rút khăn ra lau những giọt mồ hôi lấm tắm trên trán chàng. Chàng đi từ chỗ thất vọng đến chỗ nghi ngờ. Cô khúc khích này có phải là túy lan không? Tại sao cô bảo là cô bị phụ tình, mà kẻ phụ tình cô là ai? Nếu cô khúc khích là túy lan, thì túy lan còn lại gì cái tên Phi Long? Đã không lại gì cái tên Phi Long, tại sao túy lan lại trả lời cho ta? Một cách hòa nhã, êm thấm, biết ta là kẻ phụ tình, sao túy lan không sẵn dịp chửi mắng ta thậm tệ như trước kia tố ngọc đã chửi ta phi long đứng lên đi lục lạo khắp tủ tìm một bút tích của túy lan trước kia để đem ra so sánh với bức thư chàng vừa đọc nhưng tìm mãi không ra phi long định ngồi xuống ghế thất vọng chàng lẩm bẩm cả tuần lễ nay vì mong đợi thư cô khúc khích mà ta bệnh không lại tòa soạn báo cười không rõ trong tuần nay họ có tin tức gì của cô không trong thư cho ta cô nói sẽ chấm dứt trò chơi cút bắt nguy hiểm này vì cô sợ bọn si tình phá rầy cô. Sự thật tại nhà xuất bản sáng, mỗi ngày thư từ gửi đến cho cô không phải là ít. Nghĩ đến đó, Phi Long bèn đứng dậy đi đến tòa soạn báo cười, mới ra ngõ chàng gặp ngay một sạp báo, với tờ cười nằm giữa các báo khác, và ngay cả ở trang đầu, một hàng tích lớn làm chàng phải ngừng lại. Cái tựa, cô khúc khích là ai? Chúng tôi phỏng vấn cô khúc khích, làm chàng run rẩy Phi Long mua ngay một tờ, rồi bước nhanh về nhà, đôi mắt không rời khỏi bức ảnh ở một góc bài phỏng vấn. Phi Long đi không muốn nổi nữa, rõ ràng cô khúc khích là túy lan, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Đọc xong bài báo, Phi Long úp mặt vào hai lòng bàn tay, dĩ dãn lần lần bài ra trong đầu óc của chàng như một cuốn phim bi đát, chàng ăn năn hối hận, xấu hổ. Túy Lan, người vợ mà chàng đã nhẫn tâm phụ phàng, cô khúc khích tài qua lại là Túy Lan, chàng phụ phàng túy lan để lại yêu tha thiết túy lan mà chàng lầm tưởng là cô khúc khích xa lạ té ra chàng thả mồi bắt bóng bóng kia bắt không được mà mồi cũng chẳng còn chàng nhớ đến câu chuyện con chó ăn trộm miếng thịt rồi chạy ra đứng ở trên cầu sốt sữa ăn bỗng nó nhìn xuống sông thấy dưới nước có miếng thịt to hơn miếng thịt nó đang ngậm trong miệng nó liền nhả ngay miếng thịt nó đang ngậm định nhảy xuống nước để chụp miếng thịt lớn hơn nhưng miếng thịt dưới nước chẳng qua là cái bóng của miếng thịt nó đang ngậm trong miệng. Giờ đây miếng thịt đã theo dòng nước cuồn cuộn đi mất, nó đứng tiêu nghỉu tiếc rẻ miếng mồi ngon, hoài công vô ích. Túy Lan thật quả là người vợ hiền, người đã yêu Phi Long tha thiết. Người vợ hiền ấy Phi Long đã ruồng bỏ, Phi Long lại đi yêu một cái bóng của Túy Lan, là một người mà Phi Long không có quyền chạm đến. Sao đời lại có lắm chuyện oái âm như thế này? Phi Long làm sao chuột được tội lỗi của mình đã gây ra cho Túy Lan, vợ chàng trước kia, để mong chiếm lại ở con người ấy một chút yêu đương, tha thứ. Túy Lan bảo lòng nàng đã chết, thì Phi Long còn hy vọng gì nữa? Đối với Túy Lan, Phi Long đã chết. Vì thế mà khi đọc hai bức thư của Phi Long, Túy Lan không còn để ý đến cái tên Phi Long nữa. Phi Long thấy lòng xốn sang khó chịu, đứng ngồi không yên, muốn gặp ngay Túy Lan, để quỳ xuống bên nàng xin tha lỗi cho phép chàng được quay lại sống cạnh nàng để chuộc lỗi mà chàng đã gây ra nhưng chàng biết túy lan ở đâu cặp mắt phi long sáng lên một tia hy vọng vừa thoáng qua chàng phải tìm tố ngọc gian xin tố ngọc giúp chàng trong việc này nghĩ đến đây phi long đứng ngay dậy đi tới kiến chải lại mái tóc chàng nhìn vào kiến thấy mặt mày hốc hác và đôi mắt đã thụt xuống sau những đêm mất ngủ phi long đón tố ngọc ở trước cửa nhà nàng một lúc thì tố ngọc ở sở về vừa thấy phi long Tố Ngọc đã cao mày muốn tránh đi chỗ khác, nhưng Phi Long đã theo bén gót về gian sinh. Cô Tố Ngọc ơi, cô đừng trách tôi làm gì, tôi đợi cô đã lâu rồi. Hôm nay tôi đến đây cầu xin ở cô một ân huệ cuối cùng. Cô ban cho tôi ân huệ ấy là tôi sống, bằng không đời tôi sẽ là đời của kẻ viết đi. Tố Ngọc vẻ mặt ngạo nghễ nói, hạng người như anh mà cũng có ngày phải đến tôi mong ban cho một ân huệ ư. Đời còn đẹp chán, việc gì anh bảo là sống với chết. Ồ, đời của một nhà họa sĩ tài ba thay vợ như thay áo tội gì dứt bỏ cái đời như hoa như ngọc ấy đeo lấy nó để rồi đây đi tìm các cô gái khác chứ nợ đời anh trả chưa xong đâu trốn đi chẳng quá ra hèn lắm san phi long phi long chấp hai tay lại vái tố ngọc tôi lại cô cô đừng có chửi tôi mà tội tôi ăn năn đã nhiều rồi tố ngọc làm bộ ngạc nhiên anh ăn năn cái gì thế hay là anh đến đây để nhờ tôi giới thiệu anh với cô bạn khác của tôi? Thôi đi anh, đẹp gì, cái thứ tình lửa rơm của anh mà cứ đem ra khoe khoang với tôi. Tôi đã bảo với anh là giữa anh và tôi không còn tình bà con gì nữa. Tôi là một người đàn bà đứng về phía nữ giới, tôi lên án sự phụ tình của anh. Chúng tôi sẽ làm sao để ở đời này không còn bọn đàn ông chuyên môn lợi dụng ái tình của đám chị em nhẹ dạ nữa. Án phụ tình là một cái án của xã hội. Bao giờ xã hội không còn hẹn người sở khanh như anh, Bây giờ xã hội không còn những tấn tuồng đau khổ con không cha anh bảo anh ăn năng ăn năng đã muộn anh ạ à. biết bao người đàn bà đã qua tay anh đời họ trước khi chưa gặp anh chứa chan hy vọng thế mà than ôi anh đã làm cho họ đau khổ tê tái đến nỗi không còn thấy đời là đẹp thấy tình là quý nữa phi long nói cô còn giận tôi cứ mắng nhiếc tôi cho hả cơn giận đi rồi xin cô nghe tôi nói nãy giờ cô trách tôi đã nhiều Cô trách tôi có nạn thật, nhưng đâu có bằng lương tâm tôi trách tôi, cắn xé tôi trong lúc này. Tố Ngọc nghe thế trong lòng cũng hơi nguôi giận. Tố Ngọc bỗng sực nhớ mình chưa mời Phi Long vào nhà, vì quá giận nên đã để Phi Long đứng trước cửa nãy giờ. Tố Ngọc dịu giọng Xin lỗi anh, nãy giờ quên mời anh vào nhà, nói gì cũng phải đợi vào nhà đã chứ, ai lại đứng ngoài đường mà trách móc nhau vậy. Phi Long nói, không phải lỗi tại cô mà chính là lỗi của tôi, vừa thấy cô tôi sợ cô không tiếp nên tôi năn nỉ cô mới có chuyện nói ngoài đường cô đã thương tình cho phép tôi vào nhà tôi xin thành thật cảm ơn phi long vừa nói vừa riêu riếu đi theo tố ngọc tố ngọc chỉ một chiếc ghế và mời anh ngồi xuống đây anh cho phép tôi đi thay áo ngồi một mình ở phòng khách phi long đưa mắt nhìn mấy bức ảnh trên tường phi long thấy toàn là ảnh của túy lan chụp lúc đi theo các chuyến tàu của hoành sơn hàng không ảnh nào cũng tươi cũng đẹp và lúc này hình như túy lan hơi mập hơn lúc trước cặp mắt của phi long bỗng sáng lên trước một tấm hình túy lan bồng một đứa con gái tim phi long đập mạnh một tình cảm mới xâm chiếm cả người chàng chàng nhìn sững đứa bé trong ảnh và sung sướng thấy đứa bé ấy có cặp mắt và cái trán của chàng phi long ngồi không yên trên ghế được nữa chàng đứng lên đi lại chỗ trơ bức ảnh sững sờ nhìn té ra mấy năm nay chàng không biết mùi vị em đẹp của kẻ làm cha chàng chưa tận hưởng những phút say sưa của kẻ được một đứa bé xinh đẹp mẫm mỉm gọi cha. Chàng thấy chàng còn vô phúc hơn một anh lao động làm lộn suốt ngày cực nhọc, trở về gia đình được một đứa bé vui mừng la hét. Cha, cha! Anh lao động kia còn biết bổn phận làm cha, chứ chàng, chàng đã trốn tránh bổn phận thiên liêng ấy. Đứa bé kia là giọt máu của chàng, đôi mắt kia, cái trán kia đã nói với mọi người nó là con của chàng. Thế tại sao chàng lại nhẫn tâm làm cho đời nó không được đầy đủ như các đứa trẻ khác mới sinh ra? đã được cha mẹ vui mừng đón tiếp. Lỗi của chàng quá nhiều. Phi Long nhìn bức ảnh và bức ảnh trước mắt chàng mờ dần. Thì ra Phi Long đã khóc mà chàng không biết. Tố Ngọc đến gần bên mà chàng vẫn không hay. Tố Ngọc lên tiếng: Anh ngắm gì đó, anh Phi Long. Phi Long quay lại, cặp mắt kiến trắng nhòa lệ. Chàng dậm dạp nói: Có phải ảnh của cháu không, cô Tố Ngọc? Tố Ngọc treo ghẹo cho bỏ ghét cháu nào thưa anh phi long nhìn tố ngọc với đôi mắt gian lên tôi đã ăn năn nhiều rồi cô tố ngọc ạ à. khi nãy cô nhiếc mắng tôi cũng đã nhiều và tôi cũng có nói rằng dù cô có nhiếc mắng tôi mấy đi nữa cũng không bằng lương tâm tôi đang cắn rứt tôi tôi ngày hôm nay sợ dĩ còn dám mang mặt đến đây gian xin cô là vì lương tâm tôi trừng phạt tôi nhiều cô nên thương hại tôi và nghe tôi đây phi long ngày trước đã chết rồi phi long ngồi trước mặt cô đây là phi long đau khổ hối hận tôi muốn chuộc lại tội lỗi mà tôi đã gây ra tố ngọc cắt ngang muộn lắm rồi anh phi long ạ à. phi long buồn rầu nói muộn còn hơn không cô có thể nói giùm cho tôi được gặp túy lan và thăm con tôi không chỉ có cô là có thể giúp tôi việc ấy tôi không dám nhận từ ngày anh bỏ túy lan đến nay tôi có dám gặp túy lan nữa đâu bộ anh tưởng mặt mày tôi dày dặn lắm hay sao phi long biết tố ngọc nói dối bằng cớ hiển nhiên trước mắt chàng là những tấm ảnh túy lan vừa tặng tố ngọc treo trên tường phi long lắc đầu chẳng qua cô còn giận tôi cô không muốn giúp tôi mà nói thế chứ sự thật thì túy lan và cô vẫn còn giữ tình bạn mà tố ngọc biết mình nói dối không được nên nói anh muốn gặp túy lan để làm gì và dạ, anh có biết túy lan đang sống ra sao không tôi muốn gặp túy lan để gian sinh nàng tha thứ để gây lại hạnh phúc gia đình mà tôi đã lỡ làm tan dở trong mấy năm trời nay Túy Lan sống ra sao tôi không được biết, nhưng tôi vừa biết Túy Lan chính là cô khúc khích, một nữ sĩ của thời đại. Nghe Phi Long nói, vẻ mặt Tố Ngọc bỗng trở nên lạnh lùng. Hay là anh thấy Túy Lan lúc này tên tuổi gian lừng, lại làm ăn khá giả mà anh trở lại? Hay là anh thấy Túy Lan lúc này xinh đẹp mà anh trở lại thêm thôn? Phi Long chỉ ôm đầu than. Trời ơi! Tố Ngọc lại nói. Anh đã hỏi kỹ lại lòng anh chưa? Anh có thật ăn năn hối hận chưa? anh có còn yêu Túy Lan không? Anh có thật ao ước là một người cha không? Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi. Cô hỏi tôi có thật còn yêu Túy Lan không à? Tôi giờ đây mới yêu Túy Lan tha thiết. Chứ trước kia tôi có yêu Túy Lan đâu. Trước kia tôi chỉ vì quá nông nổi, chỉ muốn chịu theo sở thích trong phút chốc mà thôi. Sau khi gần nhiều người đẹp, khi đã yêu nhiều người đẹp tôi mới rõ, người đẹp nào là người đẹp của tôi, Người đẹp nào là người đáng cho tôi đem cả tâm hồn thờ kính họ. Tình yêu nó ói âm như thế, nên tôi bị hành phạt dưới bàn tay của nó. Cô nghĩ thử, Túy Lan có còn muốn cho tôi gặp mặt không? Anh đừng hy vọng hảo quyền vô ích, Túy Lan không còn yêu anh nữa đâu và yêu người khác rồi. Tổ Ngọc nói thế cốt để thử lòng Phi Long có gì câu này mà thất vọng không. Nhưng Phi Long vẫn điềm tĩnh, cô đã nói xấu bạn cô với mục đích làm cho tôi không còn hy vọng gặp lại người cũ nhưng sự thật túy lan chưa yêu ai hay nói cho đúng và rõ hơn túy lan không còn muốn yêu ai nữa tôi đọc văn của túy lan qua lời văn tôi hiểu túy lan đã đau khổ vì những kỷ niệm ấy là do tôi thằng phi long khốn nạn này gây ra cô tố ngọc ơi cô nói hộ dìm tôi với túy lan xin túy lan cho tôi được gặp nàng tố ngọc nói anh muốn gặp Túy Lan thì tôi chỉ chỗ ở của Túy Lan cho anh gặp. Hay là... Nói đến đây Tố Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói. Hay là thế này được hơn. Trước kia anh đã gặp và làm quen với Túy Lan trên các chuyến bay thì giờ đây anh cũng hãy gặp Túy Lan trên đó thì tiện hơn. Tôi không dám nói gì với Túy Lan về câu chuyện của anh và Túy Lan nữa. Anh thử nghĩ tôi còn mặt mũi nào mà nói về anh, người đã làm lòng Túy Lan chết trong mấy năm nay. Khơi lại đóng tro tàn, chỉ có anh với tấm lòng thành mới mong sưởi lại trái tim nguội lạnh của túy lan túy lan hiện vẫn còn làm nữ tiếp viên của hoành sơn hàng không anh muốn gặp cứ theo các chuyến bay của túy lan mà gặp cô nhất định không nói giùm tôi sao không thể được anh à đành rằng sự ăn năn của anh là thành thật nhưng với một nghệ sĩ như anh tôi không đủ can đảm tin vào lời nói của anh nữa nghệ sĩ các anh đa tình lắm và người đàn bà dù có duy nhất đến đâu cũng không đủ đức tin ở người chồng bê tha lãng mạn ấy Phi Long cố năn nỉ Tố Ngọc nữa cũng không có ít gì bèn tìm cách hỏi qua Tố Ngọc về cuộc sống của Túy Lan trong mấy năm sau này. Tố Ngọc bèn kể hết cho Phi Long nghe, nào lúc Túy Lan sanh khó, nào Mộng Lan bán cả đồ nữ trang nhà cửa để chu toàn cho em, nào Túy Lan được ông chủ hàng không hoành sơn yêu. Phi Long thở dài, tội tôi nhiều quá, chẳng những Túy Lan thù án tôi mà đến cô, cô cũng giận ghét tôi, thì chị Mộng Lan làm sao dung thứ cho tôi được. Nhưng theo ý cô, Túy Lan có tha thứ cho tôi được không? Tố Ngọc chậm rãi nói, tôi làm sao hiểu được lòng của Túy Lan, muốn hiểu rõ anh cứ tìm Túy Lan. Cô có biết các chuyến bay mà Túy Lan đi trong tháng này không? Biết chứ, vì tôi vẫn làm ở chỗ cũ, Túy Loan đi các chuyến thứ hai và thứ sáu. Hiện giờ Túy Lan vẫn ở chung với chị Mộng Lan chứ? Dân, chị Mộng Lan chủ nhật mới có mặt ở nhà, hiện giờ chị Mộng Lan đi Đà Lạt nghỉ mát vài tháng nữa mới về. Phi Long thở một cách khoan khoái. Cũng may cho tôi. Rồi Phi Long đứng lên. Tôi xin cô tha lỗi, tôi đã làm phiền cô nhiều quá. Cô cho phép tôi về và ít hôm nữa chắc tôi còn phải đến để phá rầy cô nữa. Tố Ngọc tiễn Phi Long ra cửa và dặn. Nếu cô gặp Túy Lan, anh đừng bảo là đã gặp tôi đấy nhé. Anh phải ráng cẩn thận, Túy Lan giờ đây là con chim bị thương. Thấy ai cũng sợ sệt e dè. Anh đừng có dội dàng mà hỏng diệt chiếc phi cơ bốn máy của hãng hàng không Quỳnh Sơn đang đậu sẵn ở phi trường. Đúng 6 giờ rưỡi, người ta đẩy cầu thang đến cạnh chiếc máy bay. Hành khách nối nhau ra cửa, hai cô giúp việc cho hàng không cất tiếng. Xin mời quý bà, quý ông lên tàu. Một cô chạy dội lại đỡ một em bé đi theo một bà Tây bồng một đứa bé mới chừng 5 sáu tháng. Hai cô nói chuyện với nhau. Quệ ơi, chuyến này ai đi theo tàu mà chưa thấy nhỉ? Tuy Lan chứ ai, khi nãy tôi thấy túy Lan đến rồi kia mà. Rồi cô Huệ cất tiếng gọi. "Túy Lan ơi, đỡ em bé này lên tàu." Ở cánh cửa tàu bay ló ra một cô gái mặc đồng phục, trên áo có quy hiệu chiếc phi cơ theo màu trắng, đầu đội calo lô màu xanh, miệng nở một nụ cười tươi như hoa. "Dân, đã có em đây, không dám phiền hai chị đâu ạ." À. "Túy Lan ra Hà Nội nhớ mua nhãn cho tụi tôi đấy nhé, trong này tụi tôi để dành nho cho." Vừa nói hai cô vừa đưa hai tay chào tiễn biệt và trở vào, hành khách lên đã xong người ta đẩy chiếc thang sắt đi cửa máy bay đóng lại tiếng túy lan cất lên trong lòng chiếc máy bay xin quý bà quý ông buộc dây an toàn lại máy bay sắp cất cánh động cơ nổ chiếc máy bay trường tới trên sân chạy nhanh rồi từ từ lìa khỏi đường băng bay lên không trung phi cơ bay đều đều các hành khách nói chuyện với nhau hay đọc sách túy lan đi qua đi lại đưa chiếc mền cho người này đưa một ít bông gọn cho người kia xong đâu đó túy lan lại ngồi vào một chiếc ghế đôi mắt mơ màng suy nghĩ không hiểu sao mấy hôm nay ta cảm thấy trong lòng không yên hay chị Mộng Lan ở trên Đà Lạt gặp điều gì không may chăng? Túy Lan dở một tờ báo ra đọc, mới đọc mấy trang đã đến giờ đem điểm tâm cho hành khách. Túy Lan đứng dậy đi làm phần sự. Túy Lan đẩy chiếc xe có món giải khác và bánh mặn đi mời từng người, miệng luôn nở nụ cười. Một ông khác còn trẻ tuổi nhìn nàng, rồi nói với ông bạn ngồi bên có ý trêu ghẹo nàng. Chà, chuyến tàu này có cô tiếp viên đẹp quá đẹp hơn cô đầm lai mà chúng ta gặp trên chuyến vào sài gòn anh nhỉ Dân, người đâu mà đẹp thế chung quanh có mây bao phủ như chúng ta đang sống trong một khung cảnh thần tiên mà cô đây thật là hàng nga trên cung nguyệt túy lan chỉ mỉm cười nụ cười bí mật của hầu hết các cô tiếp viên túy lan lại nhớ đến mấy năm về trước khi nàng còn là một thiếu nữ rồi túy lan nhớ đến mấy câu chọc ghẹo rất có duyên của phi long những câu chọc ghẹo đã đưa túy lan vào cảnh buồn tẻ của ngày nay anh chàng đã tán tỉnh nàng ngày ấy trước không hiểu hôm nay ra sao chàng có ăn năn hối hận không hay là vì sinh dưới ngôi sao sở khanh anh chàng chỉ chuyên môn theo gái túy lan cao đôi mày cố xua đuổi những ý nghĩ dẫn dơ xâm chiếm tâm hồn nàng trong lúc bưng cái khay chìa mời hành khách này đến hành khách khác như một cái máy chỉ còn hai ông khách ngồi ở hàng cuối cùng một ông đang đọc báo còn một ông che mặt trong cái nón ngủ túy lan cất tiếng gọi êm ái mời hai ông xây bánh và cà phê ông khách đang ngủ dở nón ra hai cặp mắt gặp nhau hai bàn tay túy lan bỗng run lên nàng cố hết sức kềm chặt nếu không cái khay đã rơi xuống mặt túy lan tái hẳn lại nhưng rồi túy lan cũng trấn tĩnh được lòng mình mời ông dùng điểm tâm phi long đưa tay ra đỡ cái khay run run nói cảm ơn hai tiếng cảm ơn cục ngụng ấy nó vô duyên làm sao nhưng chàng còn biết xưng hô cách nào bây giờ Túy Lan quay lưng lại toàn đi thì Phi Long lấy hết can đảm nói Em Túy Lan Túy Lan cứ đi thẳng không quay trở lại Lòng Túy Lan bị kích thích thình lình Hai hàng lệ từ từ lăn trên má nàng Nàng dội lấy chiếc khăn ra lao Túy Lan không hiểu những giọt lệ ấy chảy ra Vì uất giận hay vì cảm động Mãi sau này khi nghĩ lại Nàng lấy làm bực tức tự trách mình Lòng ta có thể yếu đuối như thế à Tại sao vừa thấy Phi Long ta liền bị xúc động, ta không thể dứng dưng nhìn con người tệ bạc ấy với đôi mắt lạnh lùng như để nhìn tất cả những người đàn ông mà ta thường gặp hay sao? Tại sao lòng ta nguội lạnh với mối tình đầu không tốt đẹp ấy lại có thể cảm động được trước mặt người chồng phụ bạc? Thật khó chịu cho Túy Lan là chút nữa đây, Túy Lan phải trở lại bưng mấy chiếc ly, chiếc dĩa khi hành khách đã dùng xong bữa điểm tâm. Làm sao tránh được Phi Long? Mạnh dạn Túy Lan trở lại dọn dẹp mấy cái ly, cái dĩa. Lần này đến gần Phi Long, Túy Lan cố tránh không nhìn vào mắt chàng, nhưng tim nàng vẫn đập mạnh, đôi tay nàng vẫn run lẩy bẩy. Túy Lan biết từ xa, Phi Long nhìn nàng không hề chớp mắt và không bỏ sót một cử chỉ nào của nàng. Phi Long không dám thốt ra một lời gì cả, lúc này chưa phải là lúc chàng nên nói. Máy bay đến Hà Nội, Phi Long lủi thủi sách cặp da ra khỏi phi trường, trong đầu óc thoáng qua một tia hy vọng trông thấy phi long túy lan không giữ được bình tĩnh tức là phi long còn có thể mong ở túy lan sự tha thứ phi long ra hà nội lần này là để bán mấy bức tranh đã vẽ được trong chuyến đi nhật người ta đã trả cho chàng một giá rất cao nhưng chàng còn cho là chưa xứng đáng với giá trị của các bức tranh mà chàng đã đem hết tài nghệ ra nhưng giờ đây chàng đã bằng lòng bán chàng bán tranh để sửa sang lại căn phố chàng đang ở mua sắm thêm chút ít đồ đạc để đón túy lan và nhị lan trở về với chàng sắp đặt xong công việc phi long lại lựa chuyến tàu có túy lan đi để cùng với túy lan bay về sài gòn nhưng khi lên tàu phi long bỗng thấy cô tiếp viên khác chứ không phải là túy lan phi long hơi thất vọng một bà hành khách ý hẳn là một thương gia trên cầu hàng không hà nội sài gòn nhìn cô tiếp viên và hỏi hôm nay chuyến thứ sáu sao không thấy cô túy lan cô cút nhỉ chị túy lan vừa được điện tính của ông giám đốc Nhờ qua Hồng Kông gấp để thương lượng về giá cả các món hàng. Thế à, cô ấy giỏi quá nhỉ, chắc hẳn là một người tin cẩn của ông giám đốc." Cô cúp mỉm cười, "Việc ấy đã hẳn, ngoài phận sự đi theo các chuyến tàu, chị Túy Lan còn có phận sự thay thế ông giám đốc giao thiệp với các hãng hàng không ngoại quốc hay các nhà buôn lớn ở Hồng Kông hay New York." Một bà khách khác chen vào. "Ồ, cô ấy gan quá nhỉ, dám bay qua tận kinh thành Mỹ quốc sao?" Cô Cúc không khỏi buồn cười do sự ngớ ngẩn của bà khách ấy. Đã bay Hà Nội Sài Gòn được thì Hà Nội Hồng Kông hay Sài Gòn New York cũng thế có khác gì đâu." Bà khách trước lại nói. Thế thì chắc chắn cô Túy Lan nói thạo tiếng Anh. Dân phần đông chị em chúng tôi đều biết tiếng Anh cả, nhưng riêng về chị Túy Lan, chị ấy giỏi lắm nhờ có chí tự học." Phi Long nghe câu chuyện, hiểu vì lẽ gì chuyến này không có Túy Lan về đến sài gòn phi long trông cho đến ngày túy lan nghỉ để chàng tìm đến nhà làng nhị lan ơi con làm gì đó nhị lan ngồi sắp bộ chén nhỏ trên khay ngẩng đầu lên nhìn mẹ con chơi túy lan ngồi dựa lưng vào ghế hai tay thoăn thoắt đưa cặp cây đan túy lan nhìn con không hề chớp mắt và trước mặt túy lan hình ảnh phi long lại hiện ra từ hôm gặp lại phi long trên tàu túy lan không sao không nghĩ đến chàng được trước mắt nàng Nhị Lan chính là bức tranh sống động của Phi Long. Nhị Lan giống Phi Long không sao tả được, từ miệng cười khi vui vẻ đến đôi mày nhíu lại khi có điều gì không vừa ý, đều y hệt như Phi Long. Từ bộ đi cách đứng, cái gì cũng nhắc cho Túy Lan nhớ đến người nàng đã yêu. Túy Lan chạy lại ôm con vào lòng, hôn lên mái tóc ống ả và nói nận. Chà, con mẹ ngoan quá. Nhị Lan ham chơi cự nữ. Mẹ làm đổ chén của con rồi nhưng túy lan đã ôm nó trong lòng đặt nó ngồi gần bên nàng và hỏi nhị lan có yêu mẹ không nhị lan bá cổ mẹ hôn và nói yêu nhiều lắm nhiều chừng nào nhiều bằng ông trời túy lan sung sướng cười lớn Còn có nhớ má hai không má hai tức là mộng lan túy lan đã dạy con gọi chị bằng má hai và gọi nàng bằng mẹ nhị lan nói nhớ lắm rồi nhị lan hỏi lại mẹ má hai đi đâu lâu quá không mua bánh cho con lát nữa mẹ dẫn con đi phố mua bánh nhé nghe thế nhị lan nhảy lên vỗ tay mừng rỡ mẹ đi thay áo cho con đi túy lan đứng lên thay áo cho con xong rồi đi trang điểm túy lan bồng nhị lan ra cửa toan gọi xe thì nàng chạm trán phi lông vừa ở ngoài bước vào tay ôm một gói lớn túy lan định đi thẳng ra đường nhưng phi lông đã năn nỉ em trở lại cho anh nói chuyện túy lan bồng con trở vào Nhị Lan hét lên. Đi mua bánh cho con, đi mua bánh cho con. Túy Lan dỗ con, đợi mẹ chút, ngoan, mẹ thương. Nhưng Nhị Lan vẫn dễ dụa trên tay mẹ và nhìn Phi Long với đôi mắt giận dữ. Phi Long liền nói, đã có bánh đây, khỏi phải mua nữa, đừng khóc nhé. Vừa nói Phi Long vừa đặt cái gói xuống bàn, mở dồi ra, lấy một hộp bánh trao cho Nhị Lan. Nhị Lan nhìn chồng chọc vào mặt Phi Long rồi nhìn mẹ không dám lấy, Phi Long nhìn Túy Lan, nhưng Túy Lan cúi gầm mặt xuống nhìn con không ngẩng lên, vẻ mặt buồn bã. Phi Long nói, Em cho phép. Phi Long ngượng nghịu không dám nói cái tiếng mà chàng ao ước được nói, cái tiếng con chung của hai người, nhưng đánh bạo Phi Long nói, Em cho phép con nó cầm đi. Túy Lan vẫn làm thinh, thấy mẹ buồn, nhị Lan không dám nhõng nhẽo nữa, nó tụt xuống chạy vào nhà trong để mình mẹ đứng đấy với người đàn ông lạ nó chưa quen lần nào túy lan ngồi xuống ghế phi long cũng rơi mình xuống một chiếc ghế đối diện hai người không nói với nhau một lời gì cả phi long cố tìm một cái gì để phá tan bầu không khí khó thở giữa hai người nhưng chưa tìm ra chàng dơ dẫn đưa mắt nhìn quanh phòng một căn phòng xinh xắn bày biện rất đẹp giữa bàn một cái lọ thủy tinh cắm mấy cành hoa lan trắng luộc những tấm màn cửa bằng hàng trắng mỏng nổi bật trên vách tường sơn xanh lợt trên cái đi văn kiểu tân thời mấy chiếc ghế nhung màu hồng nhạt ngổn ngang như muốn khoe với phi long sự ấm cúng của gia đình hai chị em túy lan trên vách tường và chiếc ảnh của nhị lan chụp khi mới biết lật trông xinh xắn lắm phi long nhìn quanh phòng một lượt lại nhìn túy lan túy lan vẫn ngồi im đôi mắt nhìn cái khăn trải bàn hai tay mân mê mái tóc chẳng lẽ ngồi im mãi phi long nói lời nói chàng quá nhỏ em túy lan xin em tha lỗi cho anh anh ngày hôm nay còn dám đến đây cũng là vì anh ăn năn quá nhiều rồi em có cho phép anh nói tất cả nỗi lòng của anh ra không túy lan ngước mặt lên đôi mắt trừng trừng nhìn ngay vào mặt phi long và nói anh còn đến đây làm gì nữa anh hãy để cho tôi yên ổn là hơn phi long ôm mặt khóc nức nở nói không ra tiếng một lát sau chàng lao nước mắt và nói anh đã ăn năn nhiều rồi anh muốn gặp em đã lâu nhưng không dám vừa rồi tình cờ anh gặp em trên tàu thấy em cảm động anh mới dám mò đến đây em nên tha thứ cho anh người chồng khốn nạn đã làm em đau khổ trong mấy năm trời nay đã nhẫn tâm không biết bổn phận làm cha nghĩa làm chồng anh thật không xứng đáng với em người đàn bà âm thầm đau khổ trong bổn phận làm mẹ ngày hôm nay anh đến đây mong em đừng nghĩ đến việc lỡ lầm của anh nữa cho phép anh được chuộc lại tội lỗi của anh bằng cách từ rày trở đi sống bên cạnh em với đứa con yêu quý của chúng ta nói đến đây phi long sụp xuống quỳ trước mặt túy lan gục mặt vào gối nàng và khóc nức nở túy lan đẩy mặt cho phi long khóc khi phi long ngẩng mặt lên túy lan lạnh lùng nói anh làm gì khó coi quá anh cứ ngồi lại vào ghế đừng để có ai thấy thì kỳ lắm như cái máy phi long đứng lên ngồi vào ghế và trước cặp mắt lạnh lùng của túy lan phi long như chết điếng cả lòng phi long ngồi đợi túy lan nói nhưng túy lan vẫn làm thinh phi long đành phải năn nỉ em chưa hết giận anh chứ gì em giận anh anh không dám trách nhưng em hãy nghĩ đến hạnh phúc của con mà cho phép anh được trở về với em nghe đến mấy tiếng hạnh phúc của con, Túy Lan nổi giận nói. Anh mà cũng biết nghĩ đến hạnh phúc của con à. Thế anh có biết tôi đã nuốt bao nhiêu tuổi nhục trong khi bụng mang giả dạ chữa, tôi đã suýt chết khi sanh nó không? Nếu không có chị Mộng Lan thì tôi đã quỷ hoại đời nó để trả thù anh rồi. Làm gì có ngày hôm nay cho anh đến đây mà gọi con? Anh nghĩ đến hạnh phúc của con à. Một mình tôi cũng có thể gầy cho nó hạnh phúc ấy. Tôi không dám phiền đến anh đâu vì nghĩ đến hạnh phúc của con tôi mà tôi thành thật xin anh đừng đến phá rầy cuộc đời yên tĩnh của tôi đừng gieo sóng gió vào lòng người tôi đã từng đau khổ nhiều lắm rồi anh cũng biết là em đủ sức gây cho đời nó hạnh phúc mà không cần đến anh nhưng em hãy nghĩ thương nó không có cha mà cho phép anh đứng bên cạnh em cho phép anh làm bổn phận của một người cha từ ngày nhị lan mở mắt chào đời đến nay tôi tự an ủi cảnh tôi là cảnh của một người đàn bà chẳng may chồng chết trong lúc có thai nên tôi không còn thấy việc con tôi có một người cha là cần thiết nữa phi long ôm đầu thốt ra tiếng than thôi hết rồi và phi long cố hết sức phân trần nếu em không hiểu lòng anh thì tội cho anh lắm anh đã ăn năn nhiều và sau khi đã gần nhiều người đàn bà anh mới hiểu rõ em là người đáng cho anh tôn kính em cũng nên rộng lượng nghĩ rằng anh chỉ là một người đàn ông hay hơn thế nữa là một nghệ sĩ vì phong tục tập quán từ ngàn xưa làm anh có tánh không chung thủy với em. Nhưng giờ đây thì anh không thể nào yêu ai được nữa vì anh đã yêu em. Em Túy Lan ơi, em có hiểu anh yêu em đến bực nào không? Đời anh giờ đây hoàn toàn trong tay em. Em mà không yêu anh, không cho phép anh được sống gần em, gần con, thì anh sẽ chết. Túy Lan cười lạc. Bộ anh định đem cái chết dọa tôi sao? Chết sống là quyền tại anh, nhưng anh đừng du quả cho tôi đấy nhé ai là đi chết vì yêu một người mà trước kia anh đã phụ bạc thôi em đừng ngạo anh nữa anh có thể chết được lắm chết vì quá yêu chết vì hối hận đấy em ạ à. nhị Lan ở nhà trong chạy lên vẻ mặt tươi cười nhào vào lòng mẹ liếu lo mẹ đi phố với con nhé không thấy mẹ trả lời nó tiêu nghỉu nhìn mặt phi Long phi Long đưa tay ra ôm nó nó hất tay phi Long và nói không chịu không chịu đâu phi long nói với túy lan em bảo con cho anh bồng một chút đi nhị lan hỏi mẹ ai đó mẹ ai cho bánh con hồi nãy đó túy lan không trả lời nhị lan lay mẹ hai ba cái kìa sao con hỏi mẹ không nói phi long liền nói ba đây con ba là ba của con đây lại đây ba ẩm mẹ con định đuổi ba đi đấy Nói xong vì mũi lòng, Phi Long lại ướt nước mắt. Thấy thế, Nhị Lan thương hại chạy vào lòng Phi Long. Phi Long ôm Nhị Lan, hôn lấy hôn để. Nhị Lan ngồi yên trong lòng Phi Long. Hình như Linh tính cho nó biết người ấy là người thân của nó. Nó tần mần rờ từng cái nút áo của chàng và hỏi. Sao ba khóc? Tại mẹ con đuổi ba đi. Nhìn mẹ, Nhị Lan hỏi. Mẹ đuổi ba đi hả? Mẹ đừng đuổi ba đi nữa nghe. Không, con giận đà. Túy Lan lòng hơi cảm động nhưng vẫn chưa nguôi giận. Con có đi chỗ khác chơi không? Mẹ giận con bây giờ. Nhị Lan riêu riếu tuột xuống khỏi mình Phi Long, cặp mắt nhìn mẹ buồn rầu nhưng vẫn cố nói. Mẹ đừng đuổi ba đi nghe mẹ. Nhị Lan đi rồi. Phi Long hỏi. Em không cho phép anh thương con. Em còn phiền trách anh hay sao? Túy Lan nói. Thấy tình anh đối với con và tình con triều mến anh, Mặc dù tôi hò nào đến giờ cha con chưa gặp nhau, tôi làm sao khỏi ngậm ngùi và tôi không thể tàn nhẫn chia rẽ cha con anh được. Nhưng nghĩ đến tình anh đối với tôi mà tôi ngán ngẩm. Anh bảo yêu tôi, sự thật anh không yêu tôi chút nào cả. Phải chi anh ăn năn hối hận tìm ngay đến tôi thì quả may anh cảm quá được tôi và làm tôi vì cảm động có thể tha thứ cho anh. Đằng này anh si mê cô khúc khích đến nỗi anh đòi chết vì cô khúc khích. Nếu tôi không phải là cô khúc khích thì phỏng ngày hôm nay anh có muốn trở lại với tôi không nếu cô khúc khích không phải là túy lan này cô khúc khích là một thiếu nữ tha thiết yêu thương sẵn lòng nghe theo tiếng gọi tình ái của anh thì phỏng anh có còn trở lại với túy lan người vợ bị anh phụ phàng hất hủi không anh còn trở lại đây đàn bên tai tôi bản nhạc tình ái này chẳng qua anh biết khúc khích chính là túy lan thôi anh không thương túy lan nhưng anh mê khúc khích vì thế anh trở lại đây khi tai tôi không còn thích nghe bản nhạc du dương tình ái nữa, anh bèn đem tình cha con lay động lòng người đàn bà. Anh yêu con, tôi xin mừng là từ đây con tôi sẽ có một người cha. Vì yêu con, tôi cũng xin ép lòng để anh lui tới thăm giếng con. Như thế cũng là đã quá nhiều. Anh không nên tính tới chuyện nói lại đoạn tơ duyên gian dở làm gì nữa. Lòng tôi bây giờ không còn biết yêu nữa, hay nói đúng hơn. Nó đã bị thương, bị tê liệt, bị chết mất rồi anh đừng mong tìm lại ở tôi hình ảnh tốt đẹp của một người vợ. Tôi để anh tới lui thăm giếng con, anh luôn luôn là cha nó, nhưng đối với tôi, anh chỉ là một người bạn, không hơn, không kém. Phi Long ngồi sững không biết nói sao, một lúc sau Phi Long mới phân trần. Em trách anh vì anh đến đây là chỉ để tìm cô khúc khích, chứ không phải thiệt bụng, ăn năn hối hận. Thật em trách anh điều đó, anh không còn miệng nào để chối cãi tự bên giật cho mình nữa nhưng lòng người khó hiểu lắm túy lan ạ à. anh không biết làm sao cho em thấy được cái tình nồng nàn sôi nổi của anh đối với em phải chi các nhà bác học tìm ra được máy đo độ cao của ái tình như cái hàng thử biểu để đo nhiệt độ cái phong vũ biểu đo thời tiết thì anh mới có thể bộc lộ tâm can ra đây với em nhưng thôi trăm tội là do anh cả anh đã gây ra gió anh phải gặt bão anh biết nói sao bây giờ em đã nhủ lòng thương cho anh được lui tới thăm con là quý quá rồi. Phi Long cố nín, nếu không chàng đã bật khóc nữa, chàng lấy làm lạ cho gan dạ của Túy Lan, trước sự ăn năn, hối hận, trước bao kỷ niệm tình đau đớn mà Túy Lan vẫn dững dưng không hề nhỏ một giọt nước mắt. Phi Long trao cái gói cho Túy Lan. Em cho phép anh cho con các món quà này nhé. Túy Lan gật đầu lên tiếng gọi. Nhị Lan Nhị Lan từ trong màn cửa chạy ra như gió, biểu lộ một sự vui mừng khôn tả, nói nhào đại vào mình Phi Long. Phi Long sung sướng vuốt tóc con. Con có yêu ba không? Dạ yêu. Con có yêu mẹ không? Yêu nhiều lắm. Thế ba và má con yêu ai nhiều? Nhị Lan đứng im suy nghĩ, đôi chân mày nhíu lại rõ ràng là hình ảnh của chàng rồi nó nói. Yêu mẹ nhiều chứ. Túy Lan cười. Từ lúc Phi Long vào đến giờ, bây giờ, đây chàng mới thấy Túy Lan cười, cái cười sung sướng của một người có diễm phúc là mẹ. Phi Long lấy trong gói ra mấy sắp hàng màu, mấy hộp bánh kẹo đưa cho Nhị Lan. Bà đem cho con. Nhị Lan nhìn mẹ, Túy Lan nói. Con cảm ơn ba đi. Nhị Lan nhìn Phi Long cười một cách sung sướng. Phi Long lại lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ đựng một tấm lắc với một sợi dây chuyền đưa cho Túy Lan anh sắm cho con, em cất đi. Túy Lan nói, anh sắm làm gì tốn tiền, anh hãy để dành tiền mà xài vào việc khác. Con còn nhỏ chưa biết gì, giả lại chị Mộng Lan sắm cho nó không thiếu món gì. Phi Long hỏi qua về Mộng Lan, Túy Lan ôm tồn kể qua công việc nhà. Nhưng Phi Long năn nỉ thế nào, Túy Lan cũng nhất định không chịu cùng Phi Long nói lại mối duyên gian dở. Phi Long đành ra về, nhưng Phi Long tự an ủi, dù sao chàng cũng đã bước được một bước. Chàng đã được Túy Lan tha thứ và được phép mỗi tuần đến thăm Nhị Lan một lần. Rồi đây chàng hy vọng vào Nhị Lan đối con chung sợi dây thiên liêng sẽ cột chàng vào Túy Lan. Đối với hạng đàn bà trắc nết không còn biết hạnh phúc gia đình, tương lai của con cái thì sự thành thật của Phi Long sẽ không có hiệu quả gì đối với họ. Chứ còn Túy Lan, một người đã chịu đau khổ để lo cho con, người đàn bà ấy lẽ nào không cảm động trước tình thiên liêng của người cha yêu con và của đứa con triều mến gia vì lòng có nhiều hy vọng xây dựng lại cảnh gia đình của chàng nhưng chàng cần phải bền lòng phải dè dặt cẩn thận vì lòng đi rồi nhị lan hỏi mẹ ba con về rồi hả mẹ túy lan đang ngồi suy nghĩ nghe con hỏi chỉ gật đầu nhị lan chạy lại ôm mẹ hôn và hỏi mẹ đuổi ba con hả không mẹ có đuổi ba con đâu ba con về làm việc nhưng nhị lan không tin cãi lại ba nói mẹ đuổi ba mà túy lan ôm con hôn. Con tôi ngoan quá, con chạy đi chơi để mẹ nghỉ, mẹ mệt rồi. Nhị Lan không dám trái ý mẹ, chạy vô nhà. Túy Lan nằm dài xuống đi văn, mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ lại những lời Phi Long vừa nói với nàng. Nàng đã đè nén lòng nàng lắm mới khỏi khóc trước mặt Phi Long vì Túy Lan, tuy bị Phi Long phụ bạc nhưng vẫn còn yêu Phi Long. Những giọt nước mắt vừa chảy ra là một minh chứng rõ rệt cho mối tình của nàng. Hai tâm hồn Mộng Lan đưa Minh đi nghỉ mát ở Đà Lạt mới đó mà đã được hai tháng. Khí hậu mát mẻ ở Đà Lạt đã làm Minh lên cân và Mộng Lan cũng dồi dào sức khỏe. Tuy là nói đi nghỉ nhưng ngày nào Minh cũng học tập. Mộng Lan thì trong các giờ rảnh đọc sách luôn. Nàng không dám để đầu óc rảnh rang gì sợ nếu không có việc gì làm tâm hồn nàng sẽ nghĩ đâu đâu. Những đêm trăng sáng ở Đà Lạt là những đêm Mộng Lan ngại nhất. Trước cảnh đẹp của trời đất lòng nàng hay nghĩ dẫn dơ và trong những lúc ấy nàng không hiểu tại sao hình ảnh như hùng cứ hiện ra trong đầu óc nàng nàng tự nhủ nếu sau này ta lập gia đình người chồng lý tưởng của ta phải là một thanh niên như như hùng và nghĩ đến như ngọc một sự liên quan mộng lan mỉm cười các anh chàng sở khanh dày già dà ấy mà đi yêu ta mới buồn cười chứ theo lời bà phủ nói với ta lần này anh yêu thật sự nhưng ta làm sao yêu được con người trụy lạc ấy anh em nhà họ sao khác nhau quá anh thì như thế còn em sao mà nghiêm trang đứng đắn giường kia hạnh phúc cho ai được như hùng để mắt đến bà phủ tưởng sự giàu sang có thể làm mềm lòng ta được bà có ngờ đâu đến việc ta đã từ chối nhiều chỗ cùng giàu sang hơn như ngọc nhiều khó nghĩ cho ta là từ đây ra giàu gặp mặt như ngọc ta làm sao khỏi ngượng nghịu lại đến lúc ta phải đi làm chỗ khác sao bỏ đi làm chỗ khác thì được nhưng như vậy phụ lòng bà phủ đối với ta quá nhiều mộng lan cố đè nén tận lòng mối tình của nàng đối với như hùng nàng bực tức sau người nàng kính nể không nghĩ đến nàng còn trái lại người nàng khinh rẻ là yêu nàng phải chi bà phủ hỏi nàng cho như hùng thì danh chánh ngôn thuận biết bao nhiêu thật là rối rắm mộng lan ngồi đâm chiêu thằng minh đến gần mà mộng lan không hay biết gì cả mình đứng gần cô giáo với đôi mắt tò mò gì từ hồi nào giờ có bao giờ nó thấy mộng lan buồn bã đâu miệng nàng luôn luôn ngâm thơ hay ca hát mắt nàng luôn luôn đượm một sự yêu đời thế sao hôm nay mộng lan có vẻ không vui và hình như lo lắng là khác mình lên tiếng thưa cô có thư ở sài gòn gửi lên cô ạ à đây là bức thư của cô, còn em cũng nhận được thư của chú Hùng. Mộng Lan nhìn qua phong bì biết ngay là thư của Túy Lan, nhưng nàng chưa dội đọc mà lại hỏi Minh. Em đọc thư chú Hùng chưa? Thế chú nói gì trong ấy? Nội có mạnh giỏi không? Minh nói, chú Hùng bảo nội nhắn cô và em về, và chú cho hay là ba em đã xuất dương không hẹn ngày về. Ba em nhắn lời từ biệt cô, dặn em ráng học và yêu kính cô như một người thân thuộc. Chú Hùng cũng có lời kính thăm cô. Mộng Lan sung sướng hỏi, chú Hùng có nói gì thêm không? Chú bảo nội trong cô và em lắm, còn đối với chú từ ngày cô và em đi vắng, chú thấy sao nhà vắng vẻ buồn quá. Mộng Lan nghe thế liền nói, chúng ta lên đây cũng gần 2 tháng rồi, nếu nội bảo về thì chị em hãy thu xếp mà về, xa Sài Gòn lâu chị cũng thấy nhớ nhớ làm sao ấy. Minh mừng rỡ nói, về Sài Gòn cô nhỉ, mà lần này em không được gặp ba em đa, thế em có buồn không? Tuy từ hồi nào đến giờ ba em ít tỏ tình yêu em, nhưng đối với ba em em vẫn yêu kính. Cô nghĩ em không có mẹ, tình yêu mẹ em trút tất cả vào ba em, vì thế mà em ít vui vẻ như các đứa trẻ khác. Trong đời em từ ngày lọt lòng ra đã không có cái diễm phúc gần mẹ. Khi học trong sách các nhà văn tả tình cao cả của người mẹ, lòng hy sinh vô bờ bến của người mẹ mà em thèm thuồng bàn tay êm ái của mẹ quá. Nói đến đây mình ứa nước mắt, lao dội rồi thêm. Tuy trong đời em có bà nội em thương yêu che chở nhưng em vẫn không sao không nghĩ đến tình mẫu tử thiên liên được. Từ ngày em được gặp cô đến nay không hiểu sao em đã nghĩ rằng tình cô đối với em có thể bằng tình mẫu tử người ta tả trong sách. Em ao ước giá cô là mẹ em thì đời này em hạnh phúc biết giường nào. Mình nói đến đây cảm động quá không nói được nữa. Mộng Lan cũng hết sức cảm động, không ngờ mình mới từng ấy tuổi mà đã ăn nói được những câu trung hậu như thế. Nàng ôm nói vào lòng hôn lên trán nói và nói Em của chị ăn nói hay ho và tình nghĩa quá. Nhưng em đã yêu chị thì dù chỉ là một cô giáo của em, chị cũng có thể yêu em như một người mẹ yêu con. Mình lắc đầu. Nhưng rồi đây cô sẽ đi lấy chồng, cô sẽ có con, cô lo cho gia đình cô. Cô làm sao có thì giờ yêu em mãi mãi, em muốn cô không bao giờ rời em. Mộng Lan nhìn Minh không khỏi ái ngại nàng buộc miệng. Chị không đi lấy chồng đâu, hay chị sẽ ở gần em luôn? Minh nhìn Mộng Lan hỏi, cô nói thật đấy chứ, cô không nói để an ủi em đấy chứ rồi như nghĩ ra điều gì minh nói ba em yêu cô nhiều lắm trước khi cô và em đi đà lạt ba em cứ năn nỉ nội làm sao đi cưới cô cho ba em em biết cô ghét ba em lắm có phải thế không cô mộng lan cười chị đâu có ghét ba em chị không thể ưng ba em được vì chị chưa muốn lập gia đình nghe chưa thôi em đừng nói đến chuyện đó nhé em còn nhỏ chưa hiểu đâu minh nhìn bức thư trên tay mộng lan kìa Cô đọc thư đi, nãy giờ em làm cô mất thì giờ. Cô cho phép em chạy về phòng sắp đặt quần áo để mai về Sài Gòn sớm nhé. Mình đi rồi, Mộng Lan bốc phong thư ra đọc. Chị Mộng Lan thân mến, chị đi khỏi hai tháng nay em và con nhị Lan nhớ chị quá. Phong cảnh Đà Lạt chắc đẹp lắm và khí hậu trên ấy đem lại cho chị đôi phần sức khỏe chị nhỉ. Mấy hôm nay em ở nhà gặp một việc hơi khó xử. Em rất tiếc không có chị để được biết ý kiến của chị số là phi long chồng cũ của em đã tìm đến em khóc lóc năn nỉ em tỏ ý ăn năn hối hận và xin em cho phép được cùng em nối lại mối tình cũ em không hề nói nặng nhẹ chàng nhưng em nhất định không thể cùng chàng sống lại tơ duyên cũ sau chàng năn nỉ em cho phép chàng được lui tới thăm viếng con em cũng muốn từ chối luôn sự yêu cầu này nhưng chị ơi lạ lắm con nhị lan từ hồi nào nó có biết ba nó là ai và chị cũng như em có bao giờ chúng ta nói đến ba nó với nó bao giờ thế mà lần đầu tiên nó gặp ba nó nó triều mến ngay không nở lìa trước tình cho con thiên liên giường ấy em làm sao không cảm động được và yếu đuối em đã cho cha con nhìn nhận nhau rồi mỗi tuần phi long đến thăm con thăm em em tuy cảm động trước sự ăn năn của phi long nhưng em không thể tha thứ cho chàng được vì lẽ phi long si mê cô khúc khích chớ nào phải yêu mến gì em đâu đến chừng được biết cô khúc khích không có ai khác hơn túy lan kẻ mà chàng đã phụ bạc chàng chạy đến gian lơn sự tha thứ nếu cô khúc khích là một cô gái xa lạ nào khác khi biết Phi Long có tìm em trở lại hay không. Em giận về chỗ ấy mà em không thể cùng Phi Long sống chung trở lại. Em cũng nhận thấy. Em còn trẻ làm sao ở dậy đến già, nhưng chị ơi, bước thêm bước nữa em không bao giờ làm được. Bước thêm bước nữa làm gì phải không chị? chỉ gây ra cho nhị Lan một nghịch cảnh, cha ghẻ, con riêng. chỉ rước cho đời em một sự bẻ bàn. Thứ nhì chớ ít gì. Chứ ích gì? đời em bây giờ có thiếu gì đâu, tình chị đã làm em sống sung sướng quá rồi, huống chi bên em. Còn có đứa con, nguồn an ủi cho đời em. Lại thêm, em hôm nay tọa nguyện về công việc làm hàng ngày, em còn đòi hỏi gì nữa cho thêm phiền. Người đàn bà từ ngàn xưa phải bị ràng buộc trong cảnh gia đình, bị phục tùng dưới ách chồng con, biết bao kẻ muốn giải thoát mà không sao thoát được thậm chí có kẻ khô héo lá gan vì cảnh làm dâu, tuổi nhục vì cảnh chồng chung, đau khổ vì cảnh nô lệ. Còn em, cảnh chồng phụ đã giải phóng cho đời em ra khỏi ách gia đình và sự ép buộc của người chồng. Cảnh tình phụ đã đưa em ra ngoài xã hội và đã tạo cho em một sự nghiệp đầy hứa hẹn. Em giờ đây như người xây một cái gì tốt đẹp, một lý tưởng cao siêu. Em nhìn lại tình ái thấy nó thấp kém quá và em còn cười em sao trước kia lại có thể khóc hết nước mắt vì bị tình phụ cho phép phi long làm bổn phận một người cha thì được chứ cho phép phi long can thiệp vào đời em nữa hẳn là em không nhượng bộ rồi chị có nhận thấy em xử việc như thế là phải không em mong chị cho em biết ý kiến nãy giờ em lo nói chuyện riêng của em em quên hỏi về chuyện của chị thế nào chị đã nhất định ra sao chưa theo cách bà phủ muốn đi hỏi chị cho như ngọc mà chị đã từ chối em e sau này ra vào đụng mặt như ngọc cũng phiền cho chị lắm huống chi như ngọc là người mưu lược chị lại ở trong nhà người ta nếu họ có lòng nào em sợ chị khó mà giữ cho tròn vẹn hay là chị cứ xin thôi đi em giới thiệu chị với ông sơn ông ấy muốn nhờ chị giúp ông làm một tiếp viên trên đường bay sài gòn hồng kông chẳng hay chị nghĩ thế nào lương ở đây cũng lớn và nghề này tuy nguy hiểm nhưng có rất nhiều thích thú chị ạ à. chị tính kỹ lại rồi báo cho em sớm chị nhé em của chị túy lan mộng lan đọc xong bức thơ ngẫm nghĩ cho cảnh của em và thầm khen em đã cương quyết cư xử với phi long như thế là phải Mộng Lan nghĩ đến việc túy Lan cho nàng ở nhà bà Phủ mà không khỏi khen em biết phòng xa. Nhưng vừa rồi, như Hùng đã cho thằng Minh hay, lại như Ngọc đi rồi thì nàng còn lo gì nữa. Nghĩ đến số lương ở Hoành Sơn hàng không, Mộng Lan cũng hơi tiếc và nghĩ đến sự đi mây về gió, được xem xứ lạ nước người, nàng không sao không ham thích được. Nhưng nghĩ đến tình cảm của thằng Minh và mối tình thầm kín của nàng đối với như Hùng mà nàng chôn chặt ở đáy lòng không dám thổ lộ cho ai, nàng lại không nở xa bà Phủ được mộng lan xếp thư em bỏ vào túi đứng dậy đi sửa soạn đồ hành lý xong nàng ra bưu điện đánh điện tín về cho em biết là nàng sắp về sài gòn trong ngày mai chuyến tàu về sài gòn ngày hôm sau đã mang trả mộng lan và thằng minh cho gia đình bà phủ chiếc xe lộng lẫy của bà phủ đã đợi sẵn ở phi trường tân sơn nhất như hùng và bà phủ cũng có mặt mộng lan và minh được hai người tiếp đón niềm nở thằng minh bá cổ bà phủ và như hùng hôn con nhớ nội con nhớ chú quá bà phủ cười nhìn mộng lan cô gì cháu minh mà mệt quá nhỉ mộng lan lại phép thưa được đi nghỉ mát những ba tháng mà bà bảo là mệt như hùng nãy giờ chưa dám nói gì đến mộng lan cứ đưa mắt nhìn nàng mộng lan thấy lòng nhộn nhịp cũng muốn nói một câu gì đó với như hùng nhưng không hiểu sao nàng thấy e lệ quá nàng đưa mắt nhìn như hùng gặp lúc như hùng cũng đang nhìn nàng hai người cũng ngượng nghịu đỏ mặt và dội nhìn đi chỗ khác bà phụ bắt gặp sự ngượng nghịu ấy hiểu ngay hai người đã thầm yêu nhau Bà làm bộ nói cho Như Hùng khỏi thẹn thùng. Có phải thằng Minh nó mập không con nhỉ? À mà cô Mộng Lan trông cũng khỏe Hùng nhỉ? Như Hùng chỉ dạ. Khi vào ngồi trong xe Như Hùng nói. Cô có chụp ảnh Đà Lạt nhiều không? Thằng Minh viết thư cho tôi bảo là cô chụp nhiều lắm phải không? Mộng Lan nói. Dạ cũng có chụp nhưng vì tay nghề em dục quá nên không được đẹp lắm. Về đến nhà cơm nước xong Mộng Lan liền xin phép bà Phủ cho nàng về nhà thăm em. Bà Phủ bảo xe đưa nàng về, nàng liền thoái thác bà cứ để con đi ra ngoài cũng được hùng lấy hết sức can đảm nói tôi cũng có việc đi về đa cao cô cho phép tôi đưa cô đến nhà mộng lan không biết trả lời sao thì bà phủ nói cô nhận lời đi cho thằng hùng mừng cô có thấy bao giờ nó dám có một cử chỉ như ngày hôm nay không bà phủ hiểu ngay là hùng yêu mộng lan mộng lan nói như thế có làm phiền cậu lắm không như hùng nói có gì mà cô bảo là phiền Mộng Lan không khỏi lấy làm lạ tại sao hôm nay Như Hùng lại ăn nói bạc thiệp chứ không lầm lì e lệ như trước nữa. Mộng Lan mặc áo dài xong, Như Hùng cũng vừa thay quần áo xong ở trong phòng bước ra, nhưng chàng như nóng lòng về bài báo của tuần báo cười nên sách theo tờ báo và nói. Cô ở Đà Lạt có đọc số báo cười, nói về cô khúc khích không? Dạ có. Như Hùng muốn nói nữa nhưng chưa dám vì thấy vẻ mặt Mộng Lan đang vui, bỗng xa sầm lại. Giả lại tài xế đã đem xe ra trực sẵn, Như Hùng đành phải mời Mộng Lan ra xe dọc đường hai người không ai nói với ai một lời gì cả chỉ có mộng lan chỉ đường cho tài xế chạy xe ngừng trước một ngôi nhà nhỏ ngoài trước có hàng rào bông giấy trông rất đẹp mắt tiếng xe vừa đổ trong nhà có đứa bé gái ba bốn tuổi chạy ra khi trông thấy mộng lan nó mừng quá hét lớn má đã về má đã về rồi con đợi má lâu quá mộng lan cúi chào như hùng nhảy xuống xe ôm nó hôn lấy hôn để Đứa bé ấy bá cổ mộng lan hôn khắp mặt nàng đoạn đưa tay ra sờ trên mặt mộng lan một cách ô yếm vô cùng. Như Hùng ngồi ngoài xe nhìn thấy cảnh ấy không khỏi xe lòng. Tài xế đã cho xe chạy, Như Hùng nhìn ngoái lại ngôi nhà ấy với cặp mắt xót xa. Chàng mãi suy nghĩ quên chỉ đường cho tài xế đi. Thưa cậu, con đưa cậu đi đến đâu? Câu hỏi ấy đã làm Như Hùng như bừng tỉnh mộng chàng nói. Thôi, anh cứ đưa tôi về nhà, tôi nhức đầu quá không thể đi được nữa như hùng thấy đầu choáng váng quả chàng nghi không sai mộng lan có một đứa con cái tình đứa bé ấy đối với nàng không còn chối cãi gì được nữa thật chỉ có tình mẫu tử mới đượm đà tốt đẹp dường ấy như hùng bỗng nhớ đến con chàng thằng hùng anh mà chàng thương hại hùng anh có bao giờ nếm được cái tình mẫu tử thiêng liêng dường ấy mộng lan đã có con mộng lan là cô khúc khích mộng lan không yêu ai nữa thế là chàng tuyệt vọng mối tình thầm kín của chàng từ đây phải dùi sâu ở đáy lòng chàng không được phép tỏ bày với ai nữa cả lần này nhất định chàng ở dậy không bao giờ yêu ai nữa vì yêu là khổ. Chàng sẽ tỏ nỗi lòng này cho mẹ chàng nghe và rồi đây, chàng sẽ xin phép mẹ đem thằng Hùng Anh về sống chung với chàng và mẹ chàng. Như Hùng mãi suy nghĩ mà xe đến nhà chàng cũng không hay, tiếng mở cửa xe làm chàng giật mình. Như Hùng chậm bước vào nhà, bà phủ thấy con trở về nét mặt dào dào liền hỏi. Sao con về liền vậy? Con không đi chơi à? Con định đi chơi một tí nhưng khi ra xe, bỗng đầu con say sẩm, con phải trở về như hùng thưa nói xong như hùng vào ngồi ghế hai tay ôm đầu bà phủ lại gần con ôm tồn nói mẹ chắc là con có chuyện gì khó khăn không thể giải quyết được phải không con thôi thì con cứ nói ra cho mẹ nghe thử nào như hùng nói mẹ yêu con quá nhưng thực sự con đã làm khổ mẹ nhiều rồi như hùng bèn đem mối tình của chàng đối với mộng lan ra tỏ cho mẹ nghe và nói tiếp bây giờ đây chính mắt con thấy cô mộng lan có một đứa con như thế con không mong gì cô mộng lan yêu con được Bà Phủ nói Theo mẹ thấy thì cô Mộng Lan yêu con lắm chứ Mẹ còn nhớ rõ khi mẹ tỏ ý hỏi cô cho anh con Mẹ chưa nói tên chỉ bảo là muốn cô làm dâu mẹ Mẹ thấy mặt cô tươi lên một mối hy vọng Và ngồi đợi mẹ nói tiếp Thử xem mẹ muốn cô làm dâu mẹ Mà là vợ của Như Hùng hay Như Ngọc Đến chừng nghe mẹ hỏi cô cho anh con Mặt cô bỗng tái hẳn lại Cô miếm chặt đôi môi và từ chối Vừa rồi khi cô ở trên tàu Đà Lạt về Thấy mặt con cặp mắt cô sáng lên và cô nhìn con với đôi mắt đầy vẻ thân ái. Trời ơi, mẹ đâu có ngờ đến cảnh đau lòng của con. Phi Anh thật đáng thương hại. Còn cháu nội mẹ giờ ở đâu? Con đem về cho mẹ thấy mặt đi. Như Hùng nói, chưa thể đem về được mẹ ạ. À. Tại sao vậy con? Con chưa muốn cho Mộng Lan biết chuyện này. Con yêu cô Mộng Lan quá, yêu gì tài, gì nết. Con là hy vọng ở Mộng Lan làm mẹ thằng Hùng Anh sau này. Nếu cô Mộng Lan không yêu con thì con nguyện ở dậy đến già thì con cứ yên lòng để mẹ dò thử ý cô ta ra sao. Con chớ dội thất vọng, người như con không yêu thì yêu ai chứ? Mẹ muốn dò thử cô Mộng Lan rất dễ, bây giờ mẹ cho phép con đi vắng. Con xuống Mỹ Tho thăm thằng Hùng Anh và con sẽ ở dưới vài ngày. Hãy mẹ nói mà cô Mộng Lan bằng lòng thì con về. Còn không... Như Hùng mới nói đến đó bà Phủ đã quản hốt hỏi. Nếu cô Mộng Lan không bằng lòng thì con cũng bỏ mẹ mà đi luôn như anh con hay sao chứ? Vì vậy cô Mộng Lan vào nhà ta dạy cho thằng Minh phải chăng là một cái quả lớn cho gia đình ta. Thấy như Hùng ngồi lặng thinh không nói gì, bà đâm ra lo sợ như Hùng phiền muộn gì câu trách móc vô tình vừa ở miệng bà thốt ra. Bà dội giả phân trần. Thật ra, cô Mộng Lan nết na đáng cho mọi người đàn ông yêu kính, đẹp đẽ cho mọi người đàn ông có thể si mê. Nhưng ở đời này người đàn bà như cô Mộng Lan không phải không có người thứ nhì, thứ ba khác chuyện thằng Như Ngọc thất vọng vì nó tức giận đã bỏ phí một thời thanh niên hữu dụng. Nó thất vọng vì giới mộng lan nó không xứng tài xứng đức. Chớ còn con, tài có, đức có. Con muốn có một người vợ hơn mộng lan nữa còn được, thay nữa là mộng lan. Sao con lại thốt ra cái giọng thất vọng kia? Như Hùng liền nói. Ái tình không thể giản dị như mẹ nói. Nhiều khi người ta quen với trăm nghìn cô gái đẹp đẽ nết na nhưng lòng người ta không bao giờ cảm động hay chú ý đến họ. Như một ngày kia, chỉ một cái đuôi mắt, chỉ một lời chào, hay chỉ một nụ cười là đủ cột một thanh niên và một thiếu nữ và cái nhìn ấy nụ cười ấy có một hiệu lực huyền bí kẻ nào đã dướng phải không sao thoát ra khỏi lãnh địa thu hút của nó trong con mắt con bây giờ chỉ thấy có mộng lan trong đầu óc con bây giờ chỉ có hình ảnh mộng lan con đi khỏi mẹ nói mà mộng lan bằng lòng thì mẹ nhắn con về con sẽ thú thật tất cả về thằng hùng anh còn như cô không nhận lời tức là cô sẽ xin thôi việc bao giờ cô thôi việc thì con sẽ về chơi ra vào gặp mặt cô lòng con không thể chịu được. Bà Phủ phải để cho Như Hùng đi. Mộng Lan bồng nhị Lan bước vào nhà, Túy Lan ở nhà sau chạy lên gặp chị mừng rối rít. Sau vài câu hàng huyên, Túy Lan nói ngay vào câu chuyện. Chị có nhận được thư của em không? Và chuyện em bàn cùng chị đó, chị nghĩ thế nào? Mộng Lan nói, việc gì mà em lo cho chị quá vậy? Chị không phải là người vì vài ngàn đồng lương mỗi tháng mà bán rẻ danh dự của mình đâu. Đồng tiền đành là có giá trị, nhưng chỉ giá trị giới hạn người biết sử dụng kia và giá trị khi giúp ta giải quyết vấn đề cơm áo. Chị đi làm chỉ việc cuộc sống của chúng ta, của con nhị Lan. Trước kia chị đã bỏ ở, sợ ông siêu gì lẽ gì, em cũng hiểu rồi. Ngày nay, em đã có chỗ làm. Nếu ở bà Phủ có xảy ra việc gì thì chị cứ nghĩ em không ngại. Bà Phủ là người biết điều, không đến nỗi gì đâu, huống chi như Ngọc đã đi xa rồi. Vì chị không nhận kết hôn với chàng, chàng tự nghĩ chị chê chàng không có sự nghiệp nên quyết chí bỏ đi lập công danh. Túy Lan nói, Như Ngọc đã đi thì chị còn gì lo nữa, nhưng theo ý em thì chị nên nghỉ ở nhà bà Phủ để theo nghề nữ tiếp viên hàng không. Đời chị còn đẹp nhiều, chị cần phải ra ngoài để hy vọng lập gia đình, chứ chị ở mãi trong nhà bà Phủ, ai biết chị là ai. Mộng Lan nghe em nói thế bật cười. Chà, em lo xa quá, nhưng dù sao chị cũng phải làm với bà Phủ vài tháng nữa đã. Không, bà lại bảo là chị giận bà, về việc bà hỏi chị cho Như Ngọc người ta ở với mình thủy chung thì mình cũng phải có lòng chung thủy chứ. Ở đời kẻ bạc bẽo thật đáng thương hại. À, em mãi lo cho chị, em quên cho chị hay gì công việc của em trong mấy tháng nay, nhất là chuyện em gặp lại Phi Long. Túy Lan kể cho chị nghe, hai chị em ngồi sát vào nhau hết sức thân mật. Nghe xong, Mộng Lan nói. Em hãy nghĩ kỹ, đây là hạnh phúc cả một đời em. Em nên cân nhắc kỹ cái tình của Phi Long, sự ăn năn của Phi Long em đừng sợ chị phiền trách này nọ mà bỏ trôi hạnh phúc em nhé trước kia thấy em bị phi long phụ tình chị hết sức oán ghét phi long nhưng oán ghét là oán ghét kẻ bạc tình chứ không oán ghét kẻ bị sa ngã trong phút chốc người ta ở đời làm sao không có những phút lỗi lầm lỗi lầm mà còn biết ăn năn thì con người ấy chưa đến nỗi tán tận lương tâm phi long đã phụ em nhưng nay đã biết hối hận nghĩa là phi long chưa đến nỗi đớn hèn như chị em ta nguyền rủa Phi Long đã tìm đến em năn nỉ, mong em nghĩ lại để cùng Phi Long lập lại gia đình. Cái gia đình sau bao cơn bão tố, theo ý chị, có thể được yên tĩnh em ạ. À. Huống chi người đàn bà nào khác thì chị không nói, chứ em, em không thể lấy ái tình hàng giá với thương lòng. Em không thể quên Phi Long bằng cách yêu người khác. Cực chẳng đã, người đàn bà mới bước thêm bước nữa, chứ một lần trao thân cho một người đàn ông khác, nó ê chề, tuổi nhục làm sao ấy. Chị chưa gặp cảnh éo le của tình trường, nhưng chị thấy ai trong cảnh chấp nối cũng không được vừa lòng và bao giờ họ cũng có đôi chút tiếc nuối quãng đời cũ, cuộc tình đầu tiên của họ. Mộng Lan nói với một giọng hiền lành, em ái thỉnh thoảng lấy tay vuốt tóc em, túy lan mũi lòng khóc tấm tức, Mộng Lan để cho em khóc một hồi, nhìn vật lệ lúc này quý lắm, nó tưới mát lòng dạ bị héo xào trong mấy năm nay, nó lau sạch đôi mắt oán hận của kẻ ghét đời túy lan khóc một hồi như cố xua đuổi những ý nghĩ đang tràn ngập trong đầu óc của nàng rồi chậm rãi nói không chị ạ à, em đã nghĩ kỹ rồi em không thể cùng phi long lặp lại gia đình đâu em không còn thấy gia đình là tổ ấm hạnh phúc nữa con người ta không phải cần đến hạnh phúc gia đình mới có thể sống được hạnh phúc ấy là hạnh phúc của kẻ tầm thường người đàn bà ngày nay có một địa vị khả quan ở xã hội thì cũng như đàn ông người đàn bà có quyền tìm hạnh phúc của mình khi làm tròn phận sự ở đời hay đeo đuổi theo một lý tưởng tốt đẹp. Em không muốn cuộc sống của em bị chôn trong bốn vách tường của gia đình để một mai thân thể bị dùi chôn dưới ba tấc đất, tên tuổi bị chôn trong sự quên lãng của người đời. Em muốn sống như những người biết sống, em muốn đi thật nhiều xem phong cảnh các nước khắp nơi trên hoàn cầu. Em muốn bước màn trước mắt dán lên để em thấy khắp chân trời gốc bể. Rồi đây khi mà các công ty hàng không của ta có những chuyến bay qua Âu, Mỹ, em lại được dịp bay qua bên ấy để xem những kinh đô của các nước văn minh thế giới biển cả trời cao cảnh đẹp người lạ em sẽ được hân hạnh làm quen rồi biết đâu em lại không được đi nam cực bắc cực để hiểu qua những xứ sáu tháng không thấy ánh sáng mặt trời ấy con người ta một khi đã gần với tạo quá trước cảnh trời biển mênh mông tư tưởng không hẹp hòi nữa chị ạ à. em có quyền đòi hỏi một cái gì cao cả thiên liêng hơn cái tình ở gia đình Tuy rằng hạnh phúc ở gia đình vẫn có phần ấm cúng, êm đềm, bình thản, nhưng hạnh phúc ở gia đình chỉ nên dành riêng cho ai đã làm xong nghĩa vụ làm người kia. Mộng Lan cười, Chà, em tôi triết lý quá, vậy ý em muốn làm một nhà văn bất tử chứ gì? Được, em cứ theo đuổi ý nguyện của em đi, nhưng em cũng nghĩ đến mối tình gian dở, đến sự năng nỉ của Phi Long kẻo tội nghiệp. Giả lại, trở lại với Phi Long không có nghĩa là em bỏ sự nghiệp văn chương của em đâu. Thì em để cho Phi Long lui tới thăm con được rồi, Em không ngăn cản chàng trong bổn phận làm cha đủ rồi. Chứ Phi Long còn muốn làm chủ nhân ngôi nhà tình ái cũ thì ngôi nhà ấy không chịu tiếp đón người cũ nữa đâu. Đã đến giờ Mộng Lan phải trở lại nhà bà Phủ. Mộng Lan đứng lên hôn nhị Lan và dặn Con ở nhà ngoan ngoãn nhé. Chủ nhật sau má hai về. Má hai sẽ mua bánh cho con và dẫn con đi xem chấp bóng. Dị Lan thích thú vỗ đôi bàn tay nhỏ bé. Thích quá. Mộng Lan lên xe bảo chạy thẳng lại nhà bà Phủ. Xe dừng dừng trước cửa. Minh đã chạy ra đón con đợi cô về để cùng đi xem hát với con mộng lan nói thường thường tối chủ nhật em đi với chú hùng kia mà sao hôm nay em lại đòi đi với cô minh cười có vẻ bí mật ngày thường cô đoán cái gì cũng đúng đâu hôm nay cô đoán thử tại sao con lại đòi đi với cô vừa nói minh vừa dắt tay mộng lan đi vào nhà ra vẻ thân mật lắm mộng lan chưa hiểu ra sao thì bà phủ đã nghe được câu nói của minh nạt nó kìa sao cháu lại ăn nói hỗn láo với cô như vậy sao lại dám đố cô có nghĩa là sao mộng lan thưa Thưa bà, để em nó nói cho vui, có gì vô lễ đâu ạ. À? Rồi quay lại Minh Mộng Lan nói, nhưng tối nay chắc cô không thể đi xem hát với em rồi, để hôm khác vậy. Bà Phủ nói, tối nay tôi có chút gì cần nói với cô, ăn cơm xong mời cô lên phòng tôi, chúng ta sẽ nói chuyện. Mộng Lan không biết là chuyện gì nhưng cũng dân dạ, trong lòng không khỏi phân dân. Minh vừa đi ra nhà sau vừa cào nhào. Chú Hùng đi đâu, không ở nhà đi xem hát với Minh. Mộng Lan mới biết tối nay như Hùng không có ở nhà. Đến bữa cơm tối, bà phủ thấy Mộng Lan chưa cầm đũa, hình như cố ý đợi Như Hùng, bà liền nói: "Thằng Hùng đi về miền Tây, có lẽ vài tuần nữa nó mới về." Nói xong câu ấy, bà phủ nhìn ngay vào mặt Mộng Lan như dò xét, nhưng vẻ mặt Mộng Lan vẫn tự nhiên và Mộng Lan cũng không hỏi thử Như Hùng đi về miền Tây vì việc gì. Trong bữa ăn Mộng Lan cũng không nói gì cả, còn bà phủ thì như có điều gì lo nghĩ, bữa cơm hôm ấy không được vui vẻ lắm. Ăn xong, bà phủ đứng dậy ly lên lầu và mời Mộng Lan Cô lên với tôi nhé, hôm nay nhà không có như hùng, tôi bảo bọn đầy tớ khóa cửa sớm. Mộng Lan đi theo bà phủ, vào phòng như thường lệ, bà nằm trên cái ghế xích đu còn Mộng Lan ngồi vào một cái ghế tựa gần đấy. Ngọn đèn trong gian phòng so rõ nét mặt âu lo buồn bã của bà phủ. Mộng Lan dở một tờ báo ra toan xem thì bà phủ nói: "Câu chuyện mà tôi nói với cô cách đây hai tháng cô có phiền tôi không?" Mộng Lan chậm rãi nói: "Bà không phiền con thì thôi chứ con lẽ nào dám phiền bà?" con đã làm không vừa lòng bà kia mà bà phủ nói thằng như ngọc yêu cô nhiều lắm bị cô từ chối nó tự nghĩ tại nó không xứng đáng với tình yêu của cô nó đã bỏ đi nguyền lập nên công danh sự nghiệp chí nó cũng đáng thương nhưng mà thôi chuyện cũ hãy bỏ đi cô đừng vì thế mà buồn giờ đây tôi có một việc khác để nói với cô thôi nói gần nói xa chẳng qua nói thật nó cũng một việc tương tự như việc như ngọc số là thằng hùng con tôi nó yêu cô nó nhờ tôi truyền đạt tấm lòng thành thật của nó và xin tôi đứng ra cưới cô cho nó nếu cô nhủ lòng thương nó một phần nào đó. Thằng Ngọc đã bỏ đi, tôi đây chỉ còn một mình Hùng. Hôm qua nó thú thật với tôi nỗi lòng của nó đối với cô và nó nói câu này. Tính con giống hay cả thẹn, nếu mẹ hỏi mà cô mộng lan thuận thì không nói gì. Rủi cô từ chối thì chắc con ngượng lắm. Con xin phép mẹ cho con đi vắng ít hôm, có tin mừng mẹ nhắn con sẽ về, bằng không con cũng sẽ đi luôn như anh con. Bà Phủ vừa nói vừa nhìn Mộng Lan xem thử vẻ mặt nàng có thay đổi gì không. Đôi môi Mộng Lan mấp máy như không thể đè nén được những lời nói sắp bật ra ở miệng nàng. Cặp mắt nàng sáng lên một tia vui mừng khó tả và toàn người nàng như rung lên. Mộng Lan cố trấn tĩnh như bao nhiêu bằng cớ đã cho bà Phủ thấy là nàng yêu như hùng. Bà Phủ mừng rỡ nhưng đợi Mộng Lan trả lời. Bà không muốn phá những giây phút thần tiên ở lòng một thiếu nữ đã yêu mà biết mình được yêu lại một lúc lâu mộng lan mới đè nén sự cảm động để cố lấy giọng tự nhiên nói con hết sức cảm động được biết bà rất thương con và cậu hùng có lòng mến con nhưng con ngại quá bà và cậu hùng vốn nhà giàu có còn con chỉ là một đứa con gái phải đi làm việc để sống con sợ không khéo bà sẽ mang tiếng là cưới phải cô dâu nghèo hay có kẻ không hiểu tưởng con cũng như cô trà qua đến đây để dòm vào sự giàu sang của bà và cậu hùng bà phủ tỏ vẻ không vui sao cô lại nghĩ như thế người như cô mà cũng sợ dư luận hay sao cô nên xét có thể yêu như hùng hay không có thể làm con dâu yêu quý của tôi hay không còn chuyện người đời dị nghị kệ họ tôi cưới dâu cho tôi chứ có phải gì họ đâu thằng hùng lựa vợ cho nó chứ không phải cho người ta còn cô cô kén bạn trăm năm với mục đích tìm hạnh phúc cho đời cô kia mà mộng lan ngồi im lòng không khỏi vui sướng bà phủ lại nói vì cô không còn song thân nên tôi mới nói với cô cô có quyền định đoạt đời cô cô cứ cho tôi biết ý cô thế nào mộng lan nói con hết sức cảm động thấy bà và cậu hùng có lòng yêu con trước mối tình thành thật của cậu hùng trước lòng quảng đại của bà con còn biết nói sao được nữa con chỉ xin cảm ơn bà và cậu hùng nói đến đây mộng lan cúi mặt có vẻ e thẹn thế là quý quá tôi tin là cô có thể đem đến hạnh phúc cho gia đình tôi từ nay cô cho phép tôi gọi cô bằng con nhé tôi sẽ nhắn thằng hùng về bà bước lại sát bên mộng lan đặt lên trán nàng một cái hôn mộng lan đứng dậy cầm bàn tay bà phủ hôn hai ba cái và nói thật con có phước quá vừa được một người chồng xứng đáng vừa được một bà mẹ nhân từ bà phủ cảm động ứa nước mắt những phút cảm động qua rồi bấy giờ bà phủ mới hỏi thế rồi đứa con của con con tính thế nào mộng lan không khỏi ngạc nhiên nhìn bà phủ bà hỏi gì con chưa hiểu Mẹ hỏi chứ còn đứa con riêng của con, con có ý định đem về ở chung với mẹ và Hùng không? Mộng Lan cao mày. Con đã có chồng đâu mà có con. Thế con không phải là cô khúc khích sao? Sao báo cười họ đăng cái ảnh của con? Mộng Lan hiểu bà Phủ đã làm nàng với Túy Lan, nên Mộng Lan tươi cười kể lại chuyện của Túy Lan cho bà Phủ nghe và nói. Hai chị em con giống nhau lắm, em con hiện làm nữ tiếp viên cho Hoành Sơn hàng không. Nó đã bị tình phụ và giờ đây người chồng cũ của nó định trở về với nó, hôm nào con sẽ dẫn nó đến đây thăm bà. Bà Vũ khen, túy lan xử sự như vậy thật đáng khen, còn con tình con đối với em thật trên đời này ít người có lắm. Mộng Lan nói, bà làm tưởng con là một người đàn bà đã có con mà bà vẫn bằng lòng cho cậu Hùng yêu con. Bà lại có độ lượng, hỏi ý con trước thử coi có nhận lời không đã rồi mới động đến chuyện riêng của con. Chỉ có một bà mẹ hiền đức mới làm được việc này, con sẽ cố gắng làm sao cho xứng đáng với cái tình của Hùng và sự chiếu cố đặc biệt của bà. Bà Phủ nói, con xứng đáng lắm, mẹ có phước lắm mới có được một con dâu có tài lại đẹp như con. Thôi, mẹ cần phải cho người đi gọi Hùng về. Hai hôm sau như Hùng về tới, lòng chàng sung sướng khi mẹ cho biết Mộng Lan không phải là cô khúc khích. Bà Phủ cố ý tránh mặt để Hùng và Mộng Lan gặp nhau dễ nói chuyện. Như Hùng lựa dịp Mộng Lan ngồi mây dưới bóng mát một gốc cây trong giường, nhẹ nhẹ đi đến sau lưng nàng mộng lan quay lại thấy như hùng hai người e lệ chào nhau như hùng cảm động quá hai tay rung lên cố bình tĩnh lắm mới nói được mẹ tôi nhắn tôi về như thế là cô đã nhủ lòng thương đến tôi một kẻ không xứng với tình cô mộng lan nói sao anh nói chi những câu quá lời như vậy hùng nghe mộng lan kêu mình bằng anh thì sung sướng quá em cho phép anh xưng hô thế này nhé trước kia anh cứ tưởng em là cô khúc khích Nay được biết em là một thiếu nữ trinh trắng thì anh lại càng thương quý em nhiều hơn. Nhưng cũng vì em còn là một thiếu nữ trinh trắng mà anh e ngại rồi đây em sẽ khinh anh hay ghét anh. Tại sao vậy? Bởi vì anh có một dĩ dãn đau đớn lắm. Anh có thể cho em biết qua hay không? Chúng ta đã tính chuyện trăm năm thì có việc gì mà anh phải giấu em đâu. Em có sẵn lòng tha thứ cho anh không? Và khi nghe xong câu chuyện em có yêu anh nữa không? rồi như hùng tóm tắt nỗi niềm đau khổ trong năm năm qua kể cho mộng lan nghe câu chuyện tình giữa chàng và cô phi anh mộng lan hết sức cảm động khi nghe cô phi anh tự quỷ mình khi sinh ra thằng hùng anh được sáu ngày và thấy thương xót cho thằng hùng anh như con nàng như hùng kể xong câu chuyện đầy nước mắt ấy rồi bốn mắt nhìn nhau trong lúc hai quả tim cùng hòa một nhịp điệu yêu đương vô bờ bến tôi là mẹ Hai tháng sau đám cưới của giáo sư Như Hùng và cô Mộng Lan đã cử hành tại biệt thự riêng của bà Phủ rất long trọng. Hầu hết các nhà tai mắt của Đô Thành đều đến chúc mừng cặp trai tài gái sách. Tố Ngọc đưa chồng là ông Sơn, giám đốc Quỳnh Sơn Hàng Không đến chung vui cùng Mộng Lan. Ông bà Siêu cũng đến tặng Mộng Lan một đôi dòng ngọc thạch. Túy Lan đưa tất cả chị em tiếp viên đồng nghiệp đến dự và phi long cùng Túy Lan hôm ấy, cũng như một cặp vợ chồng mà trong gia đình không có việc gì xảy ra cả. Sau bữa tiệc, Mộng Lan và Như Hùng đi hưởng tuần trăng mật ở Long Hải để sống giữa một hạnh phúc trọn vẹn. Bà Phủ càng hết sức yêu thương Mộng Lan. Bên tình yêu của chồng và mẹ chồng, Mộng Lan còn được Hùng Anh và Minh kính nể như một bà mẹ hiền. Vì bận biểu bên gia đình chồng, Mộng Lan ít có thời gian để về thăm em và Nhị Lan. Túy Lan tuy không dám trách chị nhưng không khỏi cảm thấy mình bị bỏ quên. Thế rồi những hôm Phi Long đến thăm nàng và Nhị Lan túy lan không còn hờ hững nữa và đã thân mật xem phi long như một người bạn mà tình bạn thì nó luôn luôn đẹp đẽ túy lan đem nhiều vấn đề về văn chương nghệ thuật bàn với phi long và một khi không đứng trước sự trói buộc của tình ái túy lan thấy phi long có nhiều tư tưởng rất thích hợp với nàng nhị lan chính là một mối dây nói kết cột lần lần đôi bạn trẻ trước kia đã từng yêu nhau nhưng hôm nay túy lan đã ra chiều suy nghĩ nhiều lắm khi chiều nay túy lan có đọc một tờ báo ở pháp tường thuật phiên tòa đại hình ở bên ấy. Số là có một ông giám đốc có nhà máy ở bên Pháp đã có vợ con mà còn đem lòng yêu cô nữ thư ký của mình mới 17 cái xuân. Anh chàng tỏ tình với cô thư ký thì bị cô này cự tuyệt, diện lẽ anh ta đã có vợ con. Anh chàng nọ thất vọng, nghĩ cách ly dị với vợ để có thể tính chuyện trăm năm với cô thư ký. Nhưng việc này anh cũng không thể thực hiện được vì cha của anh không bằng lòng cho anh ly dị vợ. Nguyên do là trong xưởng máy anh hiện đang làm giám đốc, ông đã bỏ đến phân nửa số vốn. Nếu con ông không dâng lời thì ông hăm dọa sẽ rút vốn, công ty sẽ sụp đổ ngay. Thế rồi anh ta đi mua cây súng ngắn với ý định sẽ giết vợ. Anh bắn vợ trọng thương tưởng đã chết và làm bộ bắn mình như là có cướp vào nhà. Ra trước tòa anh khai hết sự thật khi giờ đây vợ anh đã là một người tàn tật. Tuy vậy, chị vợ xấu số này còn xin tòa tha tội cho anh vì chị không muốn các con chị không có một người cha. Túy Lan thở dài. Người chồng tàn nhẫn như thế mà chị vợ không oán trách lại còn xin tòa tha bổng. Câu chuyện người đàn bà bị tình phụ đến nỗi anh chồng muốn giết Phước đi đó thật là cảm động. Như thế là làm người đàn bà còn có thể nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình chứ một khi đã có con là không còn được quyền nghĩ riêng cho mình mà phải cho con mà thôi. Túy Lan nghĩ đến cảnh người đàn bà bị tàn tật ấy rồi nghĩ đến cảnh của mình nàng tự thấy nàng còn hẹp lượng nhiều lắm. Nàng có thể vì say mê cái nghề của nàng mà không nghĩ đến hạnh phúc gia đình hạnh phúc của nhị lan và sự đau khổ ăn năn của một người đàn ông mà nàng đã trót cho phép làm cha của con nàng hay không nàng có thể trẻ đẹp luôn để có thể đi mây về gió sống với trời cao biển rộng đâu đâu mà không nghĩ đến cái tổ uyên ương ấm cúng bên mình hay không và lòng nàng có thể dững dưng trước muôn ngàn cảnh ái tình của vũ trụ hay không chim muôn có đôi loài vật có bạn qua nghiêng mình trước gió lá rung động dưới sương tất cả những quyến rũ của ái tình trong vũ trụ liệu Túy Lan có đủ sức khép chặt cõi lòng lại hay không? Túy Lan đang ở trong một trạng thái lòng như thế thì Mộng Lan và Hùng ở ngoài cửa bước vào. Túy Lan thấy chị dạo này tươi đẹp mà anh Hùng cũng tươi tắn hơn nhiều nên cũng thấy lòng sung sướng cho hạnh phúc của chị mình. Mộng Lan hiểu em đang có việc phân dân nên nói Anh và chị hôm nay về đây là vì em đó. Anh chị xin em một điều, chẳng hay có bằng lòng cho anh chị không? Túy Lan hỏi, anh chị sống trong hạnh phúc ngập tràn anh chị có thiếu gì nữa mà xin em như hùng đỡ lời vợ anh chị xin em cho anh chị được thấy hạnh phúc của em túy lan nói ơ ờ, hay đời em cũng không thiếu hạnh phúc kia mà sao anh chị lại nói vậy mộng lan nói anh chị muốn em hãy nghĩ kỹ lại và nhỏ chút lòng quảng đại cho phi long nhờ và cũng để cho nhị lan có hạnh phúc được sống giữa cha mẹ nó túy lan cúi đầu suy nghĩ trong lúc ấy mộng lan ra dấu cho phi long bước vào Phi Long nãy giờ đứng nấp ngoài cửa được Mộng Lan gọi liền bước lại đứng sau lưng Túy Lan, đặt bàn tay lên vai Túy Lan. Nhị Lan ở trong nhà chạy dục ra, thấy cảnh ấy liền dỗ tay bé nhỏ vào nhau rồi chạy đến trước mặt bốn người, lấy hai tay làm cái máy ảnh nói Đứng nghiêm, nhị Lan chụp ảnh nhé, kìa mẹ, ngước mặt lên nào, và dạ ba phải cầm tay mẹ như má hai cầm tay bắt hùng thì con mới chịu. Túy Lan đưa bàn tay ra, nắm bàn tay Phi Long và nói nho nhỏ Tôi tha thứ cho anh vì tôi là mẹ. Viết xong ngày 10 tháng 11 năm 1953. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn. radio